Các bạn thân mến, bộ truyện Linh Chu đã hoàn thành lâu rồi. Bây giờ có bạn yêu cầu mình đăng. Nếu các bạn thấy hay, nghe được thì mình sẽ đăng tiếp. Không thích thì sẽ ngưng vậy, cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Linh Chu của tác giả Cửu Đương Gia. Nội dung truyện là một thế giới kỳ dị mênh mông, có người tu hành liều mạng cùng với trời đất, có người con gái xinh đẹp tuyệt vời, dáng vẻ mềm mại thước tha, có người cổ đại mạnh mẽ kiên cường chuyển kiếp, còn có cổ thú hung mãnh. Rồi bạch cốt ở giữa hắc thạch, dưới thổ nhưỡng là hoàng tuyền, trên trời thì có cung điện. Còn có bảy linh chu cổ lão. Và người thiếu niên anh hùng kiệt xuất với ý chí kiên cường bất khuất phong phi vân, cầm tinh phượng hoàng sẽ đưa bạn đi đến một câu chuyện đầy tình tiết gây cấn, mê hoặc và cả những nụ cười bất ngờ. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Linh chu, phong phi vân. Tập 1. Ác quán mãn doanh, tội ác chồng chất. Trời thì có cửu trọng thiên, đất thì có cửu trọng địa. Địa ngục có cửu tuyền nối liền trời với đất, người phàm tục gọi là cửu tuyền, hoàng tuyền, mà dưới cửu tuyền đó chính là hoàng tuyền lộ. Hoàng tuyền lộ, đó là con đường trở về sau cùng của mỗi người. Một nam nhân nếu như không có tình cảm quá thân mật với một nữ nhân thì nhất định không thể nào gục ngã trong tay của người nữ nhân ấy. Phượng Phi Vân lần này là đại gục ngã. Thế cho nên mạng của hắn cũng chính là nằm trong tay người nữ nhân kia. Con người thì có vô số kiểu chết, có cái chết trên chiến trường, bi tráng, vĩ đại, oanh liệt, có cái chết trần trụi trên đường phố, thi thể được quấn sơ sài, thế nhưng Phượng Phi Vân lại tự cho mình so với cái chết trần trụi trên phố còn phải biệt khuất hơn. Có điều là một đại anh hùng xả thân vì nước hay thần thông quảng đại cứu giúp nhân gian đi nữa, nếu chết trong tay một nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, thì tên tuổi cả đời gầy dựng đều tiêu tan thành mây khói. Thiên hạ làm sao có một nữ nhân đẹp như thế chứ? Cái vấn đề này là do lúc Phượng Phi Vân vừa trông thấy Thủy Nguyệt Đình thì liền trở nên rung động, mỗi lần nhìn thấy nàng hắn đều cảm thấy rung động. Một đôi mắt to tròn, làn da ngọc ngà trắng như tuyết, dáng người yểu điệu thanh cao, đặc biệt khí chất trên người đúng là thông minh vốn có, thật giống như một tiên nữ giáng trần. Nàng là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Thế nhưng lúc Phượng Phi Vân chết ở dưới kiếm của nàng, hắn mới phát giác ra nàng cũng chính là người phụ nữ cay độc nhất thiên hạ này. Kiếm trong tay nàng bị nhuộm đỏ, máu đang rỉ ra. Mà linh hồn Phượng Phi Vân thì đã bay ra khỏi thân thể, đi tới một thế giới đen như mực, lạnh như băng. Trước mắt là một cổ đạo lơ lửng trong hư không, cái này không phải là đường hoàng thuyền, lối đi vào địa ngục hay sao? Trống trải, tĩnh mịch, tràn đầy u ám và vô cùng đáng sợ. Người đã chết rồi quả nhiên là có linh hồn. Không ngờ ta đường đường là tộc trưởng trẻ tuổi nhất trong yêu tộc Phượng Hoàng, vậy mà cũng có lúc trở tan biến như thế này. Phượng Phi Vân đi ở trên hoàng tuyền lộ, nụ cười trên mặt vẫn nguyên vẹn, tuấn tú mà lại hào hiệp, cao lớn vĩ đại mà cũng có thái độ kiêu kỳ, phong thái có thể làm cho các bậc đế vương cũng phải khom lưng vái lạy. Còn sống thì làm người hào kiệt. Chết rồi cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Phượng Phi Vân vốn là yêu tộc Phượng Hoàng. Là người đàn ông có thiên phú cực cao duy nhất trong 3.000 vạn năm qua, tu luyện chỉ mới 1.000 năm thì đã đạt được đến cảnh giới vũ hóa đệ trọng cửu, trở thành đệ nhất cao thủ trong tu tiên giới, 7 vị Phượng Hoàng yêu cũng phụng hắn làm tộc trưởng Phượng Hoàng. Lúc đó Phượng Phi Vân so với các tổ sư của Đại Thiên Môn còn có tiếng tăm lớn hơn, những yêu hậu yêu đế kia đều phải kiêng nể hắn 3 phần. Mà đương lúc hắn đang nổi danh thiên hạ cũng là lúc hắn gặp Thủy Nguyệt Đình. Hai người ở bên bờ Bắc Hải không hẹn mà gặp, một là tộc trưởng trẻ tuổi nhất của yêu tộc Phượng Hoàng, một là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ, hai người rất nhanh mến nhau rồi yêu nhau, ở bên bờ Bắc Hải trải qua một thời gian yên bình mà hạnh phúc. Khi đó Thủy Nguyệt Đình đúng là dịu dàng khéo léo, là người thanh lịch tao nhã tràn đầy yêu thương, giống như trong nước là ánh trăng và dưới ánh trăng chính là nước. Phượng Phi Vân vốn là một tộc trưởng yêu tộc ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Căn bản không u mê cái gọi là tình cảm, thậm chí hắn còn có chút vô tình, nhẫn tâm, vậy mà khi gặp Thủy Nguyệt Đình hắn lại trở thành một nam tử si tình đáng thương. Phượng Phi Vân ôm chiếc eo thon mảnh khảnh của nàng, quyết định dùng cả đời mình để che chở bảo vệ nàng, nhưng mà lúc Phượng Phi Vân chết ở dưới kiếm của nàng mới biết được rằng người nữ nhân này căn bản là không cần sự bảo vệ của mình, bởi vì tu vi của nàng so với Phượng Phi Vân cũng không hề kém bao nhiêu, nàng mạnh mẽ đến đáng sợ. Đưa tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa, tuy nhiên nếu không phải Phượng Phi Vân bị nàng đánh lén thì cũng không thể một chiêu mà bại trận. Lúc Phượng Phi Vân chết, Thủy Nguyệt Đình liền thay thế địa vị của hắn,
trở thành đệ nhất cường giả của giới tu tiên. Đó là tiên nữ Thủy Nguyệt, người trong thiên hạ ai cũng kính trọng, uy danh kinh hoàng trong trời đất. Thủy Nguyệt văn thành võ đức, hiệu lệnh thiên hạ, nào có ai dám không thuận theo. Một người nữ nhân dẫm đạp lên thi thể người nam nhân của mình tuyệt đối là nữ nhân đáng sợ nhất thiên hạ. Có thể chết trong tay người đẹp nhất, độc ác nhất thiên hạ, nữ nhân mạnh nhất thì Phượng Phi Vân cảm thấy mình có thể mỉm cười nơi cửu tuyền, ít nhất mình đã từng nỗ lực mà yêu thương thật lòng, không thẹn với lương tâm, như vậy cũng có thể bình thản trong lòng. Huống chi mình cũng đã từng thân thiết cùng với nàng, cũng không tính là mất đi tất cả vốn liếng. Ông trời, nếu có thể làm cho ta sẽ sống trở lại, nhất định ta sẽ đem tất cả trả hết cho nàng. Nếu thật là có thể sống trở lại, bất luận là phải trả giá như thế nào cũng phải làm cho nàng hiểu rõ một đạo lý, một nữ nhân nếu như hướng về nam nhân của mình mà động kiếm, nam nhân cũng sẽ phải đánh trả về phía nàng mà thôi. Một nữ nhân nếu đâm nam nhân một kiếm, nam nhân cũng cần phải đâm trả trở lại, hơn nữa sẽ đâm nàng đau hơn. Giết người, ai mà không biết. Chao ôi, đáng tiếc là đã chết rồi, biến thành linh hồn thì cuối cùng không tránh được hồn bay phách tán, dù cho muốn báo thù, dù cho muốn đòi nợ cũng không có cơ hội. Hoàng Tuyền Lộ, đường đi của người chết. Đi về phía trước, chớ quay đầu trở lại. Đi A Tỳ địa ngục, uống mạnh bà thang đi luân hồi chuyển kiếp, chào đón một thân thể mới, vinh nhục huy hoàng kiếp trước đều tiêu tan thành mây khói. Cho dù có không cam lòng, có oán hận, có kẻ thù, có người yêu đều đã không còn có quan hệ gì nữa. Bây giờ hắn cũng chỉ là một người chết, là một luồng linh hồn mà thôi. Không đúng, trên Hoàng Tuyền Lộ làm sao lại vắng vẻ như thế này, làm sao ngay cả một tên quỷ ảnh tử cũng không thấy, đây rốt cuộc có phải là Hoàng Tuyền Lộ không? Lẽ nào đi vào địa ngục cũng có ngã ba sao? Sẽ không đi lầm đường chứ? Trong lòng Phượng Phi Vân dâng lên nghi ngờ. Nhìn qua nhìn lại, xung quanh yên tĩnh thật đáng sợ, dưới chân ngoại trừ là cổ đạo vĩnh hằng thì không nhìn thấy được vật gì nữa, không, ở nơi đen nhánh không giới hạn xa xôi kia. Có một hạt gạo lớn có ánh sáng màu xanh đang bay tới, tốc độ rất nhanh, ánh sáng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng to lớn. Đó là cái gì? Vật gì đang bay tới? Một con thuyền, một chiếc linh chu màu xanh phong cách cổ xưa, giống như một u linh quỷ thuyền. Trên thanh đồng cổ chu có dựng 18 cây cột sắt sừng sững như những ngọn núi cao hùng vĩ, 18 cột sắt thanh đồng đã bắt đầu rỉ sét theo thời gian, treo trên đó là những cánh buồm vải màu đen rách nát. Nhìn hình dáng của chiếc thanh đồng cổ chu như một bức tranh thiên địa hắc sắc. Vẻ tang thương từ thanh đồng cổ chu đập vào mắt làm cho người ta phải tỏ ra kính ý. Tốc độ thật nhanh. Dù cho lúc Phượng Phi Vân còn sống cũng không thể nào đạt được tốc độ bay trên không được như thế. Con cổ chu khổng lồ bay với tốc độ nhanh chẳng khác nào một đạo quang, căn bản là không thể nào né tránh kịp, đâm thẳng vào linh hồn của Phượng Phi Vân. Phốc! Phượng Phi Vân phát hiện linh hồn của mình cùng với linh chu bay ở trong hư không, hòa hợp cùng một chỗ mà theo linh chu bay về nơi nào cũng không biết nữa. Đây là muốn đi chỗ nào? Đây là... Không đợi Phượng Phi Vân kịp phản ứng, linh chu màu xanh đã xé nát không gian, liền xông ra ngoài. Trước mặt, một ánh sáng chói mắt phát ra, Phượng Phi Vân liền bị đánh đến ngất xỉu đi, mơ hồ cảm nhận được linh hồn của mình đang nhập vào trong một thân thể ấm áp. Khi hắn mở mắt lần nữa, là lúc phát hiện mình bị biến thành một thiếu niên 14, 15 tuổi. Hắn sống lại. Chỉ có điều bây giờ cái thân thể này đã không phải là thân thể của hắn, có vẻ hết sức suy yếu, so với người bình thường có vẻ suy yếu hơn vài phần. Hơn nữa trong đầu của hắn lại sinh ra một chút ký ức khác, rất dễ dàng nhận ra đó chính là ký ức của chủ nhân cái thân thể này. Tá thi hoàn hồn, linh hồn sống lại, chân thân đoạt xá. Kệ con mẹ nó. Sống lại là tốt rồi. Phong Phi Vân, tên cũng giống như tên ta, chỉ là trước đây họ Phượng còn bây giờ là họ Phong. Cái thân thể này thì ra tên là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hoàn toàn không kịp tiêu hóa số ký ức lớn ở trong đầu, bên tai liền nghe được tiếng khóc thút thít, yếu ớt của một thiếu nữ, có vẻ hết sức sợ hãi. Đây là âm thanh của một thiếu nữ xa lạ. Phong thiếu gia, cầu xin người bỏ qua cho ta đi. Ta tuổi còn nhỏ. Không thể làm như vậy được. Cả người thiếu nữ run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trên gương mặt nhẵn mịn xinh đẹp còn hiện rõ dấu ấn màu đỏ của năm ngón tay, dễ nhận thấy mới vừa rồi đã bị tát một cái. Bây giờ Phong Phi Vân đối với nữ nhân phải có sự kiêng kỵ, nữ nhân chính là điểm xấu, nữ nhân chính là bò cạp độc,
Con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất chính là tấm lòng. Chao ôi, người phụ nữ này ở địa phương nào đây? Phong Phi Vân nhìn chung quanh rồi cảm thấy cơ thể hơi lạnh lẽo, hai tay có chút khác thường, hình như là trên tay đang cầm hai miên hoa ấm áp, vừa mềm vừa trơn, vẫn còn hơi ẩm ướt. Lúc này hắn chính là đang trần truồng mà nằm ở trên người người thiếu nữ điềm đạm đáng yêu, mà y phục trên người của thiếu nữ này đã bị hắn xé rách làm lộ ra mảng thịt trắng như tuyết. Đôi tay tà ác của hắn chính là đang bóp trên bộ ngực tiểu bạch thỏ của thiếu nữ này, có vẻ hết sức tàn độc. Trời ơi, bóp đến biến hình. Sức lực không thể nói là vừa phải được. Hai thân thể trần trụi trên giường có vẻ vô cùng đẹp mắt. Cơ thể nàng thật giống như một con chim am thuần nhỏ đang ẩn núp vậy, đôi tay bé nhỏ che vị trí kín đáo của mình lại, giữ vững phòng ngự sau cùng, trên mặt tràn đầy nước mắt, khóc như hoa đào gặp mưa. Bây giờ nàng không ngừng cầu xin tha thứ. Trông rất tội nghiệp đáng thương mà nhìn Phượng Phi Vân, không, chính xác mà nói bây giờ nên gọi là Phong Phi Vân, Phong Thiếu Gia. Đây là, Thiếu Gia hư đốn này đang làm nhục thiếu nữ nhà lành, nhân phẩm vị Phong Thiếu Gia này thật sự là không nên khen tặng a. Trong đầu Phong Phi Vân hiện lên một cái suy nghĩ như thế, đôi tay không kìm chế được lại vừa nhéo hai cái, ui da má ơi, cô nương này ăn cái gì lớn lên vậy, cảm giác. Không tệ a. Ui da, cứu mạng với. Dưới thân người thiếu nữ lại hét lên hai tiếng, hiển nhiên là bị bóp đau. Thình thịch, cánh cửa gỗ màu vàng đen bị một cụ già 80 tuổi làm cho mở toang ra, trong tay lão cầm một cây gậy quải trượng, người còng xuống, bước chân loạng choạng, tựa như đứng cũng không vững. Ông nội, cứu cháu. Thiếu nữ kia đau khổ cầu xin. Cơ thể cụ già phát run, kinh hãi nhìn cảnh ở trên giường, giống như thấy tiểu ngọc nhi nhà mình bị sói ăn thịt vậy. Thật nhanh quỳ gối xuống bên cạnh giường, không ngừng dập đầu cầu khẩn. Phong Thiếu Gia, cầu xin người buông ta cho Tiểu Ngọc Nhi, nó chỉ mới 14 tuổi, tuổi còn rất nhỏ, người dù sao cũng đừng làm nhục nó, người đại từ đại bi bỏ qua cho nó đi. Ta dập đầu cầu xin người, ta mỗi ngày đều dập đầu với người. Phong Thiếu Gia, xin van người. Vị Phong Thiếu Gia này thật ra một tên vô liêm sỉ ở Linh Châu Thành, quả thực là không có việc xấu nào mà không làm. Quần áo lụa là phóng túng, ban ngày ban mặt cũng dám cưỡng bức chiếm đoạt dân nữ, cưỡng ép bắt về nhà rồi làm nhục, hại tuổi thanh xuân của những cô gái có thể xếp thành một hàng dài. Nhân phẩm thấp kém, quả thực là loại người cặn bã, là thứ bại hoại, suy đồi. Chẳng qua vì bối cảnh gia đình của Phong Thiếu Gia thật là không thể đắc tội, ở Linh Châu Thành có thể hô phong hoán vũ, tất cả mọi người đều rất giận nhưng không dám nói gì, thấy hắn đều phải chạy trốn. Ở Linh Châu Thành, nghe được ba chữ Phong Thiếu Gia cũng đủ để làm cho tiểu cô nương bị dọa sợ đến khóc hoa hoa. Lão già này thật là muốn chết mà, cháu gái của ngươi được Thiếu Gia nhà chúng ta coi trọng, là phúc của nàng, tối nay nếu nàng có thể làm vừa lòng Thiếu Gia chúng ta thì ngày mai nàng sẽ được hạnh hoa lâu mua, trở thành một con chó cái cho vạn người cưỡi, vạn người gối đầu. Hai tên đầy tới giữ ngoài cửa của Phong Gia nói vọt vào, hai người đều mặc trang phục màu đen, trên lưng còn mang một thanh huyền thiết đại đao. Hiện ra hung thần ác sát, thật giống như hai con hắc báo hung mãnh. Hai tên đầy tớ cười khẩy, mỗi người xuất ra một cước thì liền dẫm lên trên người lão già, làm cho lão nằm trên mặt đất mà không cách nào mà đứng dậy được. Không được, Tiểu Ngọc Nhi nó mới 14 tuổi, nếu hạnh hoa lâu thâu mua, nó sẽ chết trong đó. Lão già tóc bạc hoa dâm cúi đầu lạy sát mặt đất, cái trán dập đầu nãy giờ cũng vỡ, máu chảy ra từng tia một. Hạnh Hoa Lâu chính là kỹ viện lớn nhất của Linh Châu Thành, cũng là nơi bẩn thỉu nhất Linh Châu Thành, phàm là xử nữ bị bán vào Hạnh Hoa Lâu, mỗi ngày đều phải bị làm nhục mười mấy lần, cô gái nào càng xinh đẹp, ở trong đó bị chết càng nhanh. Đàn ông mà, đều thích cưỡi nữ nhân xinh đẹp, ai mà quan tâm đến những chỗ tiền kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như là cháu gái của mình thật sự bị Hạnh Hoa Lâu mua, vậy thì coi như cả đời nó sẽ bị phá hủy, hơn nữa nhất định sẽ bị làm nhục cho tới chết. Lão già nhìn đứa cháu gái đang bị Phong Thiếu Gia làm nhục ở trên giường, đau khổ không nói ra được, lòng đau như cắt, hận không thể đâm đầu xuống đất mà chết. Mẹ kiếp, lão già này, ngươi lại dám gây chuyện làm trở ngại Thiếu Gia nhà chúng ta đánh cho ngươi chết. Bịch, bịch, một tên đầy tớ thân hình trắng kiện, một cước đá ra đã làm cho lão già bay ra ngoài. Máu ứ đọng trên trán, máu me đầy mặt. Thiếu gia, người cứ vui sướng, lão già này giao cho chúng tôi nhất định làm cho ổn thỏa mọi chuyện,
ha ha. Hai tên đầy tớ với thân thể cường tráng ra vẻ hiểu ý, hướng về Phong Phi Vân đang ở trên giường mà nịnh hót, cười một tiếng sau đó đóng cửa lại, lôi lão già đi ra bên ngoài, lão sẽ bị đánh cho đến chết. Ngoài cửa, tiếng bước chân dần dần đi xa, âm thanh cầu xin buông tha của lão già càng ngày càng yếu. Phong thiếu gia, cầu xin người mau cứu ông nội của ta, người muốn gì ta đều tùy ý người hết, cái gì cũng đều tùy người. Tiểu Ngọc Nhi nóng ruột, nước mắt chảy ròng, không ngừng cầu khẩn Phong Phi Vân, đôi tay nhỏ bé chắp trước ngực. Ở trong lòng ngực của Phong Phi Vân chắp tay thi lễ không ngừng, đôi chân ngọc hết sức thon dài nõn nà cũng không kẹp chặt lại nữa, hơi hơi mở ra, tùy ý cho hứng thú của hắn ta. Lúc này nàng giống như một con cừu non bé nhỏ đáng thương chịu khuất phục dưới uy quyền loài sói hung ác, bộ dạng như thế kia thật giống như đang nói, người muốn ăn thì ăn liền đi. Trải qua những phút lơ đễnh ngắn ngủi, Phong Phi Vân rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng dòng suy nghĩ trong đầu. Tiểu cô nương bị hắn cởi hết quần áo tên là Ngọc Nhi, từ nhỏ cùng với la lão hán sống nương tựa lẫn nhau, lẻ loi hiu quạnh, ở hẻm nhỏ Thạch Ma mở ra một quán trà ngoài trời, kinh doanh buôn bán nhỏ. Ngày hôm nay, Phong Phi Vân mang theo hai tên đầy tớ đi ngang qua ngõ hẻm Thạch Ma, đúng lúc thấy tiểu cô nương này đây. La Ngọc Nhi mặc dù mới 14 tuổi, nhưng trời sinh lanh lợi, hình dáng động lòng người, thoáng cái hấp dẫn Phong thiếu gia. Vì vậy khi đêm xuống, Phong thiếu gia liền mang theo hai tên cẩu nô tài, nghênh ngang tới nhà La lão hán, một cước đá văng cánh cửa, xông thẳng tới bắt La Ngọc Nhi, loại chuyện như vậy hắn làm không ít cho nên rất quen tay hay việc, rất nhanh thì đã lột Trần Ngọc Nhi đặt ở dưới thân mình. Linh hồn Phượng Phi Vân chính là vào lúc này đâm vào thân thể của hắn, hòa cùng linh hồn của hắn làm một. Vì thế liền sau đó mới xảy ra một màn kia. Phượng Phi Vân hòa cùng Phong Phi Vân, bây giờ đã là một người, mặc dù vẫn còn giữ tính cách ngỗ ngược, phóng đãng của Phong Phi Vân nhưng ý thức của Phượng Phi Vân trong cái cơ thể này nhiều hơn. Phong thiếu gia, người lòng dạ từ bi hãy bỏ qua cho ông nội của ta. La Ngọc Nhi tiếp tục cầu xin, khóc thật giống như nước mắt của một người. La Ngọc Nhi nhắm chặt hai mắt đợi chờ cơn ác mộng đến, trong lòng khuyên bảo bản thân, dù cho có đau đi nữa cũng không thể kêu thành tiếng, thế nhưng nàng đợi rất lâu cũng không có cảm giác đau nhức, ngược lại trên người nhẹ hơn một chút. Vốn là Phong Phi Vân đè ở trên thân thể mềm mại của nàng đã bước xuống giường, cầm quần áo mặc hết vào giống như đã làm xong chuyện vậy. Lẽ nào lần đầu tiên của con gái sẽ không đau? Lẽ nào trong lúc mình không biết, không ngờ hắn đã làm nhục mình? La Ngọc Nhi nhìn không được lại nhỏ giọng khóc ồ lên. Phong thiếu gia, người đã chiếm đoạt Ngọc Nhi thì có phải là nên buông tha cho ông nội của ta hay không? Hả? Phong Phi Vân thiếu chút nữa lộn nhào một cái, tức giận. Đang ban ngày nên tiểu nương tử ngươi nên thông minh tí đi nha. Mở hai mắt ra nhìn cho kỹ, ngắt nhéo chính mình cũng được, ngươi tỉnh lại đi, nếu bổn thiếu gia ta nếu thật sự chiếm đoạt ngươi, sợ là bây giờ ngay cả sức để nói ngươi cũng không có. La Ngọc Nhi sửng sốt một chút, chợt trong lòng mừng rỡ, biết lúc này mình không có bị hắn làm nhục, thế nhưng tại sao hắn đột nhiên không làm nhục mình chứ? Đây là vấn đề nên suy nghĩ sâu xa mới được. Phong Phi Vân lắc đầu một cái, tự nhiên không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng, trực tiếp mở cửa hướng về phía hai tên đầy tớ đuổi theo. Lão già này nghìn vạn lần không nên bị đánh chết, bằng không Phượng Phi Vân ta vừa mới sống lại, sẽ phải mang tiếng ức hiếp người già. Sau này sao có thể lăn lộn. La Ngọc Nhi chùm chăn cuộn người ở trên giường, kinh ngạc nhìn chằm chằm hình bóng của Phong Phi Vân, tràn đầy khó hiểu, lẽ nào tên ác ôn này đột nhiên xuất hiện lương tâm? Không, hắn không chuyện ác nào mà không làm, táng tận lương tâm, làm sao có thể bỏ qua cho ta và ông nội, chẳng lẽ vừa rồi đắc tội với hắn nên hắn muốn đem ta bán vào Hạnh Hoa lâu làm gái điếm, làm thiếp? La Ngọc Nhi sợ hãi, run lẩy bẩy. Trong thời gian ngắn đó không nhịn được mà khóc, mạng của mình sao mà đau khổ thế này. Phong gia ở Linh Châu thành một tay che trời, nàng căn bản là không có cách nào chống lại, dù cho bị Phong thiếu gia làm nhục, bị hắn bán vào ký viện cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Tuy rằng trong lòng rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn nhanh chóng mặc áo gai làm áo lót, lén lén lút lút đi theo ra ngoài, nàng biết rõ Phong thiếu gia nhất định là đánh đòn hiểm với ông nội của mình, sau đòn tàn nhẫn với ông nội. Vẫn là phải làm nhục mình, không thể nào may mắn thoát khỏi. Cậu thiếu gia quần áo lụa này quả thực là ác ma hóa thân. Phong Phi Vân đuổi theo ra tới giữa căn phòng nhỏ thấp, đi vào trong một tòa viện, ở nơi này có vẻ có chút cũ nát, có nơi bức tường đều đã sụp đổ lõm xuống, gạch ngói chất đống ở một góc,
rất dễ nhận thấy La Ngọc Nhi và La Lão Hán cuộc sống rất nghèo khó, bơ vơ làm cho lòng người phải sinh ra thương xót. Chỉ có cháu gái và ông nội, hai người sống nương tựa vào nhau. Nếu như bây giờ hắn là Phong Phi Vân, như vậy thì La Lão Hán và La Ngọc Nhi nhất định sẽ thoát khỏi nghèo khổ, thế nhưng bây giờ Phong Phi Vân không nghĩ ra được phải làm sao để cho đừng xảy ra chuyện bi thương. Xảy ra án mạng rồi, hai người đầy tớ của Phong gia đánh chết La Lão Hán rồi. Ồn ào gì mà ồn ào, muốn chết phải không? Cũng không nhìn xem ai làm chủ ở đây sao, chính là Phong thiếu gia gian ác, ở Linh Châu thành ai mà dám qua mặt Phong thiếu gia nhất định là mạng của mình sẽ bị gây khó dễ. Trời ơi, thực sự là làm bậy mà, tiểu cô nương La gia kia xem ra đêm nay sẽ bị tên xúc sinh kia làm nhục, ngày mai nói không chừng sẽ bị Hạnh Hoa lâu mua. Một chàng trai siết thật chặt quả đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhỏ giọng chút, nếu bị Phong thiếu gia nghe được sẽ khó mà giữ lại được cái mạng nhỏ này. Ôi, ai kêu gia đình họ có tiền có thế chứ? Chàng trai kia tức khắc thở dài, xương sống cũng mềm nhũn ra. La Lão Hán ở ngoài sân bị một đám hàng xóm vây lại, không chỉ là đàn ông cao lớn thô kệch, còn có phụ nữ che khăn trùm đầu, thậm chí còn có trẻ nhỏ, bọn họ đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở bên ngoài tường rào nhỏ bé mà xem thế nào, không có ai can đảm dám ra mặt vì La Lão Hán. Ở trong đêm tối, có người dơ lên bó đuốc làm cho cái sân nhỏ của La gia được rọi sáng. Hai người đầy tớ lôi La Lão Hán ra giữa sân, tuét miệng cười, nhìn những người dân nghèo đang vây xem, một người đầy tớ lạnh giọng cười nói. La Lão Hán không biết tốt xấu, dám đắc tội với thiếu gia nhà chúng ta, loại lão bất tử này, các người nói có nên để cho hắn sống ở trên đời không? Lúc này mọi người hàng xóm đều cúi đầu, mỗi một người đều im lặng không nói. Tuy là biết rõ Phong thiếu gia ở bên trong làm đều ác trắng trợn nhưng không ai dám đứng ra. Tên đầy tớ kia cười hắc hắc, nói. Ha ha, ở Linh Châu thành này, Phong thiếu gia chúng tôi như trời, đắc tội với Phong thiếu gia chính là đắc tội với ông trời, hiển nhiên bị đánh chết. Nói xong hắn liền nhặt một khúc gỗ lớn bằng nắm tay ở dưới đất, chỉ ở trên đỉnh đầu của La Lão Hán. Cơ thể của La Lão Hán gầy trơ xương, cuộn người trên mặt đất run lẩy bẩy. Bên mép miệng vẫn không ngừng nhỏ giọng cầu xin. Buông tha cho Ngọc Nhi, buông tha cho Ngọc Nhi, nó còn nhỏ, nó còn nhỏ. Mọi người đều không dám nhìn một màn thê thảm như thế này, biết rõ kế tiếp La Lão Hán nhất định bị một gậy đánh chết, sau đó ném cho chó ăn. Ôi, gây nghiệp chướng. Thiên hạ làm sao có thể có tên Phong thiếu gia khốn kiếp như vậy? Trong lòng mọi người đều mắng chửi. Lộc cộc, ở đây lại vang lên một loạt tiếng bước chân. Phong Phi Vân từ trong nhà đi ra, một tay cầm lấy cây gậy trong tay của tên đầy tớ, lạnh lùng trừng mắt liếc bọn chúng một cái, nói. Cút sang một bên. Hai người kia vốn hung hăng càn quấy, là đầy tớ mà ngông cuồng tự cao tự đại, nhất thời ngoan ngoãn lùi qua một bên, không dám chần chừ nửa bước, trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia ngày hôm nay là như thế nào, chẳng lẽ muốn một lần làm người tốt? Không đúng, cái này không phải tác phong của hắn. Lẽ nào hắn muốn tự tay đánh chết lão hán này? Cũng không đúng, mặc dù thiếu gia được bao bọc bởi cái vẻ gan góc nhưng mà lá gan lại rất nhỏ, căn bản là không dám giết người. Mọi người đều kinh ngạc, Phong Phi Vân cầm cây gậy ở trong tay ném qua một bên, từ từ ngồi xổm xuống đỡ La Lão Hán đứng lên, ngón tay hắn sờ sờ những vết máu trên người lão, sau đó lại sờ sờ mạch đập rồi gật đầu một cái, kêu lên. Phong Bình, mau kêu Vương Đại Phu đến. Hả? Một tên đầy tớ dường như nghe không rõ lời của Phong Phi Vân. Ta bảo ngươi đi mời Vương Đại Phu của Cổ Thiện Đường, ngươi không nghe rõ hay sao? Phong Phi Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Nghe rõ, nghe rõ. Một tên đầy tớ tên gọi là Phong Bình miệng nói không ngớt, sau đó chạy vọt ra cửa sân của La gia, đi mời Đại Phu đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Chuyện lạ, chuyện lạ. Đầy tớ Phong gia làm La Lão Hán bị thương, Phong thiếu gia lại giúp hắn đi mời đại phu. Tất cả mọi người thấy chuyện lạ thiên địa này nhất thời đứng im, như vậy cũng tốt, giống như một võ tướng thêu hoa, hòa thượng chải tóc, thái giám gọi kỹ nữ, rất không bình thường. Vương đại phu của Cổ Thiện Đường là một thầy thuốc có tiếng, đáng lẽ là đã nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ chung với vợ nhưng vừa nghe Phong thiếu gia cho mời hắn tức khắc mặc y phục chỉnh tề, ngựa chạy không dừng đi đến đó. Nữ nhân đều là mây trôi vì nếu như làm lỡ chuyện của Phong thiếu gia, đây chính là muốn rơi đầu mà.
giúp La lão hán rửa sạch vết thương, băng bó xong rồi bốc loại thuốc tốt nhất, lúc này Vương đại phu mới dám thở mạnh một cái. Phong thiếu gia, La lão hán tuổi đã cao, phải từ từ mới bình phục được, sau này mỗi ngày đều phải thay đổi thuốc một lần, 7 ngày sau thì có thể xem như không có việc gì. Vương đại phu mang cái hòm thuốc lên người, lau mồ hôi trên trán, cẩn thận từng chút mà nói với Phong Phi Vân. Đây chính là người hiểm ác nhất Linh Châu Thành, Vương đại phu ở trước mặt hắn một chữ cũng không dám nói sai. Phong Phi Vân gật đầu một cái, hỏi. Bao nhiêu tiền? Không dám, không dám, ta nào dám nhận tiền của Phong thiếu gia. Vương đại phu bị dọa sợ đến hai chân run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Phong Phi Vân nhíu mày một cái, dặn bảo. Phong Bình, lấy cho Vương đại phu 100 đồng bạc. Bùm! Vương đại phu trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, quay về phía Phong Phi Vân không ngừng dập đầu, luôn miệng nói. Phong thiếu gia, người nghìn vạn lần đừng giết ta, nếu như Phong thiếu gia phải cho ta tiền thật, ta đây thà rằng tự chặt đứt hai tay từ nay không dám hành nghề chữa bệnh nữa. Vương đại phu bị dọa không nhẹ, trong lòng tự răn đe mình dù thế nào cũng không được nhận tiền của Phong thiếu gia, đã từng có người vì không biết điều mà nhận tiền cơm của Phong thiếu gia, sau này bị làm cho tan nhà nát cửa. Ngay cả bà vợ cùng với ba đứa con gái đều bị dâng lên cho Phong thiếu gia, sau đó lại bị Hạnh Hoa lâu mua được. Đắc tội với Phong thiếu gia, đây chính là muốn vợ chồng xa rời, con cái phân tán. Việc kiêng kỵ như vậy, hắn không dám phạm phải. Phong Phi Vân thầm than trong lòng, xem ra cái thân thể này trước kia thật đúng là người khốn nạn, không biết điều, ở trong mắt những người khác như là ác ma tồn tại. Nhưng mà hắn lại chợt nhớ đến một chút ký ức ở trong đầu, thấy những chuyện ác. Không có tính người kia chính hắn cũng không nhịn được phải chửi mình một câu. Thứ cặn bã, ngươi lui xuống đi. Phong Phi Vân nói. Vương đại phu như chút được gánh nặng, sau cùng thả lỏng người, luôn miệng nói tạ ơn rồi lộn nhào một cái đi ra ngoài. Ngọc Nhi ăn mặc áo lót sơ sài, len lén nhìn thấy hết tất cả, đôi mắt đen bóng chớp chớp, tên thiếu gia gian ác này rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao phải cứu ông nội? Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Ngay lúc nàng đang nghiêng đầu suy nghĩ, Phong Phi Vân đã chạy tới trước mặt nàng, nhất thời làm nàng hoảng sợ hết hồn, nhào về phía sau không ngừng kêu la nhảy nhảy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? La Ngọc Nhi yếu ớt lui hai bước, tựa ở trên vách tường. Phong Phi Vân nhìn nàng tỉ mỉ, chậm rãi đi tới trước người nàng, nhìn một chút vào quần áo mộc mạc trên người nàng, dưới bộ quần áo kia dường như lại thấy được một thân thể mềm mại, lả lướt. Nàng thật sự là một mầm non mỹ nhân. Đặc biệt đôi tiểu bạch thỏ kia rất là mê hoặc lòng người. Phong Phi Vân hiện đang nhớ lại, trong đầu có chút choáng váng, thật sự là rất đẹp. Khụ khụ, cần ta có trách nhiệm với ngươi không? Phong Phi Vân do dự trong chốc lát, không ngờ lại nói ra lời này. Phong Phi Vân cũng không phải là muốn chiếm giữ nàng, chẳng qua là hắn cảm thấy nên có chút dặn dò đối với nàng, dù sao ở thế giới loài người các cô gái đều rất giữ gìn. Toàn thân nàng hắn đều thấy hết nên hắn cần có trách nhiệm đối với nàng. Phải thế, nếu như nàng không muốn, Phong Phi Vân ngay cả một ngón tay của nàng cũng không đụng, điểm này là nguyên tắc cơ bản hắn phải có. Có lẽ đây là điều khác nhau lớn nhất giữa Phong Phi Vân bây giờ và Phong Phi Vân trước kia. Không cần, không cần. Cả Linh Châu Thành e rằng không có cô gái nào dám để cho Phong thiếu gia chịu trách nhiệm. Mặc dù là những thiếu nữ yếu đuối trước kia từng bị Phong thiếu gia làm nhục không bị Hạnh Hoa lâu mua vào đã là chuyện tốt, mỗi một người đều trốn tránh hắn, sợ bị hắn lại bức hiếp một lần nữa thì làm sao có can đảm để cho thiếu gia như hắn chịu trách nhiệm. La Ngọc Nhi nhẹ nhàng dùng hàm răng trắng nõn cắn môi, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, tay sờ lên dấu tay màu đỏ còn in trên mặt, hình như vẫn còn đau lắm. Dấu bàn tay này chính là bị Phong Phi Vân đánh, nàng bây giờ còn rất sợ. Còn đau không? Phong Phi Vân nhẹ nhàng hỏi. Đau. La Ngọc Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng cảm thấy Phong Phi Vân thật giống như thay đổi thành một người khác, tuy là trước đây đáng hận nhưng hắn bây giờ lại không hề thô lỗ đánh nàng. Chuyện ngày hôm nay, thật xin lỗi, từ nay về sau nếu như có gặp phải chuyện phiền toái gì, có thể đến Phong Phủ tìm ta. Phong Phi Vân nói xong lời này liền xoay người bước đi, hai tên đầy tớ dĩ nhiên là vội vàng đi theo. Thật giống như hai con chó theo đuôi. Hắn cứ như vậy bỏ đi, lại có thể thật sự bỏ qua cho ta. Thật lâu La Ngọc Nhi mới có thể khép cái miệng nhỏ nhắn của mình lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phong Phi Vân,
cảm thấy trong lòng có một cảm giác đặc biệt mà trước đây chưa hề có, ngón tay kéo sợi tóc, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Phong thiếu gia sẽ không mắc bệnh chứ? Lòng của nàng không cách nào bình tĩnh được, luôn cảm thấy Phong Phi Vân hung ác đi rồi sẽ quay trở lại, cơ thể vẫn như trước, không có chuyển động nào. Cho đến nửa canh giờ trôi qua, Phong thiếu gia vẫn không có trở lại, lúc này nàng mới thở dài chạy nhanh tới chăm sóc cho ông nội. Lúc này đã là ban đêm, thế nhưng Linh Châu Thành vẫn như vậy, ngựa xe như nước, cảnh tượng náo nhiệt hưng thịnh, trên đường phố phong cách cổ người qua lại như thoi hòa cùng âm thanh của tiếng giao hàng. Các cô nàng ở ký viện ăn mặc trang điểm lộng lẫy đứng ở trên đường lớn lôi kéo khách, một người dáng dấp cao chừng ba thước, khôi ngô hình như là người Tân Cương xưa điều khiển một con trâu được kéo theo một chiếc xe rực rỡ chạy băng băng, ở cửa hàng binh khí có một thằng nhóc tay cầm một thanh OH chiến kiếm, ra sức thét to. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đi ở trên phố cổ, trong lòng không ngừng suy nghĩ tại sao bản thân mình đột nhiên sống lại, nhưng lại hòa hợp với linh hồn của một người phàm. Chẳng lẽ linh chu kia đã đi xuyên qua không trung? Đó là một linh chu màu xanh phong cách cổ xưa, tựa như một u linh quỷ thuyền mang theo hơi thở tang thương thời xa xưa, Phượng Phi Vân lúc đó cũng chỉ là hoảng sợ nhìn lướt qua, liền bị linh chu va chạm và dung hợp với linh hồn kia. Đúng là linh chu mang linh hồn của mình đưa đến nơi này. Vậy linh chu kia đi nơi nào rồi? Phong Phi Vân mở tay phải của mình ra, lòng bàn tay hắn có hình bóng lờ mờ của một con thuyền, có lẽ dài khoảng một tấc, hình ảnh mờ nhạt không rõ, nếu không nhìn kỹ căn bản là không nhìn thấy. Có vẻ hết sức kỳ lạ, thật giống như hình xăm một cái linh chu thông thường vậy. Hòa hợp cơ thể vào cơ thể, lẽ nào đây chính là thánh linh khí mãnh trong truyền thuyết? Coi như là đứng đầu trong 18 vật phẩm linh khí cũng không thể hòa hợp với thân thể, chỉ có thánh linh khí mãnh trong truyền thuyết mới có đạt được cảnh giới hòa hợp thân thể vào cơ thể. Phong Phi Vân kiếp trước chính là tộc trưởng yêu tộc Phượng Hoàng, tu vị đạt đới vũ hóa đệ cửu trọng, thế nhưng cảnh giới thánh linh vẫn còn kém một bước, hơn nữa cũng chưa từng thấy qua thánh linh khí mãnh. Phong Phi Vân kiếp trước đã là vô địch thiên hạ, là tuyệt đỉnh cường giả bậc nhất. Nhưng hắn vừa đạt đến vũ hóa đệ cửu trọng thì lại mơ hồ cảm giác được là trên đời có thánh linh tồn tại, chỉ là đạt được đến cảnh giới thánh linh hầu như các tu sĩ đều đã ẩn thế không ra ngoài nữa. Cho nên hắn được xưng là người cường mạnh nhất giới tu tiên, như vậy chẳng qua cũng chỉ là đệ nhất cường giả bên ngoài mà thôi, đằng sau còn có không ít các cấp bậc thánh linh cổ, bọn họ hùng mạnh đến không làm gì được nữa, dù cho cách hàng tỷ dặm cũng có thể dùng một ngón tay đánh chết Phong Phi Vân. Nếu như linh chu này thật sự tồn tại thánh linh khí mãnh như vậy thì chứng minh thánh linh thật sự đang tồn tại. Lúc đó Phong Phi Vân chẳng qua chỉ là suy đoán, trên đời không nhất định có người tu luyện tới cảnh giới thánh linh thế nhưng lấy được một linh chu lại làm cho Phong Phi Vân khẳng định chắc chắn thánh linh là thực sự tồn tại. Một món thánh linh khí mãnh làm cho Phong Phi Vân không nhìn được mà trở nên bị kích động, nói không chừng có thể mượn vật này mà lĩnh ngộ cảnh giới thánh linh. Có một ngày sẽ trở nên siêu phàm. Như vậy thì có thể thoát ra phàm trần, linh hồn không chết, tinh thần bất diệt. Lộp cộp. Phong Phi Vân không cẩn thận giẫm phải một tảng đá, người thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Cơ thể hắn bây giờ thật quá nhỏ bé, bởi vì thời gian dài ngâm mình ở trong đống nữ nhân làm tiêu hao tinh khí quá nhiều, so với người bình thường phải suy yếu hơn. Trong thân thể một chút linh khí cũng không có, hơn nữa kinh mạch lại tắc nghẽn, cơ bắp lỏng lẻo, xương cốt xoàng xính. Quả thực không thích hợp để tu tiên, thậm chí ngay cả luyện võ cũng không thể nào đạt được thành tựu. Nhưng mà bây giờ đối với Phong Phi Vân mà nói, chuyện này cũng không phải vấn đề khó. Nếu muốn không cam chịu tầm thường thì lần nữa lại bước vào con đường tu tiên, xưng vương xưng bá kiên cường một phương, nhưng trước tiên phải thay đổi thể chất của mình. Sức khỏe loài người hoàn toàn không thể nào so sánh với Phượng Hoàng, Phượng Hoàng từ lúc là bào thai trong bụng đã có linh khí. Một khi sinh ra liền có sức mạnh của phần thiên trừ hải, đốt trời nấu biển, quạt cánh một cái là có thể đập tan một ngọn núi lớn, còn loài người khi vừa sinh ra thì chỉ là bào thai thông thường, nhất định căn bản phải thoát phàm thì mới có thể bước trên con đường tu tiên. Ta hiện tại đã không phải là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc mà chỉ là một người thiếu niên bình thường, bây giờ nếu muốn thay đổi thể chất thì chỉ có tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân. Một khi tu luyện tới đại thừa thì có thể sống đến 9 vạn năm, dù cho sau khi chết thân thể cũng không bị mục nát. Ưu điểm lớn nhất của bất tử Phượng Hoàng thân là ở chỗ nó có thể thay đổi thể chất một người, làm cho thể chất của người đó trở nên ngày càng lớn mạnh, ngày càng tinh thông hiếm có. Nhưng mà bất tử Phượng Hoàng thân tu luyện lại khó vô cùng,
dù cho là Phong Phi Vân kiếp trước có thân thể Phượng Hoàng làm cơ sở, tu luyện đến cảnh giới vũ hóa đệ cửu trọng cũng không tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đạt được đến đại thừa. Như vậy mới thấy được việc đó vô cùng khó khăn. Mà hiện tại hắn chỉ có thể từ con số không mà bắt đầu, lại một lần nữa từng bước đi vào con đường tu tiên gian khổ, mà cũng chỉ có như vậy mới có đường sinh tồn, ở bất cứ nơi nào cũng đều là mạnh hiếp yếu, nếu không muốn bị kẻ mạnh ăn tươi thì nhất định phải là kẻ mạnh nhất. Trong đầu không khỏi nhớ tới hình bóng xinh đẹp tuyệt trần của Thủy Nguyệt Đình. Bây giờ nàng tồn tại như một thần linh, còn mình chỉ là một người nhỏ bé, tầm thường. Cho dù gặp lại lần nữa, nàng cũng không thể nào nhận ra Phong Phi Vân, nàng kiêu ngạo nên thậm chí sẽ không liếc mắt một lần đến tên tiểu nhân nhỏ bé này. Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân không khỏi dừng bước, nhìn người đi đường xa lạ xung quanh, bọn họ đều là mắt đen, tóc đen, da vàng, đó không phải là lại yêu tộc biến hóa hình người mà là loài người thật sự. Phượng Phi Vân quanh năm bế quan tu luyện ở núi Phượng Hoàng đối với những hiểu biết về thế giới loài người hầu như là con số không. Còn có phong cách kiến trúc xa lạ kia, cổ sắc cổ hương, phong vị cổ xưa, ban công trang trí gỗ, mái nhà lan can chạm khắc hình chim, quả thực là mỗi một tòa nhà đều là một tác phẩm nghệ thuật. Còn có nếp sống văn hóa xa lạ, đây hết thảy đều khuấy động tâm thần của Phong Phi Vân. Trong lòng hắn tràn đầy thắc mắc, thầm nói, thì ra Linh Chu mang ta đến một không gian thế giới khác, có lẽ là một đầu của thế giới khác. Nơi hiện tại hắn đang ở gọi là Linh Châu Thành. Trong vòng mấy ngàn dặm thì Linh Châu Thành chính là cổ thành lớn nhất, quản lý cả mấy chục huyện nha xung quanh, số người cộng lại vượt quá 10 triệu. Linh Châu Thành chẳng qua chỉ là một cổ thành bình thường của Vương Triều Thần Tấn. Trong hiểu biết của Phong Phi Vân thì Vương Triều Thần Tấn là cả một thế giới, vô cùng rộng lớn, vô biên vô hạn, như Linh Châu Thành này vậy, không dưới một vạn thành trì, bao la không thể nào tưởng tượng nổi. Còn ở ngoài Vương Triều Thần Tấn là nơi nào? Hắn hoàn toàn không biết được. Người thường dù sao thì kiến thức cũng có hạn. Phong thiếu gia này đúng là một người lăn lộn ăn chơi trác táng chỉ để chờ chết, kiến thức trong đầu thì quá ít, với lại trong đó thì 9 tầng đã có liên quan đến nữ nhân, còn lại một tầng thì cũng không ngoài ăn nhậu chơi bời. Ta đường đường là tộc trưởng yêu tộc Phượng Hoàng, làm sao lại dung hợp linh hồn với một người bại hoại, suy đồi như hắn. Ôi, mắng chửi có ích gì, mắng vẫn không phải là mình hay sao, chấp nhận số phận đi chứ. Phong Phi Vân thở dài một cái. Nếu muốn nhanh chóng thích ứng với một hoàn cảnh mới nhất định phải mở rộng kiến thức của mình mới được, chỉ có hiểu rõ thế giới này mới có thể thích ứng với thế giới này. Trong thư các của Phong Phủ hình như có đồ lục thế giới, giống bản đồ, và các ghi chép địa lý, cũng có thể xem thử. Phong Phi Vân nghĩ đến đây lại hướng về phía Phong Phủ mà tăng nhanh nhịp chân, bước đi nhanh hơn. Bối cảnh của Phong Phi Vân tương đối khó lường, cha của hắn chính là thành chủ của Linh Châu Thành. Không chỉ có trăm vạn người dân trong Linh Châu Thành chịu dưới quyền quản lý, ngay cả mấy chục huyện nha xung quanh đều phải chịu sự phụ trách của hắn. Mỗi một năm, những tên quan huyện kia đều phải vào Linh Châu Thành dâng tặng lễ vật và tiền bạc châu báu cho hắn. Có thể nói cha của Phong Phi Vân nghiễm nhiên chính là vua một cõi, cai quản khu vực xung quanh nghìn dặm của Linh Châu Thành, gần nghìn vạn bách tính. Phong Phi Vân chính là con trai độc nhất của thành chủ Linh Châu Thành. Hắn ở Linh Châu Thành gây họa cho những người thiếu nữ đàng hoàng, dĩ nhiên là không người nào dám có lời oán hận, mọi người trông thấy hắn cũng chỉ có thể nuốt giận mà im hơi lặng tiếng. Cho dù có người không phục, cũng chỉ biết bị quan sai đánh cho sống dở chết dở, dám không thuận theo Phong thiếu gia chính là không thuận theo thành chủ đại nhân. Mà nhà của Phong Phi Vân, Phong Phủ lại chính là phủ thành chủ của Linh Châu Thành. Lầu son trụ đồng, tường cao nhiều vườn, 9 cửa ra 9 cửa vào. Người hầu và nha hoàn cũng không dưới 500, tưởng chừng như một thâm cung đại viện. Phong Phi Vân mặc dù là chủ nhân đời thứ hai không văn không võ, rốt nát nhưng cha của hắn Phong Vạn Bằng, thành chủ Linh Châu Thành lại là một nhân vật kiệt xuất, văn võ song toàn. 20 năm trước, Phong Vạn Bằng từng giành được danh vị thám hoa hạng nhất của giới văn học trong Vương Triều Thần Tấn, lời văn thư pháp đều là hạng nhất cho nên thư các của Phong Phủ góp nhặt lưu trữ trên 10 vạn đầu sách, bao gồm kinh thư cổ, tài liệu võ học. Kỳ văn quái đảm tin tức kỳ quái tài liệu lịch sử khu vực, sách kinh Phật. Phong Phi Vân từ nhỏ đã không thích đọc sách, ngay cả chữ lớn chữ nhỏ cũng đều không biết. Đây là lần đầu tiên hắn vào thư các, trước mắt sách được lưu trữ chi chít, có sách cổ, có thẻ tre, có cả bản viết tay, trong lòng không khỏi xúc động muôn vàn, trước đây tại sao mình lại không tới một nơi quý giá như thế này chứ? Thiếu gia,
lão gia đã sớm nói không thể để cho người vào thư các, nếu như làm hư hại sách vở lão gia nhất định sẽ nổi giận lôi đình, đến lúc đó tất cả mọi người phải gặp rủi ro. Bốn người nha hoàn khuôn mặt xinh đẹp trong coi thư các vây quanh hắn, các nàng đều mặc y phục vân y la thường, tuổi tác đều chừng 16 đến 20, tướng mạo như hoa, da thịt non nớt, đều là tiểu mỹ nhân. Các nàng đều ra sức cầu xin Phong Phi Vân, thật giống như rất sợ thiếu gia này sẽ châm lửa đốt cả thư các. Tuy rằng các nàng đều ra vẻ cung kính với Phong Phi Vân thế nhưng căn bản trong lòng lại coi thường hắn, xem hắn chẳng qua là một người ngu ngốc, bất tài, văn bất tài văn, võ bất tài võ, nếu không phải có người cha là thành chủ thì người như thế này ngay cả một tên ăn mày cũng không bằng. Trước đây Phong Phi Vân tuy là một chữ bẻ đôi cũng không biết, thế nhưng bây giờ lại không phải như vậy, mặc dù không thể nói là học phú ngũ sa, thế nhưng dù sao cũng sống hơn 1.000 năm, học thức gom góp lại cũng tương đối đáng sợ, căn bản những thứ này không thể so sánh như người thường học mười mấy năm được. Nói như vậy, chỉ cần là ta biết chữ thì có thể ở lại chỗ này. Thị lực của Phong Phi Vân vô cùng thông minh lanh lợi, dĩ nhiên là liếc mắt liền nhận ra ngay trong lòng bốn tên nha hoàn này có ý xem thường mình. Nếu thật thiếu gia biết chữ, lão gia vui mừng còn không kịp, dĩ nhiên là có thể ở lại thư các, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, chỉ là thiếu gia ngay cả tên mình cũng không biết viết. Khuôn mặt bốn người nha hoàn xinh đẹp cùng lúc nở nụ cười. Phong Phi Vân tùy ý từ trên giá sách cầm lên một quyển cổ tịch sách cổ bìa cứng, chỉ thấy trên bề mặt ba chữ viết cứng cáp, có lực, thấy ba chữ này Phong Phi Vân có chút vui mừng, mặc dù ba chữ này so với chữ viết thế giới trước kia của hắn có chút thay đổi nhưng vẫn tương đối giống nhau, cũng không khó nhận ra. Chữ viết chính là dấu hiệu của văn hóa, mỗi một thế giới đều có một nền văn hóa riêng nên dĩ nhiên chữ viết cũng hoàn toàn không giống nhau. Chữ viết nếu như đã giống nhau, như vậy dễ chứng minh mình vẫn còn ở trong không gian của chỗ cũ. Phong Phi Vân hơi thả lỏng một chút, xem ra Linh Châu Thành vốn là một cái hốc trong thế giới này, nếu vẫn còn ở cùng một thế giới thì sớm muộn cũng có ngày gặp lại những cố nhân kia. Sĩ tốt luận, luận về người binh lính. Binh giả, tốt giả. Xuất giả, tương giả. Binh vi kỳ, liệt phương trận. Xuất vi kỳ, chủ hào lệnh. Người lính chết, chủ tướng chết. Người lính ra trận, xếp đội hình sát cánh nhau. Chủ tướng ra trận, chủ tướng hô hào truyền lệnh. Phong Phi Vân cầm trong tay cuốn sĩ tốt luận mở ra, cao giọng đọc to, một mặt đọc còn một mặt gật đầu một cái. Hắn hiểu được bậc tiên hiền của loài người đối với việc nghiên cứu quân sự quả thực là rất uyên bác, có rất nhiều giá trị tham khảo. Ví dụ như trong đó có kỳ mưu quái trí, mưu mô hiếm thấy, trí tuệ quái lạ, nếu như trên trận pháp khắc lục mà dùng đến thì sẽ dẫn đến hiệu quả khác với bình thường. Lại ví dụ như, nếu có thể dùng đến mưu lược cùng binh trận, nói như vậy không cần phải dùng một đám tu sĩ thấp kém chỉ để giết một vị tiên đạo lớn hơn. Sĩ tốt luận, binh lính là trên hết, cùng thay đổi hướng đi, quyết đoán rõ ràng kế sách thì đương nhiên bách chiến bách thắng. Bốn người nha hoàn xinh đẹp kia lúc này đã dương mắt ra nhìn, không nói nên lời, kinh ngạc đến nỗi không làm sao hít thở được, thật giống như chuyện lạ trên đời. Phong thiếu gia này ngoại trừ ra ngoài chơi đùa phụ nữ vậy mà cũng học được mấy chữ này. Phong thiếu gia vậy mà có thể đọc được sĩ tốt luận. Bốn tên nha hoàn khiếp sợ thật lâu rồi mới chợt tỉnh lại, chạy vọt ra khỏi thư các, vừa chạy vừa kêu to. Phong thiếu gia biết chữ, phong thiếu gia biết chữ. Thần linh ơi, phong thiếu gia rất bản lãnh, tự nhiên có thể biết được chữ. Mau đem tin tức này nói cho lão gia, mau, mau, mau. Lão gia sau khi biết chuyện này nhất định sẽ vui mừng đến điên mất. Phong phủ trở nên hỗn loạn, những tên nha hoàn và đầy tớ kia đều bị kinh động, quả thực là còn náo nhiệt tưng bừng hơn cả lễ Tết. Phong Phi Vân không nhịn được cười một tiếng, không phải là biết mấy chữ mà lại kinh ngạc như vậy chứ. Nếu như thuộc mấy quyển cổ kinh chẳng phải là sẽ dọa những người này cho đến chết sao. Đem cuốn sĩ tốt luận đang cầm trong tay trả lại kệ sách, sau đó đóng cửa chính của thư các lại. Một chút sau mọi thứ trở nên yên tĩnh trở lại. Phong Phi Vân xem một quyển sách cổ ghi chép khu vực, đều là do các bậc tiên hiền của loài người đi khắp nơi trong thiên hạ ghi chép lại. Ngũ quốc đồ lục, bản đồ năm nước, thần tấn vương triều địa lý giảng nghĩa, tài liệu địa lý vương triều thần tấn, thế giới cục quan, quan niệm tình hình thế giới. Xem những sách này, Phong Phi Vân đối với nơi mình sống bây giờ đã có một chút hiểu biết sơ lược. Vương triều thần tấn đã thành lập hơn 6.000 năm, lịch sử đã rất lâu đời, rừng vàng biển bạc, từ Nam đến Bắc cách nhau 48.000 dặm,
từ đông sang tây cách nhau 74.000 dặm, dân số vượt lên 100 tỷ. Thật sự là một đất nước loài người khổng lồ. Một triều đại có thể đứng vững vàng hơn 6.000 năm mà không bị sụp đổ như vậy thì sức mạnh bên trong triều đình nhất định lớn mạnh không cách nào mà tưởng tượng được. Hơn 6.000 năm đúng là một con số đáng sợ. Vương triều lớn mạnh như vậy chắc chắn tạo ra nhất nhiều gia tộc, quý tộc, lưu phái lớn mạnh. Giống như cổ thành Linh Châu thành vậy, vương triều thần tấn có không dưới 1 vạn tòa. Rốt cuộc thì thành chủ Linh Châu thành cũng chỉ là một vị quan nhỏ như hạt vừng. Mà cùng với vương triều thần tấn thì lân cận còn có 4 vương triều khác, bất kể là diện tích khu vực hay là dân số cũng không thấp hơn vương triều thần tấn là bao, hợp xưng là ngũ quốc. Ở xung quanh 5 nước này còn có một ít nước nhỏ khác, chừng mấy trăm nước đều phụ thuộc 5 nước này, có nước nhỏ dân số chỉ đạt có hơn mấy trăm vạn người. Mà căn cứ vào quyển sách Thế giới cục quan ghi lại, 5 đại vương triều chẳng qua cũng chỉ là một góc nhỏ trong đại lục, ngoài khu vực 5 đại vương triều ra thì ghi chép lại rất ít. Ngay cả người viết cũng chỉ mập mờ chút ít, chỉ có một khái niệm mơ hồ mà thôi. Thế giới này thật sự quá lớn, Linh Châu Thành cũng chỉ là một giọt nước trên biển cả, thật giống như một giọt nước trong biển rộng, một hạt cát trên sa mạc. Xem ra bây giờ chỉ có nỗ lực tu luyện, chỉ cần tu vi lớn mạnh, tự nhiên có thể mở rộng tầm mắt leo lên võ đài của thế giới, một lần nữa bước lên con đường tu tiên, lại một lần nữa đứng lên đỉnh cao của thế giới, lại một lần nữa nhìn thấy. Trời ơi! Phong Phi Vân lại đem vật cầm trong tay cất lại trên kệ sách, có vài người hắn đã không còn muốn có. Coi như Phượng Phi Vân đã chết, từ bây giờ phải sống cuộc sống khác, mọi thứ ở kiếp trước đều đã không còn có quan hệ gì với ta. Ta là Phong Phi Vân, cậu ấm của Phong gia, công tử nhà giàu gian ác của Linh Châu Thành, người người gặp ta đều sợ. Lộc cộc lộc cộc. Bên ngoài thư các truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo cửa chính có khắc rồng liền bị đẩy ra. Một lão quản gia đầu hai thứ tóc hoa râm từ bên ngoài bước vào, tuy là tuổi tác đã cao, nhưng bước chân lại vững vàng, mỗi một bước đạp dẫm lên mặt đất ngay cả một chút bụi đất cũng không dính. Đặc biệt là đôi mắt sâu, lõm xuống rắn giỏi híp lại thành một khe hở, bên trong giống như tia sáng của đao kiếm ánh ra, tưởng chừng như trung niên chính trực so với thanh niên lại còn rất sắc bén hơn. Những nếp nhăn tràn đầy trên cái mặt già nua của lão, từng rãnh khắc sâu. Sau khi thấy Phong Phi Vân liền hiền hòa nở nụ cười, xúc động kéo cánh tay của Phong Phi Vân, nói. Thiếu gia, nghe những nhà đầu kia nói người lại biết chữ, cái này là thật sao? Vậy là thật sao? Hắn luôn miệng hỏi, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Người già thường mang theo bộ dạng lo sợ, tâm tình bất an, vừa hy vọng là Phong Phi Vân thật sự trưởng thành lại vừa sợ nghe được câu trả lời lại không như mình muốn, sẽ làm cho một lúc không vui. Lưu gia gia, lão tuổi đã cao, phải nghỉ ngơi nhiều mới phải, những tên hạ nhân kia cũng thật là, loại chuyện nhỏ như vậy mà cũng đi gây rắc rối cho Lưu gia gia, quả thực là không hiểu chuyện. Phong Phi Vân liền trở tay đỡ lấy lão quản gia. Vị Lưu quản gia này chính là lão quản gia của nhà mẹ Phong Phi Vân, là của hồi môn đi theo đến Phong gia, sau khi mẹ của Phong Phi Vân chết vị lão quản gia này giống như là ông nội vậy, rất chú ý chăm sóc Phong Phi Vân. Mẹ Phong Phi Vân mất khi hắn mới 1 tuổi, nghe nói là bị bệnh mà chết, còn như mắc bệnh gì thì không biết, thậm chí là không bị mắc bệnh mà chết thì hắn cũng không biết chính xác, dù sao những lời này đều là do cha hắn Phong Vạn Bằng nói. Khi đó Phong Phi Vân tuổi còn quá nhỏ căn bản cũng không có ghi chép lại, trong đầu đối với mẹ cũng chỉ rất mơ hồ, chỉ biết là mẹ rất đẹp, cũng rất dịu dàng, thiên hạ cũng không có bất kỳ một người con gái nào dịu dàng như mẹ của hắn. Ở trong trí nhớ của Phong Phi Vân, mẹ chỉ là một hình bóng mơ hồ, mà cha lại luôn bề bộn công việc, mỗi lần gặp nhau không phải là quát mắng hắn thì cũng là đánh chửi hắn, cũng chỉ có mình lão già trước mắt này là cho hắn một chút ấm áp yêu thương. Lão quản gia đối với mẹ của Phong Phi Vân hết mực trung thành, sau khi nàng bệnh chết thì liền xem Phong Phi Vân như thiếu chủ nhân, giống như một nô bộc mà luôn luôn hầu hạ chăm sóc cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mặc dù bên ngoài hoành hành ngang ngược thế nhưng đối với lão quản gia này thì kính trọng có thừa. Hắn xem như là một vị trưởng bối thật sự. Lưu quản gia này căn bản không phải là người bình thường mà là một người có tu luyện. Phong Phi Vân chẳng qua chỉ vừa đỡ cánh tay của Lưu quản gia là có thể cảm nhận được linh khí hùng hậu đang chuyển động trong thân thể của lão quản gia này. Nếu như hết sức đột phá thì sức mạnh trên tay cũng đạt đến mấy ngàn cân. Một quyền có thể đem mãnh hổ đánh cho trở thành bùn máu, tuyệt đối không phải là người bình thường. Kiếp trước Phong Phi Vân chính là Phượng Hoàng.
trên mình có linh hồn Phượng Hoàng nên giác quan khéo léo vô cùng, chỉ cần có một tia linh khí cũng không thể giấu giếm được linh cảm của hắn. Lưu quản gia tuyệt đối đã tu luyện tiên qua tiên gia điển tịch, dù cơ thể đã già nua thế nhưng kinh mạch và xương cốt trong cơ thể diệu diệu sinh quang, lóng lánh chói mắt. Đây là sau khi Phong Phi Vân sống lại mà nhìn thấy người đầu tiên tu luyện, tu vi ở thế giới phàm tục đã coi như là rất cao. Dựa theo tu vi của hắn, dù cho sống 150 tuổi đoán chừng cũng sẽ không chết. Nếu là trước kia, Phong Phi Vân đúng là dù thế nào cũng không thể nhận ra được linh khí mang theo trên thân thể của Lưu quản gia. Một quản gia lại có thể lợi hại như vậy, đủ làm cho Phong Phi Vân không thể không nghĩ đến nhà của mẹ mình, vậy đó tuyệt đối không phải là một gia đình thực sự đơn giản, nói không chừng là một gia tộc tu tiên hùng mạnh. Lưu quản gia thở dài nói, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như tiểu thư dưới suối vàng mà biết thì chắc là rất vui mừng. Trong miệng của Lưu quản gia nói đến tiểu thư, nhất định là mẹ của Phong Phi Vân. Nhưng mà lúc Lưu quản gia nói ra lời này ánh mắt lại lóe lên một chút gì đó khác thường, tuy là rất nhanh đã bị lão thu lại nhưng vẫn bị Phong Phi Vân nhìn thấy được. Phong Phi Vân ở bên ngoài làm sằng làm bậy, toàn bộ Linh Châu Thành không có người nào mà không biết, Lưu quản gia đương nhiên là cũng biết, mấy năm nay du rú trong nhà rất ít lộ mặt. Nhất định là muốn nhắm mắt làm ngơ, đối với hắn đã không có bất kỳ hy vọng nào rồi. Thế nhưng bỗng nhiên nghe được Phong Phi Vân lại có thể biết chữ, hơn nữa còn đang học sĩ tốt luật, lúc đầu Lưu quản gia vốn đã tuyệt vọng nhất thời thấy lại được ý muốn, nếu như Phong Phi Vân có thể cải tà quy chánh mà trưởng thành, như vậy cũng coi như là không phụ lòng tiểu thư dặn dò. Nếu thật như mẹ ta ở dưới suối vàng mà có biết thì nên phù hộ cho ta sớm tìm được một nàng dâu tài mạo song toàn, được nàng sinh cho một đám cháu trai. Phong Phi Vân trêu ghẹo nói. Ánh mắt của Lưu quản gia ngưng lại, trong lòng suy nghĩ, nếu thật là có thể tìm được một người con gái dũng cảm bá đạo, đem tên tiểu tử vô sỉ này quản thúc nói không chừng có thể làm cho hắn trở thành người có tài dù có hơi muộn. Đàn ông sau khi lập gia đình dù sao cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Lưu quản gia càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Phong Phi Vân, con thỏ nhỏ chết bầm này chính là thiếu hụt dạy dỗ mới trở thành cái bộ dạng này. Xem ra thực sự cần phải đi thu xếp một mối hôn sự cho hắn, tìm nữ nhân tới quản hắn mới được. Trong đầu lão già này chẳng những lóe lên mấy người tốt để chọn mà mỗi người còn là những người con gái tài giỏi tuyệt đẹp, mà tính tình mạnh mẽ thì mới có thể cải tạo và đàn áp được tên Phong thiếu gia phóng đãng hư hỏng này. Trong đó có nữ sát thần Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, nữ tu sĩ của đạo môn, nữ sa di của Am Tỳ Khâu, người vai chính trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Phong Phi Vân lại không biết chỉ một câu nói không vô tâm của mình mà lại làm cho Lưu quản gia suy nghĩ nhiều như vậy, nếu hắn biết rõ trong lòng Lưu quản gia đang suy nghĩ gì, đoán chừng sẽ rất là hối hận. Đi thôi, cha người vốn là đang tuần tra ở quân doanh thành vệ quân, nghe nói việc này đã chạy về đây, đang ở đại sảnh chờ người. Trong lòng Lưu quản gia chắc chắn đã có một âm mưu, mang trên mặt nụ cười kỳ dị, ở phía trước dẫn đường, hai người hướng về đại sảnh mà bước đi một mạch. Ở trong trí nhớ của Phong Phi Vân thì Phong Vạn Bằng là một người nghiêm nghị, thân thể khôi ngô, không phẫn nộ ra oai, gương mặt sắt, hình như từ trước tới giờ cũng chưa từng cười. Phong Phi Vân tuy được gọi là người gian ác ở Linh Châu Thành nhưng mà ở trước mặt Phong Vạn Bằng cũng bị dọa sợ muốn chết, giống như chuột gặp mèo nhìn thấy Phong Vạn Bằng là toàn thân run cầm cập. Mỗi lần như thế này, Phong Vạn Bằng liền cực kỳ phẫn nộ, hận không thể đem tên nhát gan, phiền phức ham chơi ra mà bóp chết. Nhất định làm theo lòng mọi người. Tất nhiên đều là chuyện trước đây của Phong Phi Vân. Lúc này Phong Vạn Bằng đang ngồi ở trên ghế thái sư trong đại sảnh, nhìn qua dáng vẻ cũng khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ áo tơ màu trắng, đôi mắt dũng mãnh có phần sáng ngời, trên cằm hai chòm râu cắt sửa tương đối chỉnh tề, đều đặn. Phong Vạn Bằng đúng là một người nho nhã, đã từng thi đậu qua bảng thám hoa văn, học thức thâm sâu, thái độ đúng mực vượt trội hơn người. Phong Vạn Bằng cũng là một người luyện võ kiên cường, tu luyện qua tiên môn điển tịch sơ sơ một ít, mặc dù chỉ là một ít sơ sơ nhưng so với người thường thì lại hùng mạnh không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn có khả năng lấy một địch ngàn, sức mạnh quyền thuật có thể đánh phá một tường đá dày mấy thước, hoàn toàn được cho là một cao thủ xưng bá một phương. Phong Vạn Bằng đang từ từ uống trà, trên người còn mặc y phục bằng da tê giác mềm mại, huyền thiết hộ giáp, ở dưới ánh đèn phản chiếu ra uy lực hàn mang. Hắn nghe được tin tức nói Phong Phi Vân học biết được chữ, sau đó liền cưỡi ngựa không dừng mà chạy về, ngay cả áo giáp cũng không kịp tháo xuống, trên đầu còn dính đầy bụi đất.
Hắn tuy là bưng chén trà nhưng lại chẳng may may có lòng dạ uống, nhẹ nhàng liếc Phong Phi Vân một cái, thản nhiên nói. Nghe nói con đọc được chữ. Con đọc được chữ sao? Dĩ nhiên là Phong Vạn Bằng hiểu đức hạnh của con trai mình hơn ai khác nên đối với hắn cũng không có kỳ vọng quá cao. Nhưng mà Phong Phi Vân dù sao cũng là đứa con trai ruột duy nhất của hắn, nếu như tên tiểu súc sinh này thật sự có thể cải tà quy chánh, hắn tất nhiên là không tiếc bất cứ giá nào để mà bồi dưỡng hắn thành tài. Nếu thật là có thể biết được chữ, vậy là có tiến bộ tương đối lớn. Thời gian rảnh rỗi con cũng tự học chữ nghĩa, xem sách cũng không còn có vấn đề gì. Phong Phi Vân nói không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, đối với người cha Phong Vạn Bằng này hắn vẫn có chút kính trọng. Những lời này đương nhiên cũng chỉ là lý do viện cớ mà thôi, hắn dù sao cũng không thể nói cho Phong Vạn Bằng biết mình bị quỷ hồn chiếm được thân thể, xảy ra việc dung hợp linh hồn thoát biến, đừng nói là biết được chữ, coi như là viết ra mấy quyển cổ kinh tu tiên thì cũng dễ như trở bàn tay. Nếu như hắn nói như thế sợ rằng Phong Vạn Bằng không chừng sẽ xem hắn như là yêu nghiệt rồi tiêu diệt. Phong Vạn Bằng chố mắt nhìn, hai mắt híp một cái, trong lòng thầm nghĩ, con thỏ nhỏ chết bầm này, thường ngày nhìn thấy ta đều bị dọa sợ đến quỳ dập đầu trên mặt đất, ngay cả lời nói cũng không nói nên lời dù chỉ một câu, ngày hôm nay lại có thể đứng trước mặt ta thản nhiên mà trả lời câu hỏi, chẳng lẽ nó đột nhiên mở mang đầu óc. Trong lòng Phong Vạn Bằng thoáng hiện ra vui mừng, thế nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, để chén trà xuống, thản nhiên nói. Nghe nói con ở đây xem sĩ tốt luận, vậy con có nhận xét gì không? Vừa nãy Phong Phi Vân chẳng qua là chỉ lật vài tờ xem qua, kỳ thực đối với sĩ tốt luận cũng không có nghiên cứu gì sâu sắc. Nhưng mà Phong Vạn Bằng sau khi nghe nói tin tức này lại cảm thấy không giống bình thường, dù sao ở vương triều thần tấn nếu muốn trở nên nổi bật, uy phong thì phải bước vào quân doanh, chém tà ma đánh cường đạo, chiến đấu quân đoàn, đoạt ấn soái lập công trạng, giành được một sự nghiệp lớn đỉnh thiên lập địa, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Một người tướng quân tay cầm trăm vạn binh quyền, tuyệt đối so với sĩ phu trong triều đình, vương hầu quý tộc thì lời nói có trọng lượng hơn. Vương triều thần tấn mặc dù là đất nước người phàm, nhưng lại có không thiếu người tu luyện, rất nhiều đại gia tộc, đại tông môn đều có không ít tu tiên điển tịch, có thiên tài hào kiệt thậm chí có thể tu luyện thành công, bay lên trời chui xuống đất, kêu mưa gọi gió tương đối rất nhiều. Cho nên nói mặc dù là một đất nước loài người nhưng người hùng mạnh lại nhiều không kể xiết. Mà người tinh thông binh pháp mới lại ít lại càng ít. Người biết võ thì nhiều, người cầm binh lại ít. Phong Phi Vân không có khiếu tu luyện, điểm này hắn biết nhưng nếu có thể có thành tựu trong phép dụng binh như vậy cũng có thể trở nên vượt bậc hơn người, thăng quan tiến chức rất nhanh, nói không chừng tương lại chức vị còn cao hơn mình. Dĩ nhiên bây giờ mấu chốt là hắn có khả năng trở thành một người có cách thức điều binh khiển tướng hay không. Một người vô sỉ chỉ biết ngâm mình trong đám nữ nhân. Có thể có mấy phần kiến thức, Phong Vạn Bằng cảm thấy mình có chút đánh giá cao hắn, trong lòng vẫn như trước, không có mong muốn gì nhiều. Tránh cho việc hy vọng càng cao, thất vọng sẽ càng lớn. Cuốn sĩ tốt luận này đã được biên soạn từ nhiều đời trước, tới nay lại có thêm các nhân sĩ hiền tài không ngừng nghiên cứu và phát triển thêm cho phù hợp với thực tiễn. Nội dung cuốn sĩ tốt luận có trình bày những mưu lược quân sự, không những thế còn ghi chép các trận pháp và cách bố trận. Cuốn sĩ tốt luận này được nhiều tiên giả nghiên cứu, nhưng học thức mỗi người mỗi khác vì vậy có người ngộ được tinh túy từ trong binh pháp, cũng có người học được sự huyền bí của trận pháp tinh diệu từ đó tạo ra một trận với uy lực kinh thiên động địa. Có thể kể đến những trận pháp có uy lực lớn như Thạch Nhân Vạn Tôn Thai, Sương Mù Rừng Quỷ, Bát Quái Tứ Tượng, là các trận pháp thuộc vào hàng hiểm địa được các cổ nhân ghi chép lại bên trong cuốn binh pháp mật tông này. Sau khi trải qua hàng ngàn năm được các nhân sĩ ngày nay dày công nghiên cứu và căn cứ vào địa hình sông núi, thiên văn lý số bố trí mà thành. Ngày nay đồi núi, sông hồ đã có nhiều biến chuyển vì thế các thế trận càng thêm phần hung hiểm hơn. Lại nói đến Phong Phi Vân mới chỉ lật xem vài tờ, căn bản là chưa có tìm hiểu nghiên cứu sâu sắc được, lúc này Phong Vạn Bằng hỏi nhất thời hắn không trả lời ngay được. Hức, sớm biết thế này thì nói một chữ cũng không biết đi. Cần gì phải trả lời cái vấn đề chó chết này. Nhưng lúc này khi thấy Lưu quản gia cùng Phong Vạn Bằng với ánh mắt rực lửa lại làm cho trong lòng Phong Phi Vân dâng lên một cảm xúc thật khó tả, một thứ cảm giác nói cho hắn biết rằng ngàn lần vạn vần không thể để những người quan tâm mình thật sự mất đi sự hy vọng. Chỉ có thể kiên trì và cố gắng. Lúc này Phong Phi Vân nhẹ nhàng sửa sang tay áo, trầm ngâm suy tư trong chốc lát rồi từ từ nói. Sĩ tốt luận quả thật là bác đại tinh thâm. Tư tưởng tinh diệu tuyệt luân,
rất là logic kín đáo nghiêm cẩn và đầy ảo diệu biến hóa khôn lường. Minh Pháp dạy về tính khái quát trong chiến tranh, sự quan trọng của sĩ khí trong quân ngũ, nói đến tác dụng của yếu tố tinh thần, cũng như việc tập trung binh lực cùng nhiều phương diện khác phối hợp nhịp nhàng với nhau. Có thể nói quyển sĩ tốt luận rất hữu dụng trong hành quân đánh giặc mà còn thích hợp cho việc tu luyện trong khi giao đấu, cuốn sách này chủ yếu nói đến thu phục nhân tâm là chính, hạ lũy công thành là phụ. Phong Phi Vân chậm rãi nói chuẩn xác, đã vậy còn không ngừng khoa tay múa chân tựa hồ tình hình giao chiến thật sự giữa hai quân. Hai quân đối chọi như thế nào, công thành thủ thành, chiến đấu quyết liệt, khí thế quân sĩ hùng mạnh, tiếp theo là cách bày bố binh trận. Nếu như là thống soái của một đội quân thần vũ muốn tấn công một thành trì kiên cố thì trận pháp lại càng quan trọng hơn tất cả. Phong Phi Vân với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết một, rất có phong thái của một tướng soái tài ba. Lúc này Phong Vạn Bằng cùng Lưu Quản gia giờ phút này cũng đã mười phần kinh sợ, miệng mồm há hốc, rụi rụi hai mắt sợ rằng mình nhận lầm người. Ngay cả nha hoàn đang đứng ở cửa cũng cả kinh thiếu chút nữa là ngất xỉu trên thềm nhà. Đôi mắt to của nha hoàn này xinh đẹp này tràn đầy sự sùng bái, quả thật một lời khó nói hết. Họ tự hỏi, đây không lẽ là Phong thiếu gia, một kẻ bất học vô thuật ư? Đây hẳn văn không phải văn, võ cũng chẳng phải võ, hay hắn đã mất trí? Đây mà là một nhị thiếu gia miệng ăn núi lở ư? Lưu lão quản gia lúc này kích động quá lớn hay tay run rẩy, nước mắt đầm đìa nói. Lão gia, người nhìn Phong thiếu gia kìa, hắn cũng là người có tiền đồ. Hắn càng không phải là một kẻ tầm thường vô vi dòng nhân, còn đối với hành quân phá địch mà nói thì lão nô tài đây cũng có phần bị xấu hổ. Đại tiểu nếu mà biết chuyện này thì không biết có còn hứng thú hay không. Phong Vạn Bằng mặc dù so với Lưu quản gia đang còn tỉnh táo, nhưng ông ta có phần không kìm chế được kích động liền vỗ bàn. Chẳng lẽ trời xanh chiếu cố cho Phong Vạn Bằng ta, tiểu tử này trông thấy ta sợ đến nỗi nhún cả người, nếu là có thể từ bỏ những thói quen trước kia. Không ngại gian khổ mà luyện công thì tương lai cũng có thể vang danh thiên cổ. Phong Vạn Bằng cố gắng kìm nén sự kích động, tuyệt nhiên không để lộ ra bên ngoài, vẻ mặt vẫn thản nhiên tiếp tục cuộc khảo nghiệm nói. Con nói thu phục nhân tâm là chính, công hạ thành trì là phụ, những lời này con tự mình lý giải cho ta nghe xem nào. Tư tưởng chiến đấu là chính, người chiến đấu chỉ là phụ, không chiến mà thu phục được lòng người, đó mới là binh pháp. Phong Phi Vân đáp. Phong Vạn Bằng tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cảm thấy trong chiến tranh yếu tố nào là quan trọng nhất? Phong Phi Vân không có kinh nghiệm thực chiến ở môi trường quân đội, nhất thời vấn đề này hắn không biết phải trả lời sao cho thỏa, hắn suy tư một lúc lâu rồi đáp. Vận khí. Vận khí. Phong Vạn Bằng nhíu mày trầm tư trong chốc lát rồi bật cười to nói. Hay cho cái gọi là vận khí, nói không sai, khi hành quân đánh giặc. Nếu vận khí không tốt dù cho trong tay có ngàn vạn đại quân cũng tất bại trận. Vận khí, thời vận, số mệnh. Từ đầu đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân thấy Phong Vạn Bằng cười. Mặc dù đáp án này nói đúng cũng chưa hẳn đúng mà sai cũng chưa hẳn là sai, Phong Vạn Bằng cảm thấy mình có thể xem xét hắn kỹ hơn một lần nữa. Bất quá thì cũng chỉ là khảo vấn thêm một lần nữa cho kỹ hơn thôi. Biết đâu hắn chỉ là một kẻ lãng tử mà thôi. Nhưng hắn muốn làm nên sự nghiệp thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa chỉ có trời mới biết người này không phải là nhất thời phấn khởi, nói không chừng giam ba ngày nữa lại chạy ra ngoài chơi đùa cùng đám A Hoàn cung nữ. Phong Vạn Bằng liền nói. Mặc dù ngươi đối với việc quân cũng có chút kiến thức, nhưng mà chưa đâu ra đâu cả, ngươi so với đại ca thì còn kém xa. Phong Vạn Bằng lại nói. Lưu lão gia, ngươi ra ngoài mời các quân sư về đây cho ta. Bắt đầu từ ngày mai các quân sư sẽ chỉ dạy cho hắn học tập binh pháp. Lưu quản gia mừng rỡ nói, các quân sư ở Linh Châu Thành được xem là binh pháp tiên sinh đại tài. Lão gia mời hắn tới để chỉ bảo cho thiếu công tử, như vậy cho thấy rằng Phong lão gia rất coi trọng tài năng của Phong thiếu gia. Vương triều thần tấn trước nay đều dùng võ để trị quốc, hàng năm không ít cuộc binh biến nội loạn xảy ra từ quy mô nhỏ đến lớn không kém phần hung hiểm, nếu giỏi binh pháp. Tiến vào quân doanh thần vũ thì tương lai tiền đồ không thể nào lường trước được. Bạch Y quân sư là một vị có trăm trận trăm thắng, chiến công vô cùng hiển hách tuyệt đối có thể dương danh thiên hạ. Lưu quản gia hớn hở làm theo mệnh lệnh, mặc dù trông ông ta tuổi già sức yếu nhưng tốc độ mau lẹ lạ thường chẳng khác nào một hồi gió thoảng qua, chân như chưa hề chạm đất, từ từ bóng người trong hành lang biến mất. Phong Phi Vân đi theo ra ngoài, từ trong hành lang đi thẳng tới trong đình viện.
trong lòng không ngừng nghĩ về tương lai được tu luyện và nhất định phải xếp hạng đệ nhất, hắn nghĩ muốn được như vậy thì chỉ có tự thân vận động thì khả năng mới tăng lên được. Sống ở đâu thì ổn định ở đó, trước tiên là phải tạo ra được danh tiếng ở vương triều thần tấn. Tu luyện lại lần nữa, cũng có thể đúng là rèn luyện tâm tình thêm lần nữa, cũng không hẳn là chuyện không tốt, biết đâu chừng khả năng của ta có thể tăng lên cao hơn so với trình độ trước đây. Phong Phi Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn một chút tàn ảnh của Linh Chu trong lòng bàn tay tựa hồ như mong đợi cái gì đó. Tương lai nắm giữ ở trong tay của mình. Có người hỏi. Phi Vân, nghe nói người biết chữ rồi, điều này có thật không? Men theo đường nhỏ cạnh ao nước xuất hiện một nam tử khuôn mặt khôi ngô, y phục nho nhã, bên hông treo một thanh huyền thiết kiếm màu trắng, luồng chân khí trong người đang chuyển động chứng tỏ nội lực hùng hậu, tuy là nhìn như đi bộ nhàn nhã, thế nhưng mỗi bước chân đều có thể đạp ra xa ba trượng, có một luồng bạch khí nhàn nhạt gần như mơ từ chân của hắn tỏa ra. Quả thực tựa như một vị tiên sống, chỉ cần là nữ nhân đều có thể bị hắn làm cho mê mẩn. Trẻ tuổi, tu vi không tầm thường, rất tuấn tú, rất thanh nhã. Những ngôn từ này dùng cho Phong Tùy Vũ cũng không hề quá đáng. Phong Tùy Vũ trên mặt liền mỉm cười tạo cho người đối diện một cảm giác rất thân thiết, sau đó đi đến vỗ vai Phong Phi Vân một cái. Vị này chính là đại ca Phong Phi Vân, hắn chính là nghĩa tử Phong Vạn Bằng nuôi dưỡng. Nếu như nói Phong Phi Vân là một kẻ thất học, bị mọi người trong Linh Châu Thành căm hận thì ngược lại Phong Tùy Vũ thì lại vẻ vang ngời ngời, tài hoa hơn người, tu vi không tầm thường, thái độ lại ôn hòa với mọi người. Ở trong mắt mọi người Phong Phi Vân cùng Phong Tùy Vũ chính là hai mặt khác nhau, thậm chí có nhiều người đã ở sau lưng Phong Tùy Vũ gọi hắn là thiếu thành chủ mà trong bụng thì lại chửi rủa Phong Phi Vân là cặn bã, bại hoại, xúc sinh. Phong Tùy Vũ đối với Phong Phi Vân thì lại hết sức tốt, thật giống như một người anh trai lớn vậy, ví như lần đầu tiên Phong Phi Vân làm nhục một cô gái cũng chính là do Phong Tùy Vũ an bài, sắp xếp mọi việc giúp hắn. Còn chẳng hạn như lần đầu tiên Phong Phi Vân phóng hỏa đốt thư các thì cũng là do Phong Tùy Vũ gợi ý giúp một tay. Ngoài ra những lần Phong Phi Vân ở bên ngoài làm chuyện ác thì cũng chính Phong Tùy Vũ giúp hắn giải quyết hậu quả, hơn nữa âm thầm tùy tiện xin Phong Vạn Bằng một câu giúp đỡ cho hắn ta. Nếu như là đây, Phong Phi Vân đối đãi với vị đại ca này thân thiết tự nhiên đến rơi nước mắt, còn hiện giờ thì Phong Phi Vân nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn thì chỉ cảm thấy ghê tởm, buồn nôn. Từ nhỏ nếu không phải là được Phong Tùy Vũ dẫn dắt cho thì Phong Phi Vân làm sao lại có thể trở thành bộ dạng này để cho dân chúng trong Linh Châu Thành nhục mạ như thế. Phong Tùy Vũ chỉ là con nuôi, muốn thừa kế vị trí thành chủ Linh Châu Thành này thì chỉ có thể làm cho Phong Phi Vân hoàn toàn sa đọa, khiến cho Phong Vạn Bằng đối với đứa con trai ruột này mà mất hết lòng tin thì tương lai sau này hắn mới có thể có cơ hội là thành chủ Linh Châu Thành. Phong Tùy Vũ vội vã chạy đến như thế cũng chỉ muốn thăm dò xem chuyện của Phong Phi Vân thực hư là như thế nào. Phong Phi Vân nếu thật sự học được biết chữ, như vậy thì có thể gây hại cho vị trí thành chủ này trong tương lai của hắn hay không? Lúc cần thiết sẽ giết hắn từ trong trứng nước, nhổ cỏ tận gốc. Phong Phi Vân đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu chọc hắn một chút, không ngừng lắc đầu than vãn nói. Biết chữ đối với ta quả là một việc rất khó khăn, đều là do những kẻ cẩu nô tài kia loan truyền. Không nên truyền đến tai cha chút nào, cha vừa sang đây hỏi ta xem sách gì. Ngươi cũng biết đó, ta thường ngày căn bản là không đọc sách, trong lúc nhất thời luống cuống thì liền nói là vừa mới xem xong Kim Bình Mai, nói xong mới cảm thấy hối hận Kim Bình Mai chính là sách cấm mà. Ôi, quả nhiên, lại bị cha mắng một trận cẩu huyết lâm đầu. Phong Tùy Vũ không nhịn được cười, trong lòng chế giễu, ngu ngốc đúng là ngu ngốc, ta còn tưởng rằng hắn thật sự học được chữ. Xem ra là ta nghĩ quá nhiều rồi. Ha ha, lại có thể ở trước mặt nghĩa phụ nói mình xem Kim Bình Mai, lần này e rằng nghĩa phụ đối với hắn càng thêm thất vọng rồi. Nhưng mà trên mặt Phong Tùy Vũ lại chẳng có chút vẻ cười nhạo, trên mặt Phong Tùy Vũ lúc nào cũng cười tươi, quan tâm nói. Phi Vân, ngươi cũng đừng quá để trong lòng, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải thích với nghĩa phụ. Thật cảm tạ đại ca. Phi Vân cảm động đến đôi mắt lưng tròng ngấn lệ. Trong lòng lại biết Phong Tùy Vũ tuyệt đối không phải là người tốt bụng, trước mặt phụ thân hắn giải thích mới là lạ, thay vào đó hắn còn nói xấu không kém. Chúng ta thân là huynh đệ, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Nghe nói gần đây ngươi có hứng thú với cháu gái của La Lão Hán, nên đi tìm nàng giải khuây một chút, chuyện không vui cũng nên quên đi. Phong Tùy Vũ ân cần đề nghị nói. Cách này thật là hay.
vẫn chính là đại ca hiểu rõ ta. Phong Phi Vân đáp lại, tinh thần sảng khoái, sau đó đi ra ngoài. Phong Tùy Vũ nhìn thấy Phong Phi Vân vội vàng bỏ đi, giọng mỉa mai rồi cười một tiếng, tiểu tử này sớm muộn gì cũng chết trên bụng nữ nhân. Hắn lắc đầu một cái rồi quay người đi vào đại sảnh, hướng về Phong Vạn Bằng đang ngồi trên ghế thái sư và nói. Nghĩa phụ, chuyện của Phi Vân. Chuyện của Phi Vân con cũng biết. Ngón tay của Phong Vạn Bằng vuốt nhẹ nhàng trên thân chén trà, trên mặt có chút thần thái khác thường. Phong Tùy Vũ cũng không hiểu tâm tình của Phong Vạn Bằng vào giờ phút này, nhưng có thể khẳng định Phong Vạn Bằng bây giờ đối với Phong Phi Vân càng thêm thất vọng, thậm chí còn tuyệt vọng. Kha kha, càng tuyệt vọng thì đối với ta lại càng có lợi lớn. Phong Tùy Vũ vui mừng trong lòng thế nhưng ngoài mặt lại nhẹ nhàng thở dài, gật đầu rồi nói. Phi Vân dù sao cũng còn nhỏ tuổi, xem sách đó quả là có phần không thích hợp. Không, ta cảm thấy rất thích hợp. Đứa trẻ Phong Phi Vân này từ nhỏ thiếu dạy dỗ, trước đây ta cũng không nghĩ là hắn có thể làm nên thành quả gì, nhưng mà nếu hắn có thể nghiên cứu những loại sách này, ta cảm thấy vẫn còn có thể đào tạo lại nó. Tùy Vũ, ở phương diện này con cần phải học tập nó một chút, xem nhiều hơn những loại sách này, đối với con đường làm quan tiến quân trong tương lai của con có lợi chứ không có hại. Lời nói của Phong Vạn Bằng thấm thía, vẻ mặt rất nghiêm túc. Phong Tùy Vũ lấy làm lạ. Loại sách Kim Bình Mai đối với con đường làm quan tiến quân thì có lợi chứ không có hại. Chẳng lẽ nghĩa phụ đang truyền dạy cho ta bí quyết làm quan, nhưng mà Kim Bình Mai thì làm sao có thể liên quan đến con đường làm quan chứ? Mặc dù trong lòng Phong Tùy Vũ tràn đầy nghi vấn nhưng cũng không dám hỏi ra, chỉ cung kính nói. Nghĩa phụ chỉ bảo là phải, Tùy Vũ sẽ chuyên tâm nghiên cứu học hỏi, nhất định không để cho nghĩa phụ thất vọng. Phong Vạn Bằng gật gật đầu, có vẻ vui mừng yên tâm. Phong Phi Vân đương nhiên sẽ không đi tìm La Ngọc Nhi thật, vừa rồi cũng chỉ là một trò bịp lừa gạt Phong Tùy Vũ mà thôi. Bây giờ quan trọng nhất chính là tu luyện bất tử Phượng Hoàng Thân, chỉ có bước vào con đường tu tiên mới dám nói đến chuyện kinh nghiệm, về phần nghiên cứu phép dụng binh thì đây đều là thứ yếu. Nếu là tu vi cao tuyệt, đạt đến đỉnh cao, một quyền là có thể hủy diệt trăm vạn đại quân, phép dụng binh trước mắt sức mạnh thực sự tuyệt nhiên không đáng nhắc tới. Phong Phi Vân hiện tại một người nam tử bình thường cũng không đánh lại, Phong Tùy Vũ tài giỏi như vậy nếu muốn giết hắn thì căn bản là sức đánh trả lại hắn cũng không có, đây cũng là một trong những nguyên nhân cấp thiết để hắn tu luyện. Thân thể của hắn mặc dù không thích hợp tu luyện nhưng bất tử Phượng Hoàng Thân lại có thể thay đổi bản chất, thậm chí có thể biến hắn thành kỳ tài tu tiên. Bất tử Phượng Hoàng Thân tổng cộng chia làm hai giai đoạn thứ nhất chính là hoán huyết. Huyết dịch chính là cội nguồn của thân thể. Răng đầy mỗi một chỗ trong cơ thể, trong huyết dịch tạp chất càng nhiều thì thể chất càng yếu. Đẳng cấp huyết dịch càng thấp thì đẳng cấp thể chất cũng càng thấp. Cho nên chỉ khi đẳng cấp huyết dịch tăng lên đạt được độ tinh thuần thì thể chất tự nhiên có thể không nhận thức được mà thay đổi ở bên trong, kinh mạch sẽ mở rộng, cơ thể sẽ kiên cường và xương cốt cũng trở nên tinh kỳ hơn. Giai đoạn thứ hai chính là luyện cốt, còn được gọi là tu luyện phượng cốt. Tố chất con người tu luyện quyết định bởi thể chất. Thế nhưng thân thể khỏe mạnh thì phải quyết định bởi xương cốt, do xương cốt đả thông toàn thân, hóa thành một thân thể bất diệt. Mỗi lần tu luyện ra một khối phượng cốt, thân thể lại mạnh hơn một phần, chỉ có tu luyện 999 khối phượng cốt mới xem như đạt đến đại thừa của bất tử Phượng Hoàng Thân, có thể sống đến 9 vạn tuổi. Phong Phi Vân đã từng tu luyện ra 206 khối phượng cốt, thân thể đã mạnh đến mức kim cương không thể phá được, đến mức cả thủy hỏa cũng không thể xâm nhập. Trước đây nếu như hắn tu luyện ra 999 khối phượng cốt, đạt tới cảnh giới đại thừa thì dù cho tu vi của Thủy Nguyệt Đình coi như tinh thông cũng không có khả năng giết được hắn. Một khi tu luyện tới đại thừa của bất tử Phượng Hoàng Thân thì có thể cùng với Thánh Linh Viễn Cổ mà hô hào. Bây giờ Phong Phi Vân chỉ có thể bắt đầu tu luyện lại giai đoạn thứ nhất là hoán huyết. Hoán huyết lại chia làm 4 cấp độ. Bước đầu tiên chính là tách rời tạp chất ra khỏi huyết dịch, làm cho huyết dịch trở nên tinh khiết. Màu sắc của huyết dịch đạt tới xích hồng như hỏa thì mới coi như là hoàn thành bước đầu tiên. Một khi đạt đến bước này thì huyết mạch và kinh mạch trong cơ thể sẽ có được một sự cải thiện cực lớn, trong huyết dịch có thể tạo ra được linh khí từ đó mà thay đổi được thể chất. Cũng chính thức coi là lúc bắt đầu thoát khỏi cõi phàm, đạt đến của cảnh giới sơ kỳ của linh dẫn. Người tu tiên cũng cần phải phân định đẳng cấp, một khi lên đến đẳng cấp là có thể thành thánh, thành tiên. Linh dẫn kỳ chính là cảnh giới tu tiên thứ nhất, chia làm 3 tiểu cảnh giới là sơ kỳ,
trung kỳ, đỉnh phong. Cái gọi là linh dẫn chính là linh khí dẫn tử ở trong cơ thể của người phàm, chỉ cần tạo ra được linh dẫn thì có thể coi như là bước đầu phân biệt với người phàm, có sức mạnh nhất định. Tóm lại một câu nói, chỉ cần trong cơ thể có thể tạo ra linh dẫn, đạt được đến linh dẫn sơ kỳ thì Phong Phi Vân có thể thoát khỏi danh tiếng người ngu ngốc, so với cao thủ tu vũ bình thường thì cũng lợi hại hơn mấy phần. Cái này chẳng qua chỉ là linh dẫn sơ kỳ, còn linh dẫn trung kỳ, linh dẫn đỉnh phong thì sức mạnh càng thêm khó lường. Hơn nữa trên cảnh giới linh dẫn có cảnh giới được gọi là tiên căn. Cảnh giới tiên căn của tu sĩ cũng đã là bá chủ một phương. Phong Phi Vân đã tu luyện qua bất tử Phượng Hoàng Thân, bây giờ lại tu luyện lần nữa thì có vẻ quen việc dễ làm hơn, tốc độ huyết dịch trong cơ thể càng lúc càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, huyết dịch chuyển động một vòng quanh trong thân thể người thì cần 3 phút, mà lúc này huyết dịch trong thân thể Phong Phi Vân lại lưu thông với tốc độ nhanh, tăng lên một mảng lớn, chỉ cần 2 phút là có thể vận hành một vòng xoay quanh cơ thể. Tạp chất trong huyết dịch theo lỗ chân lông bị ép đi ra ngoài. Phong Phi Vân tu luyện 3 canh giờ, huyết dịch trong thân thể đã lưu chuyển được 180 vòng, trên mặt, cánh tay, da trên người cũng đều mang theo một màu đen của tạp chất. Bước đầu tiên của hoán huyết chính là phân đoạn đơn giản nhất, hẳn là có thể trong từ 3 đến 5 ngày là có thể tu luyện thành công. Phong Phi Vân dương mắt, suy đoán trong lòng. Lúc này, từng tia sáng ấm áp đang xuyên qua cửa sổ, thấm thoát mà đã là bình minh. Một đêm không ngủ thế nhưng Phong Phi Vân lại không có cảm giác buồn ngủ, dặn dò đầy tớ nấu nhiều nước nóng để rửa hết tạp chất trên người, có nha hoàn hầu hạ đổi lại một bộ trang phục màu trắng, tinh thần sung mãn như trước, sức lực khắp người. Lúc này đã có người chuẩn bị ổn thỏa một bữa ăn sáng thịnh soạn, một chén nước mật ngân nhĩ, một chén tổ yến hạt sen, một đĩa bánh bơ tuyết hoa, cộng thêm một đĩa thịt khai vị. Phong Phi Vân nhìn thức ăn trên bàn một chút rồi lắc đầu, nói. Lui ra, mang đến cho ta một cân bánh màn thầu, hai chén nước lọc. Bây giờ Phong Phi Vân đang ở giai đoạn ngưng luyện huyết dịch, ăn càng thanh đạm càng tốt, bánh bao với nước lọc đó chính là tốt nhất. Hai nha hoàn nói thầm trong bụng, tâm tư Phong thiếu gia ngày càng khó đoán ra, giống như là chúng ta vậy. Thế nhưng các nàng lại không dám làm trái ý hắn, liền vội vàng dọn hết thức ăn trên bàn rồi lui ra, sau đó bưng lên bánh bao cùng nước lọc. Cơm buổi trưa cũng như thế này mà chuẩn bị cho ta. Phong Phi Vân ăn ngay một cân bánh bao, uống nước lọc xong liền đến hòn non bộ cạnh cái ao ở Tây Việt, đứng một chỗ trống trải trên thạch đài, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Sau đó lại thu quyền. Đây là một chiêu thức mở đầu, hắn muốn thử một chút xem trình độ của bản thân đã cải thiện như thế nào. Kinh mạch mở rộng gấp đôi, coi như là đạt đến tài nghệ người thường. Cơ thể cũng lại 3 phần. Độ mạnh được tăng cường, một quyền đánh ra có thể mạnh gấp đôi so với trước đây. Mặc dù chỉ có tu luyện một đêm, nhưng sức chống đỡ của thân thể Phong Phi Vân bây giờ so với trước kia lại là một trời một vực, đây chính là chỗ lợi hại. Ở giới tu tiên đứng đầu tuyệt đối là phép luyện thể. Muốn cải thiện thể chất, tu luyện khí lực trở nên mạnh mẽ mà chỉ tu luyện bất tử Phượng Hoàng Thân là không đủ, chỉ có làm cho thân thể vượt qua muôn ngàn thử thách thì mới có khả năng ngày càng lớn mạnh. Đùng đùng. Phong Phi Vân bắt đầu chậm rãi đánh ra quyền pháp, bộ quyền pháp này cũng không thuộc về bất kỳ một phái tu luyện công pháp nào, chỉ là hắn dựa vào cảm ngộ thiên đạo của bản thân mà tổng kết ra một bộ quyền thuật luyện thân. Tổng cộng chỉ có 9 quyền, mỗi một quyền đều đại diện một loại đạo vận, mỗi một vị trí tu luyện ở trên thân thể đều phảng phất sức mạnh của toàn thân tập trung lại một chỗ mà đánh ra vậy, nước chảy mây trôi, ám hợp thiên đạo, làm cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp kỳ lạ. Thiếu gia hôm nay dường như không đi phong lưu khoái lạc mà lại đi luyện quyền pháp, thật là quá kỳ lạ. Quyền pháp này dường như không được lợi hại lắm, một chút sức lực cũng cô có, nhưng mà lại làm cho người ta không nói ra được vận luật. Thật là oái lạ, có lẽ quyền pháp thiếu gia đang luyện là thần quyền, cho dù bắt chước thế nào cũng cô bắt chước cái cảm giác của quyền pháp đó. Có người muốn học theo Phong Phi Vân đánh quyền, nhưng dù sao cũng cảm thấy không cách nào trôi chảy. Hơn nữa mỗi khi đánh ra một quyền thì toàn thân đau nhức, cuối cùng chỉ có thể thôi, không dám tiếp tục học nữa. 9 chiêu quyền pháp này của Phong Phi Vân đại diện cho 9 loại ý, nhìn thì vô cùng đơn giản, kỳ thực lại tinh diệu vô cùng, cho dù có người có thể bắt chước được quyền pháp, nhưng lại bắt chước không được cái ý trong đó, chỉ cần hơi có lệch lạc, đó chính tự hại thân mình. Phong Tùy Vũ đứng ở trên ban công một tòa nhà 6 tầng, nhìn Phong Phi Vân đang luyện quyền từ xa.
trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy trầm lạnh, một tay nắm một quyển sách, một tay nhẹ nhàng gõ lên lan can, tựa hồ đang trầm tư. Đại thiếu gia, không cần thiết phải lo lắng, Quyền Phong Phi Vân luyện vốn là trò khỉ, không có khả năng có thành tựu. Một gã gia nô xấu xí đứng sau lưng Phong Tùy Vũ cười lạnh nói. Phong Tùy Vũ lắc đầu, nghiêm nghị nói. Không bình thường, không bình thường, ta dường như cảm thấy hắn tựa hồ có chỗ nào trở nên không giống với lúc trước, nó làm cho ta có chút bất an. Kha kha, có muốn ta đi làm thịt hắn hay không, tránh cho đêm dài lắm mộng. Một gia nô khác nói. Phong Tùy Vũ hai mắt lạnh lẽo, trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi tưởng nghĩa phụ hoàn toàn buông bỏ hắn sao? Ngươi là một người rất khôn khéo, chỉ cần bị người tra được một chút dấu vết là chúng ta xong đời. Không phải vạn bất đắc dĩ, không động được Phong Phi Vân, lại nói bên cạnh hắn còn có một lưu quản gia, tu vi người này sâu cô thể lường, có hắn thủ hộ bên cạnh Phong Phi Vân, ví như là ta tự mình xuất thủ thì chỉ sợ cũng chẳng được lợi ích gì. Một tên gia nô nói, đại thiếu gia đã tu luyện đến tầng 3 của đại phong kình. Tu vi đạt đến linh dẫn đỉnh phong, hoàn toàn có thể một người chiến với mười mấy tên võ học cường giả, chẳng lẽ còn đánh không lại một tên lưu lão đầu. Đại Phong Kình chính là một quyển tu tiên điển tịch không trọn vẹn, chính Phong Vạn Bằng truyền thụ cho Phong Tùy Vũ, thiên tư Phong Tùy Vũ không tầm thường, chỉ có tu luyện mấy năm, tựu đã đạt đến tầng thứ ba, được Phong Vạn Bằng khen ngợi qua mấy lần. Phong Vạn Bằng tu luyện gần 30 năm, cũng là tu luyện tầng thứ năm của Đại Phong Kình. Trở thành cường giả hùng bá một phương, Phong Tùy Vũ chỉ có tu luyện mấy năm thì đến được tầng thứ ba, thiên phú so với Phong Vạn Bằng thì chỉ có hơn chứ cô kém. Đừng quá xem thường lưu quản gia, lão này tu vi không dưới nghĩa phụ. Phong Tùy Vũ là người làm việc cẩn thận, tâm tư kín đáo, cho nên hắn cơ hồ cho tới bây giờ cũng không có phạm sai lầm, nhíu mày, nói. Phong Phi Vân là từ tối hôm qua bắt đầu phát sinh thay đổi, ngày hôm qua hắn và người nào tiếp xúc qua. Tên nô gia suy nghĩ một lát, đột nhiên giật mình, nói. Tiểu nương tử La Gia, La Ngọc Nhi, nghe nói ngày hôm qua còn xảy ra một quái sự, Phong thiếu gia vậy mà mời vương đại phu của Cổ Thiện Đường trị thương cho La Lão Hán, hơn nữa kỳ thích lại là không có ra tay đối với La Tiểu Thư. Có phải là La Ngọc Nhi cảm hóa Phong thiếu gia hay không, khuyên hắn lãng tử hồi đầu. Bị nữ nhân cảm hóa, lãng tử hồi đầu, La Ngọc Nhi. Phong Tùy Vũ nhẹ nhàng niệm một câu. Tiện đà nói. Có ý tứ, có ý tứ. Người đi tìm Ngô lão đại, chuyện này giao ngay cho hắn làm được rồi. Phong Phi Vân lại học được thương hoa tiếc ngọc, vậy chúng ta tìm một tên không thương hoa tiếc ngọc. Ha ha, La Ngọc Nhi nếu là gặp được Ngô lão đại kia thật đúng là vùi hoa dập liễu. Kha kha, tên gia nô cười dâm tà, trong lòng hiểu rất rõ Ngô lão đại, La Ngọc Nhi tiểu nương tử, lần này chạy trời không khỏi nắng. Kha kha. Muốn lãng tử hồi đầu cô dễ dàng như vậy. Phong Tùy Vũ thu hồi ánh mắt, đem cuốn sách trong tay lật sang trang mới và bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Trên mặt bìa sách viết to ba chữ Kim Bình Mai. Ba ngày tiếp đến, một người phóng đảng như Phong thiếu gia hầu như chưa đi ra Phong phủ đại môn, ban ngày đi theo sát quân sư học tập binh pháp, đêm xuống thì tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Hôm nay Phong thiếu gia giống như thay đổi một người khác. Rất nhiều gia nô cùng nha hoàn cũng đoán không ra là chuyện gì xảy ra. Trải qua 3 ngày tu luyện, huyết khí trong thân thể Phong Phi Vân trở nên vô cùng tràn đầy, huyết dịch xích hồng như lửa, máu lưu thông tốc độ nhanh hơn, thân thể cường tráng so với trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Một tia linh khí màu trắng sinh ra ở trong huyết dịch, chảy vào trong đan điền, sinh sôi không ngừng, giống như nước trong một con sông nhỏ từng giọt rót vào trong biển rộng vậy. Đây chính là linh dẫn. Rốt cục đã luyện thành công hoán tuyết tầng thứ nhất, tạo ra linh dẫn, hiện tại coi như là đạt đến linh dẫn sơ kỳ. Hoán huyết tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất, huyết dịch tinh thuần, xích hồng như lửa. Tầng thứ hai, huyết dịch sôi trào, đen như mực. Tầng thứ ba, huyết dịch linh động, kim quang bắn ra 4 phía. Tầng thứ tư, huyết dịch phản phát quy chân, lần nữa biến thành tứ sắc. Màu sắc của huyết dịch sinh ra 4 lần biến hóa, xích hồng, đen như mực, kim sắc và tứ sắc. Phong Phi Vân hiện tại là tầng thứ nhất, huyết dịch tinh khiết cao, biến thành xích hồng sắc. Trong thân thể tạo ra linh khí, Phong Phi Vân lập tức sử dụng một tia linh khí để kích hoạt một linh chu trong lòng bàn tay phải.
nhưng lại làm hắn thất vọng chính là lòng bàn tay kia hình ảnh một con thuyền nhàn nhạt một tia phản ứng cũng không có, linh khí chảy vào lòng bàn tay giống như đá chìm xuống biển, một điểm rung động cũng không có. Xem ra muốn đem một linh chu kích hoạt, cần phải có một lượng linh khí khổng lồ, thánh linh khí mãnh quả nhiên không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Phong Phi Vân cũng không nổi giận, nếu là một tia linh khí mà có thể nắm trong tay thánh linh khí mãnh, đó mới là không bình thường. Dù sao cũng phải nói, lần nữa bước vào con đường tu tiên, tâm tình Phong Phi Vân thật tốt, một luồng ánh sáng màu trắng hiện giữa các ngón tay, một chỉ ra, nhất thời đem vách tường thủng một lỗ thủng nhỏ. Bành! Phong Phi Vân trực tiếp dùng bàn tay bóp nát một chén trà sứ trắng, biến thành phấn vụn màu trắng. Hiện tại mặc dù mới đạt tới cảnh giới linh dẫn sơ kỳ, nhưng là luận chiến lực hoàn toàn có thể cùng tu vũ cao thủ so sánh, thậm chí mạnh hơn một phần. Ha ha, Phong Bình, đã nấu nước tắm chưa? Phong Phi Vân mở cửa phòng, hướng về phía gia nô ở phía ngoài canh giữ kêu lên. Cũng sớm đã chuẩn bị xong, Tiểu Lan, Tiểu Thanh, mau hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay quần áo. Cái tên gia nô gọi là Phong Bình luôn miệng thúc giục, tiện đà vừa cười hì hì hỏi. Thiếu gia, hôm nay chuyện gì cao hứng như thế a? Hai nha hoàn đã đem nước nóng rót vào trong thùng gỗ, vẩy vào một rổ cánh hoa màu đỏ, xương trắng bốc hơi, hơi nóng tỏa ra. Cái này cô đến lượt ngươi quản, đợi cùng thiếu gia ta đi ra ngoài một chuyến, ta muốn đi mua một binh khí thượng hạng, ở Linh Châu thành cửa hàng binh khí nào mới có thể mua được thần binh lợi khí thượng hạng. Phong Phi Vân hiện tại đạt đến linh dẫn sơ kỳ, sức mạnh cánh tay chừng mấy trăm cân. Nhưng nếu thật cùng người giao thủ thì một món binh khí thượng hạng cũng có thể gia tăng không ít chiến lực. Hắn cũng không gửi hy vọng ở Linh Châu Thành có thể mua được binh khí cấp bậc linh khí, nhưng nếu mà có thể mua được một bảo binh, như vậy cũng đủ cho bây giờ hắn sử dụng. Phong Bình vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, mấy ngày qua hắn và Phong An hai cẩu nô tài đúng là bứt rứt lắm rồi, Phong thiếu gia không ra phủ, hai người bọn họ cũng không dám xuất phủ. Hôm nay Phong thiếu gia cuối cùng là có hứng rồi. Bọn họ lại có thể lần nữa đi theo Phong thiếu gia phía sau, cáo mượn oai hùng, tác uy tác phúc. Có thể làm nô tài cho Phong thiếu gia, đó cũng là một việc có thể diện. Hồi bẩm thiếu gia, trong Linh Châu thành cửa hàng binh khí cỡ lớn tổng cộng có 3 nơi, nhưng là muốn mua được thần binh lợi khí tốt nhất, sợ là chỉ có Ngân Câu Phường. Phong Bình nói, vì cái gì chỉ có Ngân Câu Phường mới có thần binh lợi khí tốt nhất? Phong Phi Vân thoải mái gục ở trong thùng tắm. Có nha hoàn đang giúp hắn đấm lưng. Ngân Câu Phường lớn vô cùng, làm ăn buôn bán thì cực lớn, chính là sản nghiệp của gia tộc Ngân Câu, một trong 4 đại gia tộc của Vương Triều Thần Tấn, cả Vương Triều Thần Tấn chừng trên vạn chi nhánh, trải rộng mỗi một tòa cổ thành. Chỉ là có tiền, ngay cả linh khí cũng có thể mua được. Thật là lợi hại, linh khí cũng lấy ra bán, xem ra gia tộc Ngân Câu thật không đơn giản a. Linh khí ở đất nước loài người tuyệt đối là đồ vật hiếm thấy. Coi như là linh khí phẩm cấp thấp nhất, cũng cực kỳ hiếm thấy, giá trị vượt quá 10 tòa thành trì. Linh khí chính là bảo vật thông linh, vượt qua phàm tục, có thể sinh ra linh tính, không thể so sánh như một bảo vật bình thường. Tứ đại gia tộc không có một nhà nào là đơn giản, hầu như đều nắm giữ lấy một nửa quyền thế cùng tài phú của Vương Triều Thần Mục, quả thực là 4 con quái vật lớn. Được, phải đi Ngân Câu Phường. Phong Phi Vân nói. Phong Phi Vân năm nay mới 14. Chính là thiếu niên phong lưu, hôm nay mặc một trường bào tím vàng, búi tóc buộc ở sau ót, trong tay còn nắm lấy một thanh quạt giấy, lộ ra vẻ tuấn lãng trước nay chưa từng có. Phong Phi Vân vốn là lớn lên thanh tú, như là một tiểu thư sinh, hôm nay tu luyện bất tử phượng hoàng thân, khí chất cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, lộ ra tư thế oai hùng rạng rỡ, trong mơ hồ còn lộ ra một luồng khí thế phong lưu hào hiệp. Ngay cả hai tên nô tài Phong Bình cùng Phong An nhìn thấy Phong Phi Vân sau cũng là sửng sốt một hồi lâu, dường như không nhận ra tính cách thường ngày của hắn. Đi thôi, ta sẽ đi Ngân Câu Phường ngay bây giờ, hai người các ngươi sững sờ cái gì, còn không mau dẫn đường đi. Phong Phi Vân quát lớn một tiếng. Hai tên nô tài mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng dẫn đường. Ngân Câu Phường ở khu vực phồn hoa thành nam của Linh Châu Thành, kiến trúc cao đến 7 tầng, gạch xây gỗ tạo. Chạm chỗ Long Phượng nghiễm nhiên trở thành một trong những dấu hiệu nhận biết của Linh Châu Thành. Trong Ngân Câu Phường không chỉ có bán binh khí, một ít dị bảo, đan dược, hộ giáp, v.v. phàm là có liên quan đến tu luyện thì ở chỗ này đều có bán, chẳng qua là rất nhiều thứ cũng không phải người bình thường có thể mua được.
Ai ra, đây không phải là Phong thiếu gia sao, hôm nay ngọn gió nào đem vị tôn đại thần thổi tới vậy? Mau mời vào, mau mời vào. Trịnh Đông Lưu chính là chủ sự của Ngân Câu Phường, tuổi đã hơn lục tuần, quen biết bao người, đôi mắt kia tương đối sắc bén, liếc mắt đã nhận ra ngay Phong Phi Vân. Đôi mắt Trịnh Đông Lưu mặc dù không được gọi là hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng là đôi mắt biết nhìn người, lão luyện thâm trầm, nhạy cảm giống như là con mắt chim ưng. Phong Phi Vân là lần đầu tiên tới Ngân Câu Phường, nhưng mà cha của vị này là Thái Tuế ở Linh Châu Thành, cũng sớm đã ghi vào trong sổ sách của hắn, đây cũng là một vị đại kim chủ, cần tiếp đãi đặc biệt. Phong Phi Vân nắm cây quạt trong tay, phong độ nhanh nhẹn đi vào Ngân Câu Phường, cười nói. Ngân Câu Phường quả nhiên danh bất hư truyền, bổn thiếu gia còn là lần đầu tiên đến mà vị chủ sự này đã nhận biết ta. Ở Linh Châu Thành người nào nếu không nhận biết Phong thiếu gia người, như vậy làm ăn nhất định là đi xuống. Trịnh Đông Lưu mời Phong Phi Vân đến nội đường, đã chuẩn bị một bình trà ngon, lộ ra vẻ phá lệ quen thuộc. Phong Phi Vân cũng không khách khí, chính là ngồi xuống, cười nói. Chủ sự tiên sinh nói quá, những người khác có lẽ kinh doanh đi xuống, nhưng mà Ngân Câu Phường thì tuyệt đối không ở trong nhóm này. Thế hệ trước sau lưng Ngân Câu Phường chính là gia tộc Ngân Câu, với tư cách là một trong bốn đại gia tộc của Vương Triều Thần Tấn thì người bình thường không thể nào mà đắc tội được. Phong Phi Vân dĩ nhiên là không ngu đến nỗi đụng chạm đến gia tộc Ngân Câu, ít nhất thì bây giờ hắn còn chưa có thực lực đó. Từ khi Phong Phi Vân theo vào cửa thì Trịnh Đông Lưu liền quan sát vị nhị thiếu gia trong truyền thuyết của Linh Châu Thành, nhưng là ấn tượng Phong Phi Vân mang đến hắn so với trong tưởng tượng của hắn thì hoàn toàn khác nhau. Vị Phong thiếu gia này hình như cũng không phải là người ngu ngốc. Trịnh Đông Lưu cười ha hả, dò hỏi. Nhưng mà Phong thiếu gia nếu không có chuyện gì thì sẽ không lên điện Tam Bảo đâu, vậy thì người đến Ngân Câu Phường không biết muốn mua những thứ gì. Binh khí, nghe nói Ngân Câu Phường các người bán thần binh lợi khí tốt nhất. Phong Phi Vân nói. Trịnh Đông Lưu nói. Binh khí phân 28 loại, kiếm, đao, khâu, móc câu, thương, không biết Phong thiếu gia muốn mua loại nào. Đao. Phong Phi Vân nói. Đao lại phân thành 34 chủng loại. Trảm mã đao, liễu diệp đao, phác đao, nhạn linh đao, đại hoàn đao, hổ nha đao, không biết Phong thiếu gia muốn loại nào. Trịnh Đông Lưu hiển nhiên là một thương nhân khôn khéo, đối với bất kỳ thương phẩm nào cũng cực kỳ quen thuộc, nếu không cũng không làm được chủ sự chi nhánh Ngân Câu Phường. Trọng đao. Phong Phi Vân nói. Trịnh Đông Lưu trong lòng kinh ngạc, vị Phong thiếu gia này thấy thế nào cũng giống như người tay trói gà không chặt, trọng đao hắn cầm lên được sao? Mặc dù nghi vấn đầy bụng, nhưng mà Trịnh Đông Lưu cũng là một thương nhân khôn khéo tự nhiên hiểu được nên hắn cũng không có đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Trọng đao, nhẹ nhất đều là 8-90 cân, lại chia làm 3 loại cấp bậc, tinh thiết đao, bảo đao, linh đao. Tin tưởng là loại cấp bậc binh khí tinh thiết đao này với ánh mắt tinh tường của Phong thiếu gia cũng là coi thường. Hôm nay Ngân Câu Phường tổng cộng có 2 thanh bảo đao thượng hạng rất nặng, có thể cho Phong thiếu gia lựa chọn. Trịnh Đông Lưu nói, binh khí phân 3 cấp bậc, binh khí, bảo khí, linh khí. Thượng hạng binh khí cũng là tinh thiết chế tạo, có thể một đao đem thiết đỉnh bổ ra, mà không tổn thương lưỡi đao. Nhưng là bảo khí cấp thấp nhất cũng có thể dễ dàng chặt đứt binh khí cao cấp nhất, cứng rắn vô cùng, chính là cùng với một ít loại kim loại đặc thù chế thành, hết sức quý báu. Về phần linh khí trên thì càng thêm hiếm, mỗi một vật cũng là thần khí uy lực kinh thiên động địa. Coi như cầm 10 thành chỉ để đổi cũng không người nào nguyện ý đổi. Bây giờ ở Linh Châu Thành một linh khí cũng không có, binh khí cấp bậc linh khí thì chỉ có thể ở Ngân Câu Phường mới có thể mua được. Trịnh Đông Lưu dẫn Phong Phi Vân đi đến tầng thứ 5 ở Ngân Câu Phường. Càng đến phía trên, binh khí phẩm chất càng cao, thủ vệ cũng càng nghiêm ngặt. Đệ nhất chuôi trọng đao cấp bậc bảo khí, được 2 hộ vệ cho mang tới, toàn thân tối đen, thân đao dài chừng 2 thước, lưỡi đao chiều rộng như cánh cửa. Lưỡi đao dày đều khoảng nửa trường tay, phía trên có khắc thú văn, tản ra một cỗ hàn khí, giống như hàn băng đánh lên thành chiến đao vậy. Đây mới thực là hàn khí, làm người không nhịn được dùng mình. Chuôi bảo đao này tên là Man Nha, nặng 342 cân, chính là huyền thiết ở dưới biển sâu chế tạo nên, đao phong băng hàn, một đao chém đứt cổ người, có thể trong nháy mắt đông cứng máu người, vì vậy sau khi giết người, trên thân đao cũng không hề dính máu. Trịnh Đông Lưu đem một đấu nước, trực tiếp đổ xuống trên thân đao, nhất thời phát ra thanh âm suy suy,
nước còn không có rơi xuống thân đao, đã bị đóng lại thành một tầng băng. Chuôi đao này giá bán là 3.000 mai kim tệ. Một mai kim tệ thì bằng 100 mai ngân tệ bằng 1 vạn mai tiền đồng. Một kim tệ cũng đã đủ một gia đình người bình thường sống một năm, bởi vậy có thể thấy được 3.000 mai kim tệ tuyệt đối là một khoản tiền lớn, ở trong mắt người bình thường chính là một tài sản kếch xù. Hảo đao! Phong Phi Vân vỗ tay khen, tiện đà lại là lắc đầu, nói. Chỉ tiếc là đao này thật sự quá lớn, có hay không thân đao nhỏ hơn một chút. Phong Phi Vân cũng không đề cập tới giá tiền, rất hiển nhiên 3.000 mai kim tệ đối với hắn mà nói căn bản không có áp lực. Có. Trịnh Đông Lưu dặn dò người đem chuôi bảo đao thứ hai mang lên. Chuôi đao thứ hai có lẽ chỉ dài có 3 thước, thân đao có thể rộng như mu bàn tay vậy, bày biện ra xích hồng sắc thái, phong cách cổ xưa, lấy tay sờ ở trên thân đao còn có một luồng cảm giác ấm áp. Trên thân đao lộ ra vẻ chất phác tự nhiên, lưỡi đao có vẻ hơi thô ráp, còn có một lỗ hổng, bảo đao này một chút tinh xảo cũng không có. Trịnh Đông Lưu thở dài, nói. Chuôi đao này tên là xích long, chất liệu tương đối đặc thù, trải qua giám định thế nhưng bên trong ẩn chứa 9 loại khoáng sắt hiếm thấy, mặc dù chiều dài cũng là 3 thước, nhưng lại nặng đạt 240 cân, quả thực làm người kinh ngạc. Sau khi thấy chuôi đao này, trong đôi mắt Phong Phi Vân hiện lên một vẻ khác thường, lập tức đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên thân đao, trong lòng mừng rỡ, căn cứ trực giác của hắn, chuôi đao này mặc dù trông vẻ ngoài kém một chút, nhưng mà uy lực tuyệt đối ở trên một thanh đao thì gấp 10 lần trở lên. Hắn có thể cảm giác được linh khí hình như đang chuyển động trong đao, loại cảm giác như vậy hết sức tinh xảo, trừ hắn ra, những người khác sợ rằng đều không thể nhận thấy được một tia linh khí nào. Đây là một thanh đao cấp bậc linh khí, chỉ có điều thân đao bị gãy, toàn bộ linh khí bên trong hình như thoát ra ngoài hết, cho nên mới không có người nào có thể biết được nó đã từng là linh khí. Ngón tay của Phong Phi Vân mò tới nơi gãy đoạn, trong lòng đã có quyết định. Mặc dù là một thanh linh khí gãy đoạn, nhưng mà uy lực của nó cũng không có bảo khí bình thường nào có thể so sánh được. Phong Phi Vân im lặng, giấu vẻ mặt rồi thu tay về, gật đầu, nói. Chuôi đao này hợp ý ta, Trịnh chủ sự, đao bán thế nào? 5.000 mai kim tệ. Trịnh Đông Lưu dĩ nhiên cũng biết chuôi này là đao bất phàm, nhưng hắn cũng không biết vì sao bất phàm, sở dĩ sau khi báo ra cái giá tiền này, trong lòng vẫn là bồn chồn, khóe mắt khẽ liếc về Phong Phi Vân. Đoạn đao này vốn là linh khí tàn binh, giá trị tuyệt đối vượt qua 5 vạn kim tệ, trong lòng Phong Phi Vân cười thầm Trịnh Đông Lưu không biết hàng, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ chần chờ, nhíu mày nói. Trịnh chủ sự, người đây là chặt giá ta à? 5.000 mai kim tệ cũng đủ vốn để thiếu gia chơi 5.000 mỹ nhân đứng đầu, một thanh phá đao trị giá 5.000 kim tệ, đây không phải là cướp à hát. Trịnh Đông Lưu cười nói. Phong thiếu gia cảm thấy bao nhiêu mới thích hợp? 3.000 mai kim tệ. Phong Phi Vân nói. Được, cứ định như vậy. Trịnh Đông Lưu giống như sợ Phong Phi Vân bỏ đi vậy, một tiếng liền đồng ý, trên mặt đều cười lên như hoa, 3.000 mai kim tệ đã so với dự đoán của hắn cao hơn gấp đôi. Thấy Trịnh Đông Lưu đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng Phong Phi Vân thầm than, xem ra chính mình cho giá tiền quá cao, nhưng mà 3.000 mai kim tệ mua một thanh đoạn đao cấp bậc linh khí, Phong Phi Vân đã là được lợi lớn. Trịnh Đông Lưu cũng là so với Phong Phi Vân cười vui mừng hơn, còn riêng biếu tặng một bộ tinh thiết vỏ đao, hoa văn điêu khắc hoa lệ, lộ ra vẻ tương đối quý giá. Phong thiếu gia, đao này có cần ta phái người đưa đến chỗ ở của ngươi? Xích long bảo đao nặng đạt 240 cân, Trịnh Đông Lưu tự nhiên nghĩ rằng Phong Phi Vân cầm không nổi, cho nên mới hỏi lời này. Không cần. Sau khi Phong Phi Vân đem kim phiếu thanh toán, đưa tay ôm xích hồng bảo đao trong tay cầm đi, sau đó liền trực tiếp xoay người xuống lầu. Trịnh Đông Lưu khiếp sợ theo dõi hắn đi xuống lầu thang, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bà lẩm bẩm. Chuyện lạ, người ngu ngốc trong truyền thuyết dĩ nhiên là một cao thủ. Có ý tứ, xem ra phải lập tức đem tin tức kia bán cho Phong Tùy Vũ, tất nhiên có thể bán ra một cái giá tốt. Thiếu gia, đây chính là bảo đao người mua. Hai tên nô tài ở ngoài ngân câu phường, thấy Phong Phi Vân từ bên trong đi ra, chính là tiến lên đón. Một thanh đoạn đao mà thôi, không có gì đẹp mắt. Phong Phi Vân gật đầu cười, liền được dẫn đi ra ngoài. Phong Bình cùng Phong An từ phía sau vội vàng lao lên đuổi theo, vừa hỏi. Thiếu gia, chúng ta đây là đi đâu? Uống trà.
Trà lâu tốt nhất Linh Châu Thành là Trúc Tiêm Các, cửa hiệu trà lâu lâu đời nhất là Tịnh Thủy Thai, thiếu gia ngươi muốn đi nhà nào? Phong Phi Vân cười mà không nói, bước nhanh xuyên qua trên đường cổ, coi như ôm một thanh đao nặng 240 cân, như cũ bước đi như bay, thực là làm cho hai người ở phía sau chạy theo mệt mỏi thở không ra hơi. Hôm nay Tu Vi đã đạt đến linh dẫn sơ kỳ, trong đan điền tạo ra một luồng linh khí trường hà, coi như là bước đầu đạp vào cánh cửa tu tiên, tâm tình của Phong Phi Vân cảm thấy tốt nhất từ trước tới giờ. Xuyên qua ba đường đại lộ, Phong Phi Vân lúc này mới ở một đầu ngõ vắng vẻ dừng bước. Đầu ngõ kia mở một quán trà cũ kỹ lộ thiên, cái nóc quán trà đắp cỏ tranh, phía dưới đắp 5 cái bàn cũ kỹ, trong đó một cái bàn bên cạnh còn trương tấm ván gỗ đứng thẳng, phía trên dùng than củi siêu siêu vẹo vẹo viết một chữ trà. Phong Bình cùng Phong An thở hổn hển đuổi theo, đứng ở phía sau Phong Phi Vân, nhìn quán trà đầu ngõ cách đó không xa, đều là lộ ra thần sắc chợt hiểu ra. Thiếu gia đến vốn không phải là uống trà, mà là tiểu nương tử La gia. Phong Bình nở nụ cười gian xảo. Lần trước thiếu gia mềm lòng buông tha nàng, lần này nàng chạy trời không khỏi nắng, kha kha. Phong An cười đến càng thêm nhộn nhạo. Quán trà đó chính là nơi mà La Ngọc Nhi cùng La Lão Hán kinh doanh. Phong Phi Vân hiện tại tự nhiên không phải là ác thiếu lấn nam bá nữ, càng sẽ không đối với La Ngọc Nhi thi bạo, hắn chỉ là muốn đến xem thương thế La Lão Hán, dù sao lão nhân này cùng cháu gái lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, lại bị nô gia của mình đả thương, mình cũng phải có trách nhiệm. Cho bọn họ một ít tiền tài, cũng có thể làm cho cuộc sống của bọn họ khá hơn một chút. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trong quán trà, tiểu nương tử La gia đang pha trà, thân thể yêu kiều, đình đình lập ngọc, giống như một tiểu muội muội hàng xóm. Gió nhu hòa thổi tới, làm dây cột tóc lam sắc trên đầu nàng rơi xuống, thanh thi tán lạc, như là thác nước. Gió cũng đem hơi nước nóng hổi thổi đi, hương trà bay khắp đường cổ. Trong quán trà, lửa củi ở trong lò lô sáng ngời tỏa ra ấm áp. Trên ba bếp lò là 5 cái bình trà đã nấu sôi, toát ra từng sợi khói màu trắng, mang theo hương trà nồng đậm. La Ngọc Nhi vóc người vốn nhỏ, cũng chỉ cao hơn một đoạn so với bếp lò, eo buộc một tạp dề rách, kéo ống tay áo, lộ ra hai cái cánh tay nhỏ nhắn trắng như ngọc, một bên bận việc, một bên cùng khách nhân đang uống trà chào hỏi. Tiểu nha đầu này làm việc tương đối siêng năng, sợi tóc trên trán toát ra vô số mồ hôi hột, một khuôn mặt dễ thương đỏ hồng ở ngay cạnh lò lửa. Tiểu Ngọc Nhi, Lưu Đại Bá muốn 2 chén mao tiêm, làm sao còn chưa nấu xong? La Lão Hán thu thập chén trà trên bàn, một bên thúc giục. La Lão Hán trên trán còn bọc thuốc bố thật dày, nhưng là vì cuộc sống, cũng phải là nhận đau tiếp tục làm việc. Tới đây, hai chén mao tiêm nóng hổi đây. La Ngọc Nhi bưng hai chén trà nóng đi qua, nóng đến ngón tay đỏ lên, ngắt lỗ tai một cái, liền đi lại bên cạnh bếp lò tiếp tục làm việc. Ngọc Nhi tiểu lão bản nương, tính tiền đi, bao nhiêu tiền? Có người trêu chọc nói. 2 đồng tiền, thả lên bàn bên cạnh đi. Ra ra ơi lấy tiền. La Ngọc Nhi mặc dù bận rộn không kịp tay, nhưng là trên mặt luôn treo nụ cười, giống như vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi vậy. Phong Phi Vân lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt kìm lòng không nổi lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi đi tới trong quán trà, ở trong đó một cái bàn trên ngồi xuống, kêu lên. Ngọc Nhi tiểu lão bản nương, cho một chén thô trà lạnh. Được, một chén thô. Giọng nói của La Ngọc Nhi đột nhiên ngừng lại, mạnh mẽ xoay người lại, thấy ngồi ở trên bàn là Phong Phi Vân, nàng không nhịn được run run một chút, bình trà thổ đào trong tay cũng rơi trên mặt đất, bể tan tành từng mảnh. Tại sao lại là tên đại ác nhân này? Những người kia tới trong quán trà uống trà cũng là đem ánh mắt chăm chú vào trên người Phong Phi Vân, cả đám đều thật giống như thấy được ôn thần vậy. Trời ơi, mới yên bình được 2 ngày, Phong thiếu gia lại đi ra ngoài làm ác rồi. Đi mau, đi mau. Tất cả mọi người vô cùng sợ hãi, liền trà cũng không uống, bỏ chạy không còn một mống, lúc trước quán trà còn náo nhiệt nhất thời vắng lạnh xuống. Chỉ còn lại có La Lão Hán Lục Thần vô chủ cùng La Ngọc Nhi khiếp sợ, bọn họ đều là kinh ngạc nhìn vào Phong Phi Vân, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngoá kiếp, tại sao lại hoảng sợ, còn không mau dâng trà cho thiếu gia nhà chúng ta, có tin lão tử hủy đi cái lều nát này hay không? Phong Bình đứng ở phía sau Phong Phi Vân, mang hung quang trên mặt, thanh âm quát như là sấm sét vậy. Phong An cũng săn ống tay áo, bộ dáng muốn động thủ đánh người. La Ngọc Nhi cắn môi,
ánh mắt nháy một chút, bộ dáng thật là đáng thương, cầu khẩn nói. Phong thiếu gia, van xin người ngàn vạn lần đừng hủy đi quán trà, đây cũng là nguồn sống duy nhất của nhà ta, nếu không ta cùng gia gia sợ là đều sẽ bị chết đói. Phong Phi Vân nhìn nàng với bộ dáng tội nghiệp, trong lòng tựu rất vui mừng, cười nói. Ta muốn uống trà cô nấu, một chén trà, một kim tệ, làm ăn này cô có làm hay không? Một chén trà một kim tệ. La Ngọc Nhi mở to hai mắt giống như hai quả nho đen tuyền, rất hiển nhiên không tin lời của Phong Phi Vân. Một kim tệ đối với nàng mà nói là một bước trở thành đại tài phú, có thể đủ cho nàng cùng gia gia dùng trong một năm. Phong Phi Vân mang nụ cười trên mặt, từ trong túi áo lấy ra một nắm tiền ánh vàng rực rỡ, có chừng hơn 10 mai đồng tiền, mỗi một mai đều nặng đến một hoặc hai cân. Dầm! Phong Phi Vân trực tiếp đem tiền vẩy vào trên mặt bàn, nói lại lần nữa. Chỉ cần là cô đích thân nấu trà, một chén trà, một kim tệ. La Ngọc Nhi tò mò đánh giá Phong Phi Vân, người này rốt cuộc ở đây có ý gì? Cuối cùng ánh mắt của nàng lại rơi vào tiền trên bàn, khẽ dừng một chút, mới nói. Ngươi không được đổi ý, còn nữa ngươi không được khi dễ ta, cũng không có được khi dễ ông nội của ta. Nếu là cô nói điều kiện với ta, có tin bây giờ ta đem cô đi ức hiếp hay không? Phong Phi Vân trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, một đôi tay nhẹ nhàng chà sát, cố ý hù dọa tiểu nha đầu này. La lão hán mặt biến sắc, sợ La Ngọc Nhi chọc giận Phong Phi Vân, vội vàng nói. Ngọc Nhi, Phong thiếu gia là người có thể đắc tội sao? Nha đầu chết tiệt này, còn không mau đi pha trà. La Ngọc Nhi sợ hết hồn, trong đầu hồi tưởng lại đêm hôm đó, nắm hai tay nàng đau quá, kìm lòng không được liền che che trước ngực, có một loại cảm giác không rét mà run, vội vàng đến bên cạnh bếp lò pha trà, không dám nói thêm một câu nữa, La lão hán thì đi tới. Không ngừng cùng Phong Phi Vân xin lỗi. Phong Phi Vân hiển nhiên là không có muốn chọc giận nàng thật, chỉ là muốn trêu chọc nàng chơi thôi, điều này cũng do tính cách phóng đãng của Phong thiếu gia đã từng phong lưu ảnh hưởng. La lão hán, phí đất tháng này bao lâu mới nộp đây? Phía ngoài quán trà truyền tới một thanh âm trầm lãnh. Phong Phi Vân vẫn như cũ ngồi ở bàn trà, khóe mắt khẽ nhìn thoáng, chỉ thấy phía ngoài quán trà giờ phút này đã có 5, 6 người đàn ông đang đứng. Đeo ám hồng sắc đai lưng, cả đám đều không có hảo ý, ánh mắt như là chim ưng. Trong đó một người đứng ở phía trước nhất hơi lộ vẻ cao lớn, da ngăm đen, da thịt chắc nịch, tràn đầy lực bộc phát, một quyền là có thể đánh nát đầu người. Đây chính là tổ chức du côn đứng đầu Linh Châu Thành, đầu sỏ ưng chảo bang là Ngô Lão Đại. Trong lòng bàn tay hắn nắm một cây xích sắt thô như cánh tay vậy, xích sắt dài khoảng 3 thước, một đầu kia của xích sắt có dắt theo một con hung sư. Hình thể tựu như là một con voi bình thường, lực công kích hết sức kinh người. Con hung sư cái bên cạnh hắn có 4 chân đều thô như cột trụ vậy, hai mắt đỏ ngầu như là hai ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, một đầu đánh tới, có thể đụng nát một thành tường cao 5 trượng. Đây là một con xích mục tinh kim thú, chính là Ngô lão đại dùng một lượng tiền lớn từ ngự thú trai mua được, hắn chỉ cần nắm một con cự thú ở Linh Châu Thành đi một vòng, các ông chủ của cửa hàng đều chỉ có thể biết điều một chút giao ra phí đất. Ngô lão đại túi tiền tự nhiên cũng là khua lên. Lắc cắc, xích mục tinh kim thú ngửa đầu hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội chấn động nửa Linh Châu Thành, làm cho mặt đất hơi bị rung động, những chén trà trong quán trà cũng làm cho bị vỡ nát hai cái. Nghe được tiếng kêu xích mục tinh kim thú, tất cả mọi người đều biết là Ngô lão đại đến, trên đường phố người đi đường rối rít cũng thối lui rất xa, dĩ nhiên cũng có người lớn mật len lén ngắm nhìn, trong lòng thật là tò mò. Không chỉ là thu phí đất mà Ngô lão đại lại tự thân xuất mã, thật là không bình thường a. La lão hán nhất thời trong lòng phát khổ, hôm nay là thế nào mà mang cả hai tên đại ác bá ở Linh Châu đến đây, ác thiếu khó dây nhất cũng cho gặp được, năm lưu bất lợi a. La lão hán từ trong quán trà lảo đảo chạy ra ngoài, từ trong lòng ngực đem một túi tiền móc ra, cung kính đưa cho Ngô lão đại, cười nói. Đã sớm chuẩn bị xong, đã sớm chuẩn bị xong, 300 tiền đồng. Không thiếu một đồng, không kém một đồng. La lão hán liếc mắt một cái xích mục tinh kim thú hung mãnh, không nhịn được cả người đều trở nên run rẩy, miệng tựa hồ có thể một ngụm nuốt sống lão. Làm lão phát ra sợ hãi từ nội tâm, cả người toát ra hàn khí, không nhịn được, tập tễnh lui về phía sau 2 bước. Ngô lão đại nhận lấy túi tiền, ném mấy trăm tiền đồng bên trong rớt trên mặt đất, tiền đồng rơi xuống đất, phát ra âm thanh lắc cắc. Làm sao lại ít như vậy? La lão hán,
Ngươi ăn tim gấu gan báo hử, dùng chút tiền lẻ đã nghĩ là có thể đuổi Ngô lão đại ta đi, ngươi cho ta là ăn mày sao? Ngô lão đại hét lớn một tiếng, thanh âm như là hồng trung, thiếu chút nữa làm cho La lão hán chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Trên trán La lão hán mồ hôi ứa ra, run rẩy nói. Tháng trước cũng chỉ lấy 300 tiền đồng, thật một đồng cũng không ít a. Ngô lão đại khóe miệng nhảy lên, cười nói. Tháng này đại thọ tam gia, Linh Châu Thành mỗi một hộ thu thêm 500 tiền đồng làm tiền biếu. La lão hán, ngươi cũng là một người đàng hoàng, biết điều một chút nữa nộp 500 tiền đồng, Ngô gia ta cũng sẽ không còn làm khó ngươi. La lão hán cùng La Ngọc Nhi mở quán trà vốn là cũng đã là buôn bán nhỏ, một tháng miễn cưỡng có thể kiếm được 1.000 tiền đồng, trong đó 300 giao cho Ngô lão đại, còn dư lại 700 tiền đồng chỉ có thể miễn cưỡng qua ngày. Mà tháng lại còn muốn nộp 500 tiền đồng, làm thế nào mà sống a? Ngón tay của Phong Phi Vân nhẹ nhàng gõ trên mặt xích long bảo đao trên bàn, cười nói. Tam gia này là ai vậy? Thể diện lớn như đến mức đại thọ của hắn dân chúng toàn thành cũng phải cho tiền biếu. Phong Bình nói. Tam gia này thật là khó lường, chính là hung nhân số một của Linh Châu Thành, đặc biệt mua bán chợ đen, buôn bán nô lệ, mở kỹ viện, quản sòng bạc. Hơn nữa còn thông đồng giết người, rất nhiều người đều sợ hãi hắn. Linh Châu Thành lưu truyền một câu nói, đắc tội Phong thiếu gia, vợ cách nữ tán, đắc tội tam gia, cửa nát nhà tan. Phong An bổ sung, Phong Phi Vân cùng tam gia chính là hai đại ác nhân ở Linh Châu Thành, một muốn nữ nhân, một muốn mạng người. Phong Phi Vân ngạc nhiên, trước đây mình ở Linh Châu Thành danh khí lại lớn như vậy. Hai đại ác nhân, có ý tứ lắm. Phong Bình lại nói, Ngô lão đại này chính là đả thủ số một của tam gia, lão đại ưng chảo bang, du côn vô lại đạt hơn mấy ngàn, chính là không một chuyện ác nào khốn kiếp nào mà không làm. Vậy chẳng phải cùng giống như ta sao? Phong Phi Vân nói, hắn sao có thể cùng thiếu gia người so sánh, thiếu gia người chơi nữ nhân ít nhất còn thương hoa tiếc ngọc, tên khốn Ngô lão đại này thì một nhóm người cùng tới chơi một nữ nhân, đùa chơi chết mới thôi. Phong Bình nói, Phong Phi Vân trước đây cảm thấy mình cũng đã là một tên khốn kiếp, nhưng mà cùng vị Ngô lão đại này mà so sánh thì hình như tự mình còn thánh khiết không ít. Trời ơi, 500 đồng. Oanh, đầu óc lão hán ong ong, choáng váng, cả người bất lực nằm co quắp trên mặt đất, khẩn cầu. Ngô gia, người xem, ta chỉ là một kẻ làm ăn buôn bán nhỏ kiếm đâu ra đủ 500 đồng tiền mặt, trên người ta hiện giờ vơ vét hết thảy cũng chỉ được 143 đồng xin dâng hết cho ngài. Số còn lại tháng sau ta nhất định sẽ bù vào. Bình thường Ngô lão đại có lẽ sẽ bỏ qua cho lão ta nhưng là trước khi đến đây đã nhận lệnh của Phong Tùy Vũ nên không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Ngô lão đại sở dĩ có thể thị uy ở Linh Châu như vậy cũng chính vì hắn có chỗ dựa ở cả hai giới hắc bạch, ở giới hắc đạo có tam gia là chỗ dựa, bên bạch đạo Phong Tùy Vũ một tay che đậy. Chính vì thế, ở Linh Châu ngoại trừ năm, ba người không được đắc tội. Những kẻ còn lại dù hắn có đánh chết cũng không hề hấn gì. Ngô lão đại nhếch mép, đưa tay vuốt chòm râu cười nói. La lão hán, thật ra 500 đồng cũng không phải là nhiều, nếu đem cháu gái của nhà ngươi bán cho Hạnh Hoa lâu ít ra cũng đáng 3 vạn đồng. Không đợi Ngô lão đại nói xong, La lão hán khuỵu xuống quỳ ngay trên mặt đất ôm lấy chân hắn van nài. Ngô gia, chuyện này xin người chớ đem ra đùa, Ngọc Nhi mới 14 tuổi. Không thể bán, trăm ngàn lần không thể bán. La lão hán chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng trong xã hội, không có thế lực cũng như thực lực, trừ việc quỳ xuống cầu khẩn, lão cũng không còn cách nào để cứu cháu gái của mình. Ngô lão đại hừ lạnh một tiếng, tung một cước hất la lão bay ra ngoài sau đó vội vàng đi tới quán trà tìm kiếm xích mục tinh kim thú. Ngay lúc này, Ngọc Nhi từ trong quán trà lao ra, ném nén vàng to bằng nửa nắm tay về hướng Ngô lão đại. Tiền đây! Người cầm lấy, không cho phép người khinh dễ ông nội ta. Ngọc Nhi chạy vội lại đỡ la lão hán lên. Ba, nén vàng rơi trên mặt đất, lăn tới trước chân Ngô lão đại, một nén vàng ấy tương đương với 1 vạn đồng, so với 500 đồng kia hẳn là quá nhiều, hoàn toàn đủ cho 2 năm thuế đất. Ngô lão đại nhặt nén vàng lên, tay sờ nắn, sắc mặt có phần kinh ngạc, đây đúng là vàng thật. Nhưng là nàng lấy đâu ra vàng? Ngươi cho rằng đưa tiền là xong việc ư? Ngô lão đại cầm nén vàng nhìn về hướng của La Ngọc Nhi cùng La lão hán, ánh mắt thâm hiểm, mang theo tia cười lạnh. Trần Lục, Trịnh Hạo, chó nhà đầu này lại cho ta, hôm nay sẵn dịp cho các huynh đệ vui vẻ, cô nương xinh xắn, da thịt mềm mịn,
thật làm cho người ta yêu thích. Ta đã sớm nhắm trúng tiểu nương tử này, xem ra hôm nay có thể hoàn thành tâm nguyện. Nghe lời phân phó, hai tên du côn đi tới, tay cầm sợi dây, nét mặt mang theo nụ cười nham hiểm. La Ngọc Nhi cũng nảy sinh chút sợ hãi, nhưng vẫn cả gan nói. Ngô gia, trong quán trà vẫn còn một vị khách quý đang chờ ta tiếp đón, nếu trói ta sợ rằng sẽ làm vị khách này mất hứng. Ngô lão đại nghe nói vậy, ánh mắt khẽ hướng về phía quán trà, thoáng thấy bên trong đúng là một thiếu niên, y phục hoa lệ, tuấn lãng bất phàm, đang mỉm cười hướng về phía hắn. Phong thiếu gia, Ngô lão đại ánh mắt nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên, ý bảo hai tên du côn lui trở về. Phong Phi Vân vẫn nguyên tư thế ngồi, cười nói. Ngô lão đại, ai cho phép ngươi ở Linh Châu thành thu thuế đất? Cái này, Ngô lão đại sắc mặt trở nên khó coi, Linh Châu thành chính là địa bàn của Phong gia, dù thế lực của hắn rất lớn nhưng so với thành chủ thì cũng phải kiêng dè. Nhưng rất nhanh Ngô lão đại đã lấy lại vẻ kiêu ngạo, Phong Phi Vân bất quá chỉ là một kẻ ngu ngốc, ăn không ngồi rồi chờ chết, sớm bị Phong Vạn Bằng xem như phế vật, mình cần gì phải sợ hắn. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Ngô lão đại không khỏi phá lên cười. Sải bước đi tới quán trà, ngồi đối diện với Phong Phi Vân, ánh mắt thâm trầm thăm dò Phong Phi Vân nói. Phong thiếu gia chẳng lẽ muốn xen vào việc này? Phong Phi Vân còn chưa kịp mở miệng, Phong Bình ghé vào tai hắn nhỏ giọng. Thiếu gia, Ngô lão đại không dễ chọc, không nên vì một nữ nhân mà cùng hắn trở mặt. Hai tên nô tài Phong Bình cùng Phong An trong lòng đều thầm nguyện, thiếu gia ngàn vạn lần đừng chọc vào Ngô lão đại, đừng vì nữ nhân kia mà nhất thời xúc động. Chỉ cần nhẫn nhịn là sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. La Ngọc Nhi trong lòng có chút khẩn trương, dù sao Phong Phi Vân chỉ là một kẻ ngu ngốc bọc quần áo lụa là, nói không chừng lại là một tiểu tử nhát gan, nếu hắn thực sự bị Ngô lão đại dọa sợ, số mệnh của nàng sẽ cực kỳ bi thảm. Nếu để cho nàng chọn lựa, nàng tình nguyện rơi vào tay Phong Phi Vân, nhất định không muốn Ngô lão đại trói đi. Phong Phi Vân khóe miệng nhếch lên, cười nói. Chuyện này ta nhất định sẽ quản. Kẻ nào dám đụng vào một sợi tóc của nàng sẽ phải chết. Giọng nói mang theo uy lực cùng khí phách như sấm sét giữa trời quang đãng. Oanh! Cả người La Ngọc Nhi ngơ ngẩn, đôi mắt căng tròn, vẻ mặt phức tạp không thể giải thích được, mang theo chút hoảng hốt, thậm chí còn có tia thẹn thùng. Mình và hắn vốn không quen biết, một tên thiếu gia vô liêm sỉ như hắn nói ra những lời như vậy cũng coi như là hảo hán. Đôi mắt La Ngọc Nhi có chút gợn sóng, một lần nữa đánh giá Phong Phi Vân. Lần đầu tiên nhận ra hắn cũng rất bình thường. Ngô lão đại nở nụ cười lạnh, gật đầu nói. Được, được lắm, Phong thiếu gia quả nhiên là người biết thương hoa tiếc ngọc, để xem hôm nay ngươi có thể bảo vệ được nàng ta không. Ngô lão đại vung tay lên, 5, 6 tên côn đồ lưu manh lập tức hướng tới La Ngọc Nhi. Mới vừa mua bảo đao, Phong Phi Vân đang muốn thử đao, những kẻ này xem như tự dẫn sát tới. Ánh mắt Phong thiếu gia trở nên thâm trầm. Tay cầm xích long đoạn đao 240 cân, thân hình nhanh như cuồng phong, bước một bước cách ra xa 3 trượng. Hai tay cầm đao, tung mình ngược lên, thân thể tạo hình cung, toàn thân vận công, một đao bổ xuống. Đao phong xích hồng, như một mảnh liệt hỏa. Hô! Âm thanh của đao xé gió, giống như cự thú đang gào thét, đao nhói màng nhĩ. Phốc! Một đao kia lực lớn biết nhường nào. Đi một đường thẳng từ trên đỉnh đầu đến chân tên côn đồ, chém thành 2 khúc. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Một đao kia tốc độ thật sự quá nhanh, từ nhấc đao, giơ đao, giết người, mọi động tác đều hết sức lưu loát, giống như nước chảy mây trôi, lộ ra vẻ hết sức thuần thục. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt làm Ngô lão đại không kịp phản ứng. Xích long đoạn đao trong tay Phong Phi Vân đã phủ máu tươi, thân đao nhuốm đỏ. Còn lại 4 tên côn đồ bị dọa sợ người. Không dám nhúc nhích. Một đao, đem chém thành 2 khúc, nội công, lực đạo há lại không thâm hậu. Hai tên nô tài đứng hóa đá, cằm như muốn rơi xuống đất, thiếu gia sao lại lợi hại như vậy. Quả thực như là vũ thần. La Ngọc Nhi đối diện với máu tanh nồng, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, ngã vào ngực La Lão Hán, trước lúc ngất đi vẫn còn quanh quẩn hình ảnh Phong Phi Vân nhấc đao giết người. Lúc này Phong Phi Vân giống như hoàn toàn thay đổi từ một người bình thường bỗng hóa thành nam tử hảo hán. Khi khái ngất trời, tỏa ra mị lực, thực tạo cảm giác an toàn. Ngươi, ngươi! Ngô lão đại hồi lâu nói không nên lời, hắn mặc dù không có tu luyện qua tiên đạo điển tịch, nhưng cũng đã có luyện qua võ học luyện thể, tuyệt đối có thể so với võ đạo cao thủ, nhưng mới vừa rồi Phong Phi Vân một đao kia hung mãnh dọa người,
nếu hắn không phải nể mình có lẽ khó tránh khỏi sẽ bị chém nát. Phong Phi Vân vác đao, đi trở về trong quán trà, cười nói. Ngô lão đại, nói cho ta biết, ai đã sai ngươi tới đối phó La lão hán cùng La Ngọc Nhi? Phong Phi Vân nắm bảo đao nhuốm máu trong tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ trên thân đao, máu tươi theo đó chảy xuống. Ta làm việc trước nay chưa bao giờ cần người khác sai khiến. Ngô lão đại cũng là một gã đã trải qua nhiều cuộc tranh đấu, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mặc dù mới vừa rồi một đao của Phong Phi Vân rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản, nếu có xích mục tinh kim thú tương trợ, liền có khả năng đánh bại Phong Phi Vân. Nhưng ngay lúc này xích mục tinh kim thú đang phủ phục trên mặt đất, lạnh run, bị Phong Phi Vân trong lúc mơ hồ triển lộ phượng hoàng chi uy làm cho kinh sợ trở nên bất động. Thân thể Phong Phi Vân mang theo linh hồn phượng hoàng, tự nhiên mang theo một tia phượng hoàng thần uy. Phượng hoàng đứng đầu trong tứ đại yêu thú, huyết thống siêu phàm, thần uy mênh mông cuồn cuộn, còn xích mục tinh kim thú này mang huyết thống dị thú, dễ dàng bị kinh sợ khiến cho không thể nhúc nhích. Ngô lão đại muốn dùng xích mục tinh kim thú để khống chế Phong Phi Vân, quả thực là đã tính nhầm rồi. Ngươi đã không nói, hẳn ngươi sẽ phải nhận lấy hậu quả. Phong Phi Vân thực sự khôn khéo, coi như Ngô lão đại không nói, hắn cũng có thể đại khái đoán được là ai, nếu không phải là Phong Tùy Vũ thì chính là Tam gia. Ngươi muốn làm gì? Ngô lão đại mặt biến sắc. Phong Phi Vân, ta là người của Tam gia, ngươi giết ta hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng con mẹ nhà ngươi, Linh Châu Thành do Phong gia định đoạt, Tam gia là cái thá gì mà ta lại không thể thực hiện. Phong Phi Vân sao lại có thể bị hắn uy hiếp? Oanh, Phong Phi Vân di chuyển thanh đao, hướng thẳng về phía Ngô lão đại. Ngô lão đại thời khắc này đang chú ý đến Phong Phi Vân, vừa nhìn thấy Phong Phi Vân động thủ, hắn liền nghiêng thân thể về phía trước, tung ra một chưởng, chưởng này ước chừng lực đạo đạt đến mấy trăm cân, thẳng hướng về phía cánh tay Phong Phi Vân. Hắn có vóc người to lớn nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, một chưởng quét qua, bẻ gãy nghiền nát, giống như cuồng long lao nhanh. Thình thịch, Phong Phi Vân vừa nhấc đao vừa nhanh chóng di chuyển, bước chân linh hoạt như du xà, trước sau lui tới, liền dễ dàng tránh thoát một chưởng khai sơn phá thạch của Ngô lão đại. Trọng đao vừa chuyển, một đạo huyết quang hiện lên, đao phong vừa lúc đụng vào chưởng phong trên. Tay Ngô lão đại tựa như ngâm nước sôi lâu ngày, sắt đã được tôi luyện, rắn chắc như nham thạch nhưng vẫn không có khả năng đấu lại với xích long bảo đao. Cứng đấu với cứng, Ngô lão đại sắc mặt cuồng biến, trở tay không kịp. Phốc, xích long đoạn đao 240 cân, trực tiếp chém tới cánh tay phải của Ngô lão đại một đường xuống tới bả vai. Một mảnh huyết quang tuôn trào, máu nóng hổi, từ vết cắt, phun xa ba trượng. Thình thịch, Phong Phi Vân tung một cước vào bụng Ngô lão đại, thân thể hắn lăn tròn trên đất như hổ lô hướng ra phía ngoài, bây giờ thực giống cái xác chết trên đường cái toàn thân co quắp, miệng trào bọt máu, tựa hồ như vô cùng đau đớn. Trên đường cái người tụ lại từ đầu tới giờ vốn không ít. Những người này bình thường bị Ngô lão đại bóc lột cùng ức hiếp, thấy được bộ dạng hắn lúc này nhất loạt vỗ tay khen hay. Đúng vậy Phong thiếu gia vậy mà đã chặt đứt cánh tay Ngô lão đại rồi. Người bình thường sao có thể đối phó Ngô lão đại được, Phong thiếu gia kia là kẻ ngu ngốc, dĩ nhiên phải là cao thủ mới có thể, một màn vừa rồi đúng là thạch phá thiên kinh. Cũng không phải là chuyện tốt, căn cứ vào kinh nghiệm của ta thì thực là vận đen sắp đến. Một ông lão tóc hoa râm, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, phán đoán. Người chung quanh đều bàn tán xôn xao, Phong thiếu gia thế nhưng lại cùng Ngô lão đại giao đấu, đây tuyệt đối là chuyện đại sự náo động Linh Châu Thành. Phong Phi Vân thu đao rồi đứng lại, Phong Khinh Vân đạm đi tới trước mặt Ngô lão đại, ném cánh tay bị chặt cụt cho hắn nói. Trở về nói cho Tam gia biết, nếu hắn còn kiêu ngạo, ta khẳng định sẽ tìm đến. Ngô lão đại nhịn đau, cắn răng. Bò trên mặt đất, bắt được cánh tay bị chặt, tức giận đem người bỏ đi, trong mắt hắn tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Phong Phi Vân căn bản cũng không sợ hãi hắn trả thù, hắn chỉ là một phàm phu võ đồ thôi, mình bây giờ mới linh dẫn sơ kỳ, cũng đã có thể dẫm nát hắn, rất nhanh sẽ đột phá đến linh dẫn trung kỳ, linh dẫn đỉnh phong, bước trên đường tiên đạo, đến lúc đó nội lực gia tăng mấy lần, coi như 10 cái Ngô lão đại cũng không phải là đối thủ của mình. Người như hắn coi như lưu lại một cái mạng chó, cũng không thể tạo nổi một cơn sóng lớn. Thiếu gia, xích mục tinh kim thú làm sao bây giờ? Phong Bình cắm đầu chạy như điên tới. Hai tên cẩu nô tài này bây giờ đối với Phong Phi Vân bội phục sát đất,
giống như nhìn đang nhìn một vị thần, nhất nhất cả đời thờ phụng cúng bái. Thiếu gia quả thực quá vĩ đại rồi. Chỉ thấy một con xích mục tinh kim thú bị xích sắt ràng buộc, trên người chiến uy hoàn toàn không có, đôi mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy sợ hãi, cảm nhận được trên người Phong Phi Vân một tia phượng hoàng chi uy, thân thể cao lớn cơ hồ co lại thành một cụm, giống như biến thành một con mèo bệnh. Một vật huyết thống dị thú thấp thôi, tối nay nướng cho mọi người ăn, làm cường tráng thân thể, kéo dài tuổi thọ, đêm ngự thập nữ, hùng phong không ngã. Khụ khụ, nhớ là phải để một phần cho ta. Phong Phi Vân vừa cười vừa lau máu tươi trên thanh đao. A, à, hai tên cẩu nô tài ngạc nhiên, đây cũng là một con dị thú, giá trị ít nhất cũng vạn đồng tiền vàng, không phải nướng thịt mà là nướng vàng. Bất quá thiếu gia đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Tại một tòa lâm viên ở giữa Linh Châu Thành, Ngô lão đại quỳ rạp trên mặt đất, hướng về một lão già mà kể khổ. Tam gia, tên Phong Phi Vân kia trong một đêm lại thay đổi như một người khác. Thật là lợi hại, thuộc hạ vốn không phải là đối thủ của hắn. Một lão già thân hình gầy khô, trên người mặc một bộ huyền bào màu đen, má trái không biết vì nguyên nhân gì mà lại bị một vết sẹo lớn, giống như là một miếng da người còn dư bị lòi ra ngoài, ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng không thể nhìn thấy rõ được. Tóc trên đầu của hắn đã bạc, nhìn qua dáng vẻ ước chừng 60 tuổi thế nhưng Ngô lão đại lại biết số tuổi thật của vị tam gia này đã vượt quá 100 tuổi, thực lực cường đại không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy tam gia xuất một chỉ là đã làm chết một chiến tướng mặc áo giáp cách xa 100 bước, vô cùng tài năng và cũng thật khó mà tưởng tượng. Vẻ mặt tam gia cứng đờ, cười một tiếng lạnh lùng. Hắn còn nói với người hắn muốn tới mừng thọ ta đúng không? Tam gia, người cũng biết sao? Ngô lão đại lấy làm ngạc nhiên. Tam gia nói, toàn bộ Linh Châu Thành này, nơi mà con mắt của ta không thấy được đúng là rất ít. Đừng quỳ nữa. Đứng lên đi, Phong Phi Vân đích thật là có phần hơi cổ quái, hơn nữa lại còn học được tu luyện, chẳng lẽ là Phong Vạn Bằng truyền đại phong kình cho hắn. Đôi mắt già dặn của hắn tràn đầy sâu xa, hình như đang suy xét chuyện gì đó. Ngô lão đại từ dưới đất bò dậy, ánh mắt âm trầm nói. Nếu như là tam gia ra tay, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể giết chết tên tiểu tử Phong Phi Vân này. Tam gia lạnh lùng trừng mắt, liếc hắn một cái. Ánh mắt kia thật sự làm cho người ta sợ hãi hết sức, làm cho trong lòng Ngô lão đại run lên, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng, lẽ nào mình nói gì sai sao? Tam gia thu ánh mắt lại, hừ lạnh một tiếng. 3 năm trước Phong Vạn Bằng đã luyện đến tầng thứ 5 của Đại Phong Kình, đạt tới trung kỳ của Tiên Căn, con cháu đời thứ 4 của Phong gia mà tu vi như thế thì coi như là siêu quần bạt tụy, nổi bật rồi, nếu như là ta ra tay thì cũng không nắm chắc được phần thắng tuyệt đối. Huống chi bên cạnh hắn còn có một Lưu lão đầu, hai người bọn họ nếu như là liên thủ cùng nhau thì ta cũng không có sức mà chống đỡ được. Nếu như động đến Phong Phi Vân nhất định sẽ kinh động đến hai người kia, đối với ta thì không có chút lợi ích gì. Ngươi hãy đem tin này đi nói cho Phong Tùy Vũ biết, dám chắc là so với chúng ta thì Phong Tùy Vũ càng muốn diệt trừ Phong Phi Vân hơn, cứ để cho người nhà của Phong ra đấu đá lẫn nhau, chẳng phải càng thêm hay sao? Phong Tùy Vũ muốn lợi dụng chúng ta đối phó với Phong Phi Vân, hắn tính toán thật là tinh danh, chỉ tiếc là ở trước mặt ta thì hắn còn hơi non nớt. Trên mặt tam gia nở một nụ cười đó càng lúc càng dữ tợn. Trước khi La Ngọc Nhi tỉnh lại thì Phong Phi Vân đã rời khỏi quán trà. Lúc Phong Phi Vân trở lại phủ thành chủ thì mặt trời đã lặn. Trước khi quay về, hắn lại đi đến Ngân Câu Phường, tốn 1.000 mai kim tệ để mua thêm một cây huyết linh miêu. Đây là một cây linh thảo sinh ra và lớn lên ở trong nham thạch, người bình thường ăn vào máu huyết sẽ lưu thông nhanh hơn, tim đập sẽ rất nhanh trong nháy mắt sẽ bạo thể mà chết. Dù cho là người tu tiên tu vi thấp, nếu như tùy tiện mà ăn vào cũng không tránh khỏi kinh mạch bị đứt gãy, đan điền bị bể tan tành. Đối với người mà tu vi chưa đạt được cảnh giới tiên căn mà nói thì đây là một cây độc dược, thế nhưng đối với người mà tu vi vượt qua cảnh giới tiên căn mà nói thì đây lại chính là một linh bảo để luyện thể. Cường thân. Hiển nhiên Phong Phi Vân chưa đạt tới được cảnh giới tiên căn, bây giờ hắn chỉ mới ở linh dẫn sơ kỳ, theo nguyên tắc bình thường mà nói, nếu như ăn phải huyết linh miêu thì dù cho không chết cũng bị trọng thương. Thế nhưng hắn tu luyện công pháp bất tử phượng hoàng thân để luyện thể cường đại nhất cho nên huyết linh miêu sẽ không thúc giục tốc độ huyết dịch tốt được, một khi thúc giục tốc độ lưu thông của huyết dịch thì đó chính là đang giúp cho tốc độ hoán huyết của Phong Phi Vân, huyết dịch càng sôi sùng sục thì đối với việc tinh luyện huyết dịch càng nhanh.
Phong Phi Vân mở cái hộp ngọc màu đen ra, bên trong là một khối vụn băng tinh, ở giữa băng tinh là một mầm cây màu đỏ, chiếc lá non chỉ lớn bằng hai ngón tay, lóng lánh mà trong suốt, chẳng khác nào huyết ngọc được điêu khắc mà tạo thành. Đây là huyết linh miêu. Chính xác mà nói thì huyết linh miêu còn chưa đạt tới cấp bậc linh thảo, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là một cây cỏ có dược lực cực mạnh mà thôi, cũng chính bởi vì vậy mà giá tiền của nó chẳng qua chỉ gần 1.000 mai kim tệ. Nếu là linh thảo thật sự, giá bán ra thấp nhất cũng phải 10 vạn mai kim tệ, có thể nói đó là một bảo vật vô giá. Linh thảo, danh như ý nghĩa vậy, chính là thảo mộc thông linh, tự thân sinh ra đã có trí tuệ, có thể di chuyển chạy trốn. Một ít linh thảo đứng đầu thậm chí có thể có khả năng huyễn hóa thành hình người, bước vào con đường tu tiên. Ngô lão đại chỉ là một tên thấp kém mà thôi, sau lưng hắn dám chắc ẩn nấp một người tu tiên cực mạnh, hy vọng là một cây huyết linh thảo này có thể giúp tu vi của ta nâng cao lên một bước nữa. Tư tưởng của Phong Phi Vân càng mạnh mẽ hơn, hôm nay lúc cùng với Ngô lão đại giao thủ đã cảm giác được rằng ở trong Linh Châu Thành có một người đang dòm ngó mình, người này tu vi cực cao. Hơn nữa trong vị đạo thần thức này còn mang theo sát khí không tốt. Tuy là tu vi của đối phương cao hơn Phong Phi Vân rất nhiều, thế nhưng vẫn bị Phong Phi Vân nhận ra được. Chủ nhân của đạo thần thức cũng không hề ra tay, dường như ngay lúc cấp bách đã rất nhanh mà lui trở về. Cũng chính bởi vì vậy Phong Phi Vân mới cảm nhận được lực áp bách, đối phương nếu không có hảo ý thì không sớm thì muộn cũng sẽ tự mình động thủ, bây giờ chỉ có thể bí quá hóa liều. Hy vọng có thể thông qua việc dùng linh thảo ở trong thời gian ngắn mà tăng tu vi của mình lên. Chỉ cần thực lực đủ mạnh sẽ không phải sợ bất cứ kẻ địch nào. Dược lực của huyết linh miêu ngay cả linh thảo cũng bị không kịp, nhưng có thể bây giờ ta không thể tiếp nhận được mà phải dựa vào sức mạnh bên ngoài giúp đỡ. Phong Phi Vân khép hộp ngọc màu đen lại, sau đó mở cửa đi ra ngoài, lúc này trời đã bắt đầu tối, bóng đêm cùng với nước đều lạnh lẽo như nhau. Lúc này Dạ Cấm Đăng đèn trong phủ thành chủ đã thắp lên, đăng tháp treo ở trên cao, trong khuê phòng ở nơi xa xa truyền tới tiếng cười đùa ầm ĩ của người con gái, đó là lầu các của các nha hoàn ở phủ thành chủ. Trước đây Phong Phi Vân thường xuyên đến thăm nơi đó, nha hoàn chỉ cần có chút sắc đẹp đều bị hắn làm nhục hết thảy, thế nhưng từ khi dung hợp với linh hồn của Phượng Phi Vân thì sau đó hắn không còn tới chỗ này nữa. Thử nhất bì, bì nhất thì. Cái này nhất thời, cái kia một lúc. Người cặn bã cũng có thể thay đổi thành một người kiệt xuất. Lúc này đi ngang qua trong lòng người lương thiện lại cảm thấy bùi ngùi. Không dừng lại nữa mà đi xuyên qua một tòa hoa viên, dọc theo đường mòn bạch thạch đi tới một tòa núi giả ở bên cạnh cái ao nước. Đứng ở bờ nước nhìn thấy sóng gợn lăn tăn, phảng phất ánh trăng trên mặt ao. Phong Phi Vân lại mở cái hộp ngọc màu đen ra lần nữa, cây huyết linh miêu kia thật giống như một ngọn lửa nhỏ vậy, ở trong màn đêm mà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mượn vào sức nén của nước cùng nhiệt độ vô cùng lạnh giá, hơn nữa còn có tính đặc thù của bất tử Phượng Hoàng thân mới có thể gắng gượng mà chống cự lại dược lực của huyết linh miêu. Phong Phi Vân liền lấy bụi cây huyết linh miêu mà ăn ngay vào, sau đó nhảy vào trong ao nước đen như mực và lạnh như băng kia. Từng bọt nước bị văng lên từng mảng, thân thể thì không ngừng chìm xuống nước, lặn xuống đáy ao sâu gần 7-8 thước rồi ngồi xếp bằng ở trong lớp bùn dày dưới đáy ao. Phong Phi Vân đã tạo ra được linh dẫn, có thể trong thời gian ngắn thai tức, dù cho ở dưới đáy nước cả ngày cũng sẽ không bị nhịn chết. Sau khi nuốt huyết linh miêu vào thật giống như là nuốt một ngọn lửa vào cổ họng, làm cho huyết mạch toàn thân của Phong Phi Vân giống như bị thiêu đốt, cơ thể phát ra mấy tiếng bùm, lốp bốp, đùng đùng. Huyết dịch trong huyết quản chợt tăng nhanh tốc độ lưu thông, nhiệt độ huyết dịch lên cao, phảng phất như từng tia lửa nhỏ đi xuyên trong huyết dịch. Phong Phi Vân vội vàng bắt đầu luyện công pháp bất tử Phượng Hoàng Thân. Hắn đã hoàn thành xong tầng thứ nhất của hoán huyết, huyết dịch đã tinh thuần, xích đỏ như lửa. Bây giờ chính là trùng kích vào tầng thứ hai của hoán huyết, huyết dịch sôi trào, đen kịt như mực. Tầng thứ hai này so với tầng thứ nhất thì khó khăn không chỉ gấp trên 10 lần. Nhưng nếu một khi tu luyện thành công, chất lượng huyết dịch cũng sẽ nâng cao trên diện rộng, thể chất cũng sẽ phát sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Đem huyết dịch xích hồng tu luyện thành huyết dịch đen như mực thì phải đem tính chất của huyết dịch mà phát sinh ra sự biến đổi, do đó mới dẫn tới linh khí trong cơ thể của Phong Phi Vân cũng thay đổi. Cho nên có thể nói như thế này, nếu Phong Phi Vân tu luyện thành hoán huyết ở tầng thứ hai thì có thể trực tiếp vượt qua linh dẫn trung kỳ mà đạt đến linh dẫn đỉnh phong, thậm chí cả cảnh giới cao hơn. Nhưng đây cũng không phải chuyện dễ dàng,
cho dù có huyết linh miêu tương trợ cũng không thể nào một sớm một chiều liền hoàn thành xong tầng thứ hai của hoán huyết. Đột nhiên sự việc phát sinh ngoài dự đoán của Phong Phi Vân, huyết dịch trong cơ thể bắt đầu nghịch lưu, hơn nữa lại không phải hội tụ ở vị trí tâm tạng tim, mà lại là ở trên lòng bàn tay phải. Chuyện gì xảy ra đây? Trong lòng Phong Phi Vân giật mình. Huyết dịch nghịch hành, chính là so với kinh mạch nghịch hành thì càng thêm phần nguy hiểm. Hình cảnh mờ nhạt của con linh chu trên lòng bàn tay phải của Phong Phi Vân bắt đầu chuyển động phát ra tia sáng, hình như nó đang nhảy nhót, thật giống như là sống lại vậy. Con linh chu này đã từng bồng bềnh trôi dạt ở trong không trung, chính là thánh linh khí mãnh ở trong truyền thuyết, vượt lên trên 18 vật phẩm linh khí, Phong Phi Vân dụng linh khí cũng không thể nào kích hoạt đánh thức được nó, thế nhưng sau khi huyết dịch bị kích động thì nó lại có phản ứng. Huyết dịch trong cơ thể đã bị dược lực của huyết linh miêu thúc dục, thật giống như ngựa hoang được tháo cương, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của Phong Phi Vân mà điên cuồng lao về hướng ở vị trí giữa lòng bàn phải. Con linh chu kia hòa hợp với da thịt nay được dịp thì nhảy lên dữ dội. Rầm rầm. Màng nhĩ của Phong Phi Vân bị chấn động, nghe như trong cơ thể giống như có tiếng chuông va đập vào nhau liên hồi. Một hình ảnh quỷ dị xuất hiện ra ở trong đầu hắn. Đây là một con thanh đồng cổ chu mộc mạc. Một con linh chu. Trên thanh đồng cổ chu có dựng 18 cây cột sắt sừng sững như những ngọn núi cao hùng vĩ. 18 cột sắt thanh đồng đã bắt đầu rỉ sét theo thời gian. Treo trên đó là những cánh buồm vải màu đen rách nát. Nhìn hình dáng của chiếc cổ chu thanh đồng như một bức tranh thiên địa hắc sắc. Con cổ chu này rất khổng lồ, dường như có thể đem cả một tòa thiên địa mà trang bị lên. Thình thịch, Phong Phi Vân chấn động cả người, con cổ chu kia như bị nghiền nát, hóa thành một luồng khói, tốc độ chảy của huyết dịch trong cơ thể càng trở nên kinh khủng, toàn bộ đều hướng về giữa lòng bàn tay mà vọt tới, chảy vào trong linh chu. Nguy rồi! Dược lực của huyết linh miêu vượt quá tưởng tượng của ta, hơn nữa lúc đầu con linh chu vốn biệt vô âm tín nay lại bị đánh thức, lẽ nào đột phá tu vi rồi nó lại phản mà bỏ mình đi lần nữa. Phong Phi Vân không cam lòng, cắn răng, lại vận khí bất tử phượng hoàng thân thêm lần nữa. Hoa lạp lạp, huyết dịch trong cơ thể chẳng khác nào sông Hoàng Hà vậy, cứ lồng lộn lên. Bàn tay thì giống như biển khơi, huyết dịch chính là nước trong biển rộng. Mà linh chu chính là bồng bềnh trôi giạt ngoài khơi trên cổ thuyền. Ba cái huyết hải sinh đào, biển máu sinh sóng lớn, cổ chu dương phàm, cổ thuyền dương buồm, xích sắc thần hà dĩ nhiên tạo thành một bức tranh cổ quái. Bất ngờ, từ trong linh chu cổ lão phát ra một sức mạnh kinh hoàng trời xanh, làm cho huyết dịch sôi trào, sau đó lại theo huyết quản mà chảy vào trong cơ thể. Huyết dịch sôi trào. Cả người Phong Phi Vân đột nhiên run rẩy. Tóc ở trong nước cũng dựng ngược lên, trong da tỏa ra đoàn đoàn ánh sáng hồng tựa như là lửa cháy bừng bừng. Ngửa đầu lên rồi gào vang. Oanh long long. Sức mạnh từ trong cơ thể hắn bùng lên tỏa ra ngoài. Dưới màn đêm, nước ao thì lạnh buốt mà lại hết sức lặn xuống, ngay cả một chút sóng lăn tăn cũng không có. Chợt toàn bộ nước trong ao đều xoay tròn điên cuồng, biến thành một vòng nước xoáy to lớn, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn hệt như một cái nồi lớn nổ tung hoàn toàn. Nước văng lên cao hơn 10 thước. Toàn bộ phủ thành chủ đều bị kinh động, một đại đội hộ vệ thiết giáp hướng về phía bên này mà chạy tới. Một bóng người cường tráng khỏe mạnh từ trong ao bay vút ra ngoài, trước khi đội hộ vệ kịp chạy tới thì đã dần dần biến mất ở trong màn đêm. Tiếng động thật là lớn, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ có người dám xông vào phủ thành chủ? Muốn tìm cái chết mà. Mọi người mau chia ra tìm, nhất định phải tìm bắt cho bằng được tên tặc tử này. Đội trưởng đội hộ vệ tay cầm trường thương, đứng ở bên cạnh cái ao nhìn hòn non bộ bằng nham thạch trong ao đã bị vỡ vụn, trong lòng cảm thấy chút kinh hãi, thực lực của đối phương quả thật quá cường đại, với thực lực này hoàn toàn có thể một trưởng làm chấn động cả một tòa đại viện cao tầng. 50 tên hộ vệ thiết giáp trong tay còn dắt theo một con chó trắng tìm kiếm xung quanh cái ao, nhưng lại không có bất kỳ kết quả gì. Ngược lại làm cho những con nha hoàn cùng người hầu trong phủ thành chủ đều bị kinh động. Mà người khởi xướng mọi chuyện là Phong Phi Vân lúc này đã đem bộ y phục rách nát trên người thay đi, mặc một bộ thụy y hồ cừu, đồ ngủ lông cáo, rộng lớn, chân mang một đôi dép gỗ to, ngáp một cái tỏ vẻ rất là buồn ngủ. Thật giống như vừa tỉnh ngủ vậy. Ồn ào gì thế, cái đám cẩu nô tài này, tối thế này rồi mà còn tìm cái gì chứ? Có biết là quấy rầy đến giấc ngủ của bổn thiếu gia hay không? Phong Phi Vân vươn người một cái, rồi đi tới.
50 tên hộ vệ thiết giáp đồng loạt quỳ một chân xuống đất. Thuộc hạ bái kiến Phong thiếu gia. Một gã đội trưởng đội hộ vệ cũng đang quỳ gối một chân, tay chống cây trường thương, nói đúng mực. Mới vừa rồi có một tuyệt đỉnh cường giả xông vào trong phủ, Phong thiếu gia chớ có sợ, thuộc hạ chắc chắn sẽ bảo vệ người chu đáo. Những tên hộ thiết giáp này đều biết Phong thiếu gia nhát gan, sợ phiền phức, chỉ lo hắn bị hoảng sợ. Phong Phi Vân giả vờ bị dọa không ít, than vãn. Tuyệt đỉnh cường giả, các ngươi đừng làm ta sợ. Đối phương tu vi rất khác thường, một trường thì có thể làm cho hòn non bộ bị vỡ nát, thực lực vô cùng mạnh. Thuộc hạ từ trước tới nay mới thấy, ở toàn bộ thành Linh Châu này người mà có sức mạnh như thế thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vẻ mặt của đội hộ vệ có phần hơi lúng túng, dù sao người mạnh như vậy mà xông vào trong phủ mà bọn hộ vệ này lại hoàn toàn không biết, đây quả thực là không làm tròn bổn phận. Phong Phi Vân nhìn một chút vào bàn tay mình, trong lòng mừng thầm, mình mà cũng được cho là cao thủ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lâm hộ vệ, tóm lại là chuyện gì đã xảy ra? Cả người Phong Tùy vũ khí khái anh hùng, mang theo hai tên đầy tớ sang đây, bước chân ổn định nhưng nặng nề, tư thế oai hùng bừng bừng có vẻ có chút ung dung bình tĩnh. Áo gấm trên người chỉnh tề, búi tóc lưu quang, đôi mắt anh tuấn như là hàn đao. Người này vừa đến, mọi thứ đều trở nên yên lặng. Những tên hộ vệ kia nhìn thấy Phong Tùy Vũ, từng người đều trở nên càng thêm kính cẩn, khom lưng quỳ sát xuống đất, có vẻ hết sức thành kính, thái độ rõ ràng là khiêm nhường hơn. Giống như là nô bộc nhìn thấy chủ nhân. Phong Tùy Vũ mặc dù chỉ là nghĩa tử của thành chủ, thế nhưng thực lực lại cường đại, tài hoa hơn người, được công nhận là người kế vị thành chủ, mọi người đối với hắn là tâm phục khẩu phục. Thái độ này đối với Phong Phi Vân lại hoàn toàn khác biệt. Một là chủ nhân tương lai của thành Linh Châu, một là cậu ấm quần áo lụa là nhát gan sợ phiền phức, có thể so tính cách với nhau hay sao? Trưởng đội hộ vệ chắp tay cúi đầu, nói. Mạt tướng đáng chết, vậy mà để cho tuyệt đỉnh cường giả xông vào trong phủ, xin đại thiếu gia trừng phạt. Phong Tùy Vũ hai tay chắp sau lưng, thong thả ung dung đi tới cạnh cái ao, nhìn hòn non bộ trong ao bị vỡ vụn, hai mắt sững sờ, dùng mình nói. Thực lực cường đại như thế thì không phải là người mà các ngươi có thể đối phó được, đều đứng lên hết đi. Đối phương là người tu luyện, các ngươi cũng không nên tự trách, việc này ta sẽ bẩm báo lại với nghĩa phụ, để cho ông ấy định đoạt. Thống lĩnh hộ vệ cùng với 50 tên hộ vệ thiết giáp đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ đại thiếu gia lại sáng suốt như vậy, thực sự không hổ là một người kiệt xuất. Trong lòng bọn họ thầm so sánh Phong Tùy Vũ với Phong Phi Vân. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ thở phù phù, một là tuyệt thế anh hào, một là người ngu ngốc chỉ lăn lộn ăn uống chờ chết. Không cách nào so sánh được. 50 tên hộ vệ thiết giáp đều lui xuống. Trong lòng Phong Phi Vân không khỏi thầm hô một tiếng lợi hại, Phong Tùy Vũ này quả nhiên không hổ là một người tâm tư kín đáo, hai câu thật đơn giản như vậy là có thể lấy lòng nhân tâm, lợi hại, lợi hại. Phong Phi Vân, nghe nói người đang cùng các quân sư học tập binh pháp. Không biết học được chút gì chưa? Phong Phi Vân đáng lẽ muốn quay người trở về phòng, nhưng lại bị Phong Tùy Vũ cho gọi lại. Thế là dừng bước, xoay người lại, cười hắc hắc. Binh pháp rối tinh rối mù của các lão đầu, nào là đánh chiếm thành trì, nào là bài binh bố trận đều là trò chơi quá trẻ con, ta không có hứng thú học, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Đại ca, nếu như là người có hứng thú, vậy thì ngày mai cùng đi nghe lão đầu kia làm nhảm chứ. Phong Tùy Vũ đã nhận được tin, biết rõ thực lực của Phong Phi Vân không tầm thường, đem cánh tay của Ngô lão đại mà chặt xuống được thì người này tuyệt đối không giống như biểu hiện bên ngoài của hắn. Lẽ nào mấy năm nay hắn đều lừa ta? Tiểu tử này là đang giấu nghề đây. Trong lòng Phong Tùy Vũ có muôn ngàn vạn suy nghĩ, thế nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, vẫn cười nói. 18 loại chiến trận, 36 cách công thành, 72 cách thủ địa. Từ 7 năm trước ta đã hiểu rõ trong lòng, có thể đọc thuộc thậm chí đọc ngược lại, lý luận xuông đối với ta mà nói thì không quan trọng. Phi Vân, bây giờ ngươi mới là giai đoạn học binh pháp sơ cấp, chờ ngươi học 18 năm sau cũng có thể đạt được như ta bây giờ, ngươi phải cố gắng lên. Người này đúng thật là ngạo mạn. Đại ca đúng là tài hoa tràn trề, làm cho tiểu đệ không thể không bội phúc. Phong Phi Vân ngáp một cái, cười nói. Không được, không được rồi. Phải trở về phòng ngủ thôi. Nói xong lời này, Phong Phi Vân liền xoay người rời đi.
Nụ cười trên mặt Phong Tùy Vũ từ từ biến mất, nhìn theo bóng lưng của Phong Phi Vân rời đi sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo trầm ngâm. Đại thiếu gia, tên tiểu tử Phong Phi Vân này rốt cuộc là một tên phế vật hay là đang giả bộ làm tên phế vật? Một nô bộc ở phía sau nói. Phong Tùy Vũ nói. Ở trước mặt ta đều làm vẻ như thế, luận về binh pháp hắn học 10 năm cũng không theo kịp ta. Luận về tu vi hắn mới ở linh dẫn sơ kỳ, mà ta đã đạt đến linh dẫn đỉnh phong, dù cho ta nhường hắn 10 chiêu thì hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Dựa vào tình hình mà Ngô lão đại báo lại, hắn đã biết Phong Phi Vân đã đạt tới cảnh giới linh dẫn sơ kỳ, thế nhưng căn bản là hắn không thèm để mắt. Linh dẫn sơ kỳ và linh dẫn đỉnh phong thực lực chênh lệch nhau vượt quá 10 lần, căn bản không phải là một người có thực lực, cho nên dù Phong Tùy Vũ biết rất rõ Phong Phi Vân đang tu luyện, nhưng lại không để tâm. Muốn từ linh dẫn sơ kỳ tu luyện đến linh dẫn đỉnh phong không thể một sớm một chiều mà có thể làm được, hắn thiên phú lạ thường như thế nhưng cũng mất 3 năm, người thường sợ là 10 năm cũng chưa chắc có thể làm được. Hắn cũng không tin Phong Phi Vân có thiên phú cao hơn hắn. Một tên vô dụng mà thôi, nếu muốn đứng lên làm lại từ đầu, ta nhất định đè hắn xuống một lần nữa, suốt đời không thoát thân được. Nụ cười trên mặt Phong Tùy Vũ thản nhiên, dáng vẻ đang bày mưu nghĩ kế. Hắn không chỉ là một thiên tài, càng là một người thông minh. Đại thiếu gia, thành chủ cho gọi người tới, có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Một đứa nha hoàn khom người cúi đầu. Phong Tùy Vũ khẽ cau mày, trễ như vậy sao nghĩ phụ còn cho đòi ta tới, chẳng lẽ có đạo sự gì xảy ra sao? Thình thịch, Phong Phi Vân đóng cửa phòng lại, sau đó mở bàn tay phải ra, giữa bàn tay trắng noãn hình ảnh mờ nhạt của con cổ chu kia càng trở nên nhạt hơn, giống như muốn hoàn toàn dung nhập vào trong máu thịt. Con linh chu này lại có thể áp chế được tác dụng dược lục của huyết linh miêu, nếu không phải thời khắc quan trọng phát huy tác dụng e rằng ta đã bạo thể mà chết. Nhưng mà bây giờ ta lại đột phá thành công đi tới linh dẫn trung kỳ. Tuyệt đối dược lực của một bụi huyết linh miêu không thể nào làm cho một người trực tiếp đột phá cảnh giới được, xem ra là con linh chu này đã phát huy tác dụng, thánh linh khí mãnh quả nhiên là không thể xem thường được. Dù cho Phong Phi Vân có dị thảo huyết linh miêu tương trợ, tự mình cũng cần ít nhất một tháng mới có thể đột phá được linh dẫn trung kỳ, nhưng bởi vì linh chu kỳ quái này lại làm cho dược lực của huyết linh thảo tăng lên, dĩ nhiên làm cho hắn chỉ trong một đêm lại có thể đột phá đến linh dẫn trung kỳ. Nếu để cho Phong Tùy Vũ biết rõ điều này, chỉ sợ là hắn sẽ bị dọa sợ đến ngất xỉu. Linh dẫn trung kỳ không thể so với linh dẫn sơ kỳ được, cảnh giới cách xa nhau nhất định là khác nhau một trời một vực. Độ chênh lệch linh khí dày đặc gấp mấy lần. Linh khí trong kinh mạch toàn thân của Phong Phi Vân cuồn cuộn, linh dẫn trong đan điền càng thêm lưu chuyển nhanh hơn, thật giống như dòng sông tiên trong đan điền chảy cuồn cuộn không dứt. Bây giờ nếu như Phong Phi Vân cùng với Ngô lão đại đối đầu với nhau, tuyệt đối đao cũng không cần dùng đến, tát qua một cái là có thể làm cho xương sốt cả người hắn bị đánh vỡ tan nát. Tuy là đột phá được linh dẫn trung kỳ nhưng mà hoán huyết tầng thứ hai lại không có đạt đến đại thừa. Hoán huyết tầng thứ hai là phải làm cho huyết dịch cả người trở nên có màu đen nhánh, ở trong huyết quản mà sôi trào, mà huyết dịch trong người Phong Phi Vân chỉ mới bắt đầu trở nên đỏ sậm, nếu muốn đạt tới đen kịt như mực thì còn phải đi một đoạn đường xa. Dù cho đột phá đến linh dẫn đỉnh phong, e rằng huyết dịch cũng không đạt đến đen kịt như mực được, bất tử phượng hoàng thân chính là ở chỗ đó mà khó tu luyện. Phong Phi Vân chỉ tay một cái, một luồng ánh sáng từ ngón tay bay ra, làm cho ngọn đèn cách đó 5 bước bị dập tắt. Toàn bộ gian phòng trở nên tối đen. Bận rộn cả một ngày, thể xác và tinh thần mệt mỏi, hắn muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai còn phải cùng với các quân sư học binh pháp. Cốc, cốc, cốc. Cửa bị gõ. Một đứa nha hoàn ở ngoài cửa nói to. Phong thiếu gia, thành chủ cho gọi người tới có chuyện quan trọng trao đổi. Chăn còn chưa kịp làm ấm, Phong Phi Vân lại khó khăn mà phải bò dậy, trong lòng cũng nổi lên một chút nghi ngờ, bây giờ đã khuya, cha ta còn có chuyện gì. Hơn nữa, cho dù có đại sự xảy ra, Phong Vạn Bằng cũng sẽ tìm Phong Tùy Vũ mà trao đổi, đây là lần đầu tiên cho mời Phong Phi Vân tới. Khắp nơi đều lộ ra vẻ không bình thường. Đại sảnh của phủ thành chủ rộng chừng 12 trượng, 8 cây xà đại trụ dựng thẳng đứng, ở giữa là tượng đá chim đại bàng màu vàng cao vút, uy mãnh khiếp người, như một con thần điểu ngạo mạn khinh thường sinh linh. Khách mời hễ có việc gì đi tới đại sảnh thì tâm linh đều bị làm cho rung động, bị một lực vô hình đè lên làm cho bị khiếp sợ không dám to mồm.
Phong Vạn Bằng cầm trong tay thanh ngọc thư giám dài khoảng 3 tấc từ từ khép lại, phong thư này hắn đã xem qua 3 lần thì nụ cười trên mặt cũng hiện lên 3 lần, tựa như là gặp chuyện gì tốt lắm làm cho loại người ăn nói thận trọng như hắn cũng không khỏi nhịn được cười. Ngoài Phong Vạn Bằng ra thì Cát Quân Sư cùng với Lưu Quản gia cũng ngồi ở hai bên, hai người đó tuổi tác đều gần như nhau, tóc hoa râm và mặt đầy nếp nhăn. Nhưng họ đều không phải là nhân vật đơn giản, có thể một mình đảm đương một phía. Cát Quân Sư tay cầm quạt lông, ánh mắt liếc qua chỗ thanh ngọc thư giám, dường như cũng đã đoán ra được rất nhiều chuyện, thản nhiên nói. Thành chủ, có thực là tin tức từ Nam Thái Phủ bên kia truyền tới. Thanh ngọc thư giám trong tay Phong Vạn Bằng được đặt tên là Ngọc Phi Phù, một ngày có thể truyền thư trong 10 vạn dặm, chính là một món linh bảo thật sự. Ngọc Phi Phù đến thành Linh Châu, như vậy nhất định là tin tức từ Nam Thái Phủ gửi đến Phong gia. Cát Quân Sự và Lưu Quản gia đều không phải là người ngoài, đều là tùy tùng đi theo hắn hơn 10 năm nay, Phong Vạn Bằng cũng không dối gạt bọn họ, cười nói. Tiềm Long đại chiến của gia tộc 20 năm tổ chức một lần đã sắp đến. Mắt của Cát Quân Sư híp một cái, sau đó mừng như điên hỏi. Chừng nào? 3 tháng sau, ngày lập thu, ngày 7/8/9 của tháng 9. Tử Tiêu Phủ Thành, Tiềm Long Phi Thiên. Phong Vạn Bằng đọc nội dung trong Ngọc Phi Phù. Tiềm Long đại chiến của Phong gia, ý nghĩa phi phàm, nổi tiếng thiên hạ, bất cứ người nào cũng có thể trổ hết tài năng trong Tiềm Long đại chiến, con đường tương lai cũng vì thế mà không có giới hạn nữa. Phong gia là một gia tộc khổng lồ, con em trong gia tộc đạt hơn 1.000 vạn, chia làm từng mạch hệ một, mỗi một mạch hệ đều có nhân tài kiệt xuất nhiều không kể xiết. Giống như là Phong Vạn Bằng trấn giữ ở thành Linh Châu, phụ trách quản lý hơn 1.000 vạn nhân khẩu, khu vực ngàn dặm, có thể nói là bá chủ một phương, nhưng mà chẳng qua chỉ là một thành viên con cháu trực hệ đời thứ tư của Phong gia và với một đại nhân vật chân chính của Phong gia thì càng không thể so sánh được. Con cháu trực hệ đời thứ tư của Phong gia dù cho không có 1 vạn người thì cũng có 3.000 người, trong đó người có tài, kiệt xuất như Phong Vạn Bằng kể ra cũng không dưới 100. Họ đều trấn thủ ở các đại cổ thành, quận phủ, quân doanh, triều đình, mạch người quả thật là trải rộng khắp thiên hạ. Mỗi 20 năm Phong gia sẽ tiến hành lựa chọn, đánh giá tiềm lực của con cháu hậu bối, trong đó chọn lựa ra những người thiên phú siêu nhiên rồi tiến hành trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, vì vậy mới có Tiềm Long đại chiến. Tiềm Long xuất hải, đăng phong vạn lý. Qua 3 tháng nữa chính là đến ngày Tiềm Long đại chiến, toàn bộ con cháu tuổi còn trẻ ở bên ngoài Phong gia đều phải tham gia chinh chiến trận này, ai có thể trổ hết tài năng bên trong thì có thể trở thành nhân vật lĩnh quân trong thế hệ con cháu của Phong gia, thậm chí tương lai sau này có thể trở thành người được đề cử làm tộc trưởng. Tổng bộ của Phong gia là ở Nam Thái Phủ, cũng là một trong những gia tộc cường đại nhất Nam Thái Phủ. Nam Thái Phủ chính là một trong 8 đại phủ của Vương Triều Thần Tấn, nằm ở phía nam của Vương Triều. Khu vực Nam Thái Phủ rất mênh mông, nhân khẩu đông đảo vô cùng, dưới mỗi kỳ có 26 quận, mỗi một quận đều có một Á Châu lớn, mà dưới quận còn có vô số tòa cổ thành, dưới cổ thành còn có huyện nha. Thành Linh Châu thì chẳng qua chỉ là một trong 124 tòa cổ thành, thuộc cấp dưới của quận Bách Lĩnh. Phong gia chắc chắn là một trong 3 gia tộc quyền thế ở Nam Thái Phủ. Bởi vậy có thể thấy được Phong gia rất hùng mạnh. Phong Vạn Bằng cười to nói. 20 năm trước ta vô cùng hăng hái tham gia Tiềm Long đại chiến, vượt qua được 10 mấy trận, hạ gục được trên 100 đối thủ, lúc này bộc lộ hết tài năng mới được trưởng lão của gia tộc chú ý, trọng điểm bồi dưỡng mà ngồi lên vị trí thành chủ Linh Châu, hùng bá một phương. Cát Quân Sư hỏi. Không biết 20 năm trước thành chủ ở Tiềm Long đại chiến được xếp hạng thứ mấy? Người thứ 18. Phong Vạn Bằng vừa nhắc tới chiến tích này, trong lòng lại dâng lên một chút kiêu ngạo, không nhịn được mà cười ra sảng khoái. Có thể ở Tiềm Long bảng chiến của Phong gia bắt được vị trí thứ 18, đích thật là có năng lực để mà kiêu ngạo. Cát Quân Sư chính là phụ tá dưới quyền của Phong gia, đối với chuyện của Phong gia 20 năm trước dĩ nhiên là có hiểu rõ, nói. 20 năm trước, trong Tiềm Long bảng chiến, con cháu trực hệ đời thứ tư của Phong gia có 9.438 người. Con cháu hệ thứ đời thứ tư vượt lên trên 7 vạn, có thể từ trong nhiều người như vậy mà chiến đấu đạt tới vị trí người thứ 18, thành chủ năm ấy có biết bao nhiêu là tài hoa vĩ đại. Lời của Cát Quân Sư đây cũng không phải là xu nịnh, dù sao thì Phong Vạn Bằng đích thật là một cường giả bất phàm, coi như bây giờ ở trong con cháu đời thứ tư của Phong gia cũng có tiếng nói riêng. Thực lực quyết định quyền lực. Phong Vạn Bằng nói, 20 năm trôi qua,
đời thứ 5 của Phong gia càng phồn vinh, hưng thịnh thêm, theo tin tức thống kê của gia tộc truyền đến thì con cháu trực hệ cũng đã vượt lên trên 3 vạn, trong đó càng có nhiều người tài năng xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm, cao thủ thế hệ trước nếu chiến đấu cũng không có sức đánh trả. Rất nhiều người đều dự đoán, đời thứ 5 của Phong gia là một đời quật khởi hoàng kim, tuấn kiệt nghịch thiên bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, làm cho các đại trưởng lão đều mừng rỡ như điên. Cát quân sư cứng mặt, gật đầu nói. Cứ như vậy, muốn dẫn đầu thì quả thật là khó khăn, nhưng mà với tu vi của đại thiếu gia thì xông vào 200 người cường mạnh cũng không phải là một vấn đề lớn. Phong Vạn Bằng cười, lắc đầu nói. Đứa trẻ Phong Tùy Vũ này tư chất tự nhiên cực cao, ta đối với nó lòng tin đến 10 phần, thứ bậc tuyệt đối không chỉ đơn giản là 200 như vậy. Nếu như hắn tham gia vào cuộc chiến con cháu hệ thứ, xác suất trổ hết tài năng là vô cùng lớn. Phong Tùy Vũ chẳng qua chỉ là con nuôi nên chỉ có thể tham gia cuộc chiến con cháu hệ thứ của Phong gia, dù vậy chỉ cần chiến tích nổi bật vẫn có thể cùng con cháu trực hệ đỏ cao thấp một lần. Phong Vạn Bằng thay đổi ánh mắt, thở dài. Phong Vạn Bằng ta cả một đời anh hùng, vậy mà sinh ra một thằng con trai cũng không ra hồn, tên Phi Vân Hỗn Hào, vô sĩ này nếu có thể bằng 1/10 của Phong Tùy Vũ thôi thì ta cũng hài lòng. Cát quân sư nói. Thời gian gần đây, lão phu cùng với Phong thiếu gia trao đổi rất nhiều, Phong thiếu gia mặc dù có bỡn cợt đời nhưng cũng không phải là cái gì cũng sai, ở binh pháp cũng đã có những lý giải độc đáo, có khi những kỳ tư diệu tưởng của hắn ngay cả ta còn phải có phần khâm phục. Nói thế có thật không? Phong Vạn Bằng nói. Cát quân sư nói. Lão phu cho rằng, Phong thiếu gia quả thực chính là khả tạo chi tài có thể đào tạo trở thành nhân tài. Mặc dù không có cách nào tu luyện công pháp, nhưng nếu có thể ra sức học hành binh thư, sau này bước vào quân doanh, nhất định có thành tựu không ít. Lưu quản gia nãy giờ vẫn không có mở miệng, lúc này cũng là lộ vẻ xúc động. Thành chủ, con hư biết nghĩ lại còn quý hơn vàng, ta cho rằng Tiềm Long đại chiến lần này có thể để cho thiếu gia đi tham gia binh thư thiết quyển hội. Binh thư thiết quyển hội, sắc mặt Phong Vạn Bằng cứng lại, dường như đang suy tư điều gì đó. Ở vương triều thần tấn nếu muốn trở bên nổi bật, vượt hẳn mọi người cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện để trở thành cường giả một phương. Thế nhưng thiên phú tu luyện không phải là mọi người đều có, mà người không có thiên phú tu luyện lại chỉ có thể học binh pháp, nghiên cứu mưu lược trở thành một tên trí giả, quân sư, phụ tá. Nếu như binh pháp cùng với mưu trí có thành tựu, vẫn có thể trở thành một người trên vạn người, ngồi vào vị trí tân khách của các đại gia tộc cùng tiên môn. Binh thư thiết quyển hội cùng với Tiềm Long đại chiến đều là thiết lập của Phong gia để lựa chọn con cháu kiệt xuất ưu tú, chọn một người là trí giả, chọn một người là võ giả. Một văn một võ. Nếu là có thể ở tại binh thư thiết quyển hội mà thể hiện ra trí khôn và binh thuật siêu phàm, như vậy thì vẫn sẽ được trọng điểm bồi dưỡng của Phong gia. Binh thư thiết quyển hội thật không đơn giản, rất nhiều anh kiệt tham gia Tiềm Long đại chiến đều có thể sẽ đi binh thư thiết quyển hội để mà sướng đàm binh pháp. Nếu muốn đứng đầu quả thật là khó khăn còn hơn lên trời. Đứa nhỏ Phi Vân này, dù sao cũng chỉ mới học binh pháp vài ngày thôi, hơn nữa lá gan lại nhỏ, đến lúc đó ngộ nhỡ mất mặt. Ôi, gặp phải nhiều anh kiệt như vậy, nói không chừng hắn sẽ khẩn trương đến nỗi cả người run cầm cập, ngay cả lời cũng nói nên lời. Phong Vạn Bằng không ngừng than thở, tuy rằng hắn cũng có mong muốn Phong Phi Vân có thể nhất phi trùng thiên, một bước lên trời, trở nên nổi bật, vượt hẳn hơn người. Thế nhưng suy cho cùng hắn cũng biết tính tình của Phong Phi Vân cho nên thà làm cho Phi Vân xấu mặt trước, còn hơn là để cho Phi Vân ra sân. Tránh cho mất thể diện. Lúc này, Phong Tùy Vũ từ ngoài cửa lớn đi vào, hơi khom người cúi đầu với Phong Vạn Bằng, sau đó lại là cung kính với Lưu quản gia cùng Cát quân sư mà bái lại. Lúc này bọn họ đều đang trầm mặc nên dễ hiển nhiên là không nhìn thấy Phong Tùy Vũ. Tâm tắc, ôi! Có thể, ôi! Phi Vân quả thật là lá gan quá nhỏ, ngay cả Lưu quản gia cũng đều luôn miệng than thở. Lộc cộc, lộc cộc. Phong Phi Vân mặc bộ quần áo thật lớn, đi đôi dép lê bằng gỗ, ngáp liên tục đi vào đứng ở bên cạnh Phong Tùy Vũ, hướng về Phong Vạn Bằng, Cát quân sư, Lưu quản gia cúi đầu, sau đó nói. Phụ thân, con muốn tham gia binh thư thiết quyển hội. Lúc mọi người nói chuyện Phong Phi Vân ở bên ngoài cũng đã nghe được sơ lược. Muốn chứng tỏ thực lực của mình như vậy thì phải đứng ra lấy bản lĩnh để chứng minh bản thân. Mang trên mặt vẻ vui vẻ, Phong Tùy Vũ nói. Phi Vân, binh thư thiết quyển hội không phải là chuyện đùa, ngươi cần phải hiểu rõ. Ha ha, đại ca, ta thừa nhận là binh thư ta xem không nhiều lắm,
thế nhưng ngươi cũng không thể xem thường ta, Lý Luận Xuông, ai không biết hả? Phong Phi Vân cười nói. Phong Tùy Vũ có chút không vui, nói. Ngươi nói là ta chỉ nói Lý Luận Xuông. Sự thật chính là như vậy mà. Phong Phi Vân cười nói. Đại ca, ngươi thật giống như không phục, lẽ nào ngươi đã từng làm qua binh lính? Phong Tùy Vũ ngay cả quân doanh cũng chưa từng bước vào, hiển nhiên lại càng không có làm qua binh lính, lúc này chỉ biết á khẩu không trả lời được. Đại ca, ngươi thật sự giống như không phục, ôi chao. Phong Phi Vân nhìn thấy được dáng vẻ hiếm thấy của Phong Tùy Vũ, trong lòng có chút cao hứng. Cơ mặt của Phong Tùy Vũ co quắp hai cáo, tiếp đó nghiêm mặt cười nói. Phi Vân, ngươi tuổi còn quá trẻ, ngay cả giai đoạn Lý Luận Xuông này ngươi cũng còn kém xa lắm. Lý Luận Xuông có phải có ý lấy ít địch nhiều, lấy mạnh thắng yếu, súng thật đạn thật mà điều binh khiển tướng, giết nó không chừa manh giáp không? Phong Phi Vân tuổi tuy nhỏ, thế nhưng bây giờ lại có vẻ hăng hái, chỉ ra rất nhiều tình thế của Giang Sơn. Điều binh khiển tướng. Mọi người đều không hiểu, Thành Linh Châu là nội địa của Vương Triều Thần Thấn, quân đội bên ngoài không gì sánh được, bên trong không kẻ nào dám xâm lược, nhiều năm qua cũng không có chiến sự, nếu đã không có kẻ địch thì điều binh khiển tướng có ích gì. Phong Tùy Vũ cũng lấy làm ngạc nhiên, hoàn toàn không cách nào biết được bước tiếp theo Phong Phi Vân đi như thế nào. Đám người Phong Vạn Bằng, Cát Quân Sư vẻ mặt cũng bị cứng lại, lẽ nào tiểu tử này điên rồi phải không? Phong Phi Vân quỳ một chân trên đất, vẻ mặt nghiêm túc, cất cao giọng nói. Thành Linh Châu có tặc nhân nắm quyền, kẻ nịnh thần ỷ thế làm bậy, dân chúng đều gọi hắn là Tam Gia. Người này buôn bán nô lệ, bố trí sòng bạc sinh mệnh, cưỡng bức con gái lao vào buôn bán da thịt, tổ chức mấy ngàn tên du đãng côn đồ thành lập Ưng Chảo Bang, ức hiếp dân chúng trong thành, quả thật chính là u ác tính trong Thành Linh Châu. Phong Phi Vân ở đây khẩn cầu thành chủ đại nhân, điều cho con 3.000 thành vệ quân, trong vòng một đêm nhất định đem toàn bộ oai ma tà đạo một mẻ hốt gọn, không chừa manh giáp. Khẩn thiết xin thành chủ đại nhân, điều cho con 3.000 thành vệ quân, càn quét tặc nhân, chém giết bọn xấu, thanh trừng Thành Linh Châu, vì lòng người mà đứng ra làm chủ công đạo. Vẻ mặt Phong Phi Vân nghiêm túc, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, thanh âm chẳng khác nào tiếng chuông lớn, ở trong đại sảnh mà vang vọng liên tục. Trong lòng của Phong Vạn Bằng chấn động vô cùng, quả thực là không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Đây là một tên bất học vô thuật Phong Phi Vân sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy, khí phách như thế này ngay cả những lão tướng trên chiến trường nhiều kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể học được. Một người thiếu niên 14 tuổi, vậy mà xin quân lệnh muốn được điều binh, dù là Phong Tùy Vũ to gan cũng không có được khí phách này. Những người khác càng ngẩn người, chết đứng. Có một loại cảm giác quá ư là mơ hồ. Thành Linh Châu mặc dù là thủ phủ của Vương Triều, nhưng có đến 10 doanh trại thành vệ quân, cộng lại chừng 1 vạn, toàn bộ đều được trang bị thiết giáp, cưỡi hổ mãnh thú, cầm trong tay trường thương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chiến lực mặc dù không cùng với đội quân Thần Vũ chống đỡ được, nhưng mỗi người vẫn có thể dũng mãnh lấy một mà địch ba. Hồ Đồ, Phi Vân, người tuổi còn quá trẻ rất không hiểu chuyện. Thành vệ quân há có thể tùy ý điều động. Phong Tùy Vũ cười ra tiếng, cúi người nói. Nghĩa phụ, Phi Vân còn trẻ khinh cuồng, không phân biệt được đúng sai, nếu thật giao 3.000 thành vệ quân vào trong tay nó, vậy quả thật là một trò đùa. Phong Vạn Bằng hiển nhiên cũng biết nhân vật Tam Gia đó, người này tu vi cực cao, hắn càng không ở chi dưới, nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì Phong Vạn Bằng cũng không muốn cùng với người này làm kẻ địch với nhau. Dù sao đều là tu tiên cường giả, nếu thật là liều mạng một mất một còn, như vậy thì cả Thành Linh Châu đoán chừng đều phải hủy diệt hơn phân nửa. Đó cũng không phải là tình hình mà Phong Vạn Bằng muốn xem. Thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy con trai ruột của hắn nghiêm túc như thế này, ý chí chiến đấu sục sôi như vậy, đây là muốn quật khởi hay sao? Người nếu là có ý chí chiến đấu thì tiền đồ sẽ sáng lạn. Phong Phi Vân thấy Phong Vạn Bằng lộ ra vẻ mặt chăm chú. Hiểu đối phương đang do dự, liền nói. Con có 10 phần nắm chắc thành công, có thể đem Ưng Chảo Bang mà nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để bất kỳ một con cá nào có thể lọt lưới. Phong Tùy Vũ hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân, việc này quan hệ trọng đại, há có thể vì lời nói từ một bên của ngươi mà đã đem thành vệ quân tùy tiện giao vào tay cho ngươi. Phong Tùy Vũ không ngờ Phong Phi Vân lại làm náo động như vậy, nếu như việc hắn tiêu diệt Ưng Chảo Bang khá hoàn hảo. Nếu như Ưng Chảo Bang thực sự bị hắn dẫn người tiêu diệt,
thế thì Phong Phi Vân tất nhiên sẽ đánh một trận mà thành danh, trở thành nhân vật quyền thế rất mạnh ở thành Linh Châu, thậm chí ngay cả cao tầng đô hộ của Phong gia cũng sẽ chú ý đến hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện Hàm Ngư phiên thân. Giống như cá chép hóa rồng A Hát Mũ Mũ. Phong Vạn Bằng suy tư trong chốc lát, thông suốt đứng dậy nói. Tam gia cũng không phải là hạng người dễ dàng đối phó, người này tu vi đạt đến tiên căn trung kỳ, tu luyện bổ thiên tà nhãn, nắm trong tay một chuẩn linh khí, có thể nhất kích liệt địa, khai sơn phá thạch, coi như là 1000 tên thành vệ quân cùng lúc bao vây hắn cũng sẽ bị giết không còn một mống. Phi Vân, con nên biết một chút, quân đội tuy là cường đại, thế nhưng đối với vài người, nhiều người cũng không phải là có thể giết được. Điều này con đương nhiên là biết, cho nên con còn phải mời Lưu quản gia theo con đi một chuyến đến Huyết Ưng Đại Viện. Phong Phi Vân ngạo nghễ nói. Huyết Ưng Đại Viện chính là nơi ở của Tam gia, hễ có bất cứ người nào bước vào trong đó, một người cũng không có thể sống để mà bước ra. Phong Tùy Vũ biến sắc, cho rằng Phong Phi Vân quả thật là kiêu ngạo đến mức tột cùng. Người không có khí phách lớn mật tuyệt đối không nên xông vào Huyết Ưng Đại Viện. Ánh mắt già dặn của Lưu quản gia từ từ mở ra, tóe ra hai đạo tinh quang nói. Nếu như là thiếu gia có kiên quyết như thế, lão nô dù cho là liều cái mạng này thì chuyến này cũng xin đi theo thiếu gia. Trong lòng lão già này bây giờ vô cùng kích động, thiếu gia lại có phách lực như thế, thật là hiếm có, thật là khó thấy, ai còn dám nói thiếu gia nhát gan. Lá gan này mà còn nhỏ sao? Trong lòng Phong Vạn Bằng chấn động cực đại, đã quyết định để cho Phong Phi Vân đánh một trận mạnh tay, chỉ cần con trai của mình có thể thành nhân tài, như vậy thì dù cho cả thành Linh Châu đều bị phá hủy thì đó cũng là đáng giá. Ta cho con 5000 thành vệ quân, đến lúc đó ta sẽ đích thân đứng ở trên lầu cổng thành xem cuộc chiến, nếu con có thể tiêu diệt Ưng Chảo Bang, ta liền cho phép con tham gia binh thư thiết quyển hội được tổ chức vào 3 tháng sau. Nhưng nếu con và toàn quân bị diệt, ta sẽ không xuất thủ cứu con. Con sẽ cùng với toàn bộ tướng sĩ bỏ mình mà chôn cùng nhau. Phong Vạn Bằng nói. Lĩnh mệnh. Trong lòng Phong Phi Vân chấn động, cao giọng bật cười. Trong vòng một tháng, nhất định làm cho Ưng Chảo Bang cùng với Huyết Ưng Đại Viện san thành bình địa. Phong Phi Vân tiếp nhận lấy 5 tấm lệnh bài từ trong tay của Phong Vạn Bằng, nắm thật chặt ở trong tay, sau đó xoay người rời đi. Chờ đến khi Phong Phi Vân đi ra khỏi đại sảnh, Phong Tùy Vũ mới từ sững sờ chuyển đến tỉnh ngộ, liền vội vàng quỳ xuống đất nói. Nghĩa phụ, việc này quả là trò trẻ con, tu vi của Tam gia hết sức kinh khủng, bang chúng của Ưng Chảo Bang cũng có mấy ngàn người, đem tính mạng của 5000 thành vệ quân giao vào trong tay của nó, còn dám nói chắc, đến lúc đó còn sống không còn có mấy người. Hơn nữa nếu thành vệ quân cùng với Ưng Chảo Bang khai chiến, đến lúc đó cả thành Linh Châu nhất định sẽ thây phơi khắp nơi, hóa thành một đống đổ nát, hoang tàn. Con không dám tưởng tượng kết quả sau này, xin nghĩa phụ hãy nghĩ lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.